Nhất niệm vĩnh hằng chương 218, đàm phán không thành, tâm tình bạch tiểu thuần kích động, dưới lớp mặt nạ kia chính là một nụ cười vui vẻ và ấm áp khi nhìn thấy thiết đảng, thiết đảng càng mạnh mẽ thì hắn lại càng vui mừng, hơn nữa lúc nãy khi nghe đám người kia kinh hô lên, bạch tiểu thuần càng thêm kích động. Hắn rất muốn nói cho mọi người biết, đây là thiết đảng của ta đấy, chỉ là bạch tiểu thuần thừa hiểu lúc này thiết đảng không thể tới đây được, nên hắn đứng trong đám người huyết khê tông đưa mắt nhìn về thiết đảng ánh mắt của hắn, mang theo hàm ý mà chỉ thiết đảng hiểu được, ngoan nghe lời, quay về nhà đi, đợi lão cha ta làm xong việc thì sẽ trở về. Bước chân thiết đảng đột nhiên ngừng lại, nó rất thông minh, hơn nữa trước kia ở với Bạch Tiểu Thuần cũng được hắn dạy bảo rất nhiều, lúc hai mắt nó xoay tròn, lập tức đoán ra chuyện. Thế là sau khi dừng lại, nó nghe răng nhìn về đám người huyết khê tông đầy vẻ hung tàn, có điều ánh mắt lại như có như không đảo qua ngực tống quân uyển. Ánh mắt này người khác không nhận ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần sao có thể không biết, chỉ đành thở dài rồi hung hăng trợn mắt trừng thiết đảng một chút, thiết đảng tranh thủ cúi đầu, còn gào thét một tiếng nữa mới quay người rời đi. Tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã mất tâm, mà đám chiến thú xung quanh cũng đồng thời gào thét vài tiếng rồi quay lại bên chủ nhân của chúng, khí thế giời non lấp biển vừa hình thành cũng chậm rãi tiêu tán đi. Không ai chú ý tới, tại trên đỉnh Diên Vĩ Phong phía xa, có một ánh mắt nhìn về phía bạch tiểu thuần trong đám người ánh mắt này mang theo tia nhìn kỳ dị từ trên một nữ tử y phục đơn giản dung nhan xinh đẹp gương mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không thể nào làm giảm đi dung nhan của nàng thậm chí ngược lại còn mang đến cho nàng một vẻ điềm đạm đáng yêu khiến người khác nhìn nàng không khỏi dâng lên thương mến ca ca hóa ra là ngươi đến huyết khê tông a nữ tử che miệng cười ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị nàng chính là công tôn uyển nhi ngày đó bị mất tích trong vẫn kiếm thâm uyên nàng về tới thì bạch tiểu thuần cũng vừa rời khỏi tông môn được mấy ngày ngay khi công tôn uyển nhi nhìn bạch tiểu thuần khí tức thiên đạo trong thể nội hắn đột nhiên hơi chấn động hắn có chút kinh ngạc cảm nhận như có ánh mắt nào đó ngưng tụ trên người mình bèn nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện được gì cả ngay khi bạch tiểu thuần còn đang kinh ngạc thì bà lão duyên vĩ phong phía trước thở nhẹ một hơi gương mặt cũng trở nên tươi cười cảm thấy bản thân đối xử tốt với thiết đảng những năm qua cũng có tác dụng, thiết đảng cũng là nghe lời mình nói ra mà rời đi, thật không có ý tứ, nhưng chưa vị rời khỏi bờ bắc thì tốt hơn. Trong lòng bà lão Diên Vĩ Phong đầy vui sướng, chỉ là vẻ ngoài vẫn lành lạnh như vậy, Tống Quân Nguyễn thở dài, một lúc sau mới đè nén lại được sự mất bình tĩnh vừa rồi. Mặc dù đã được nghe nói Linh Khê Tông có linh thú từ trước, thế nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, cảm giác chân thực khi đối mặt hoàn toàn khác biệt. Căn cứ vào tin tức mật báo, thì vương thú này do Bạch Tiểu Thuần bồi dưỡng ra, Thiên Đạo trúc cơ, Minh Ngộ thủy trạch quốc độ, bồi dưỡng ra vương thú, Bạch Tiểu Thuần này đến cùng thì là loại người như thế nào đây? Người này, nếu là tu sĩ huyết khê tông ta, thật tốt. Tống Quân Nguyễn thầm thở dài trong lòng, cũng không còn tâm tư tham quan nữa, khi nghe thấy bà lão Diên Vĩ Phong nói vậy, nàng tính đáp lời thì vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên không trung truyền ra rồi thân ảnh lão tổ tống gia cũng nhanh chóng cất bước ra khỏi vòng xoáy vẫn một mực tồn tại trên bầu trời, toàn thân huyết quang ngập tràn đi ra ngoài, sau lưng lão, bên trong vòng xoáy là một trong những lão tổ của Linh Khê Tông Lý tử mặt, vẻ mặt y có chút tiếc núi cũng cất bước di ra, các vị đạo hữu Linh Khê Tông nên tự lượng sức, một khi khai chiến thì muốn ngừng cũng sẽ không được. Sắc mặt lão tổ tống gia âm trầm, quay đầu nhìn qua vòng xoáy sau lưng rồi nhìn Lý tử mặt một chút, hờ hững mở miệng điều kiện của tống đạo hữu đưa ra quá mức hà khắc, linh khê tông ta tình nguyện chiến một trận, cũng tuyệt không nguyện kéo dài thêm một ngàn năm hơi tàn. Trả lời lão tổ tống gia, không phải là lý tử mặt mà là một gương mặt tan thương bên trong vòng xoáy, gương mặt nghiêm nghị ẩn chứa vô tận tuế nguyệt, ánh mắt thâm thúy, lời vừa thốt ra đã khiến không trung phải nhấc lên gợn sóng. Người này, chính là lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông, Hàng Tông. Ánh mắt lão tổ tống gia co rút lại, hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, huyết quang trên người cũng lập tức hóa thành huyết vụ lan tràn ra xung quanh, đồng thời lão đưa tay phải ra trảo lấy đám người huyết khê tông phía dưới, chúng ta đi. Một trảo của hắn, cả thân thể bạch tiểu thuần và đám người đều nháy mắt bay đi, đến thẳng đám huyết vụ, ngay khi đến đây thì huyết vân trong đám huyết vụ này cũng cuồn cuộn ầm vang đi về phương xa, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã mất tâm tích, biến hóa xảy ra quá nhanh, trong lúc tâm thần đám người linh khê tông còn đang chấn động, thì một khuôn mặt cũng hiện ra từ trong vòng xoáy nhìn về hướng huyết vụ đi xa ánh mắt trầm tư chúng ta có nên lưu tống lão quái lại hay không đây lý tử mặc chậm rãi dò hỏi tu vi của tống lão quái không tầm thường trong tám vị lão tổ huyết khê tông thì chiến lược lão có thể được xếp vào ba hạng đầu nếu lão đã dám đơn độc tiến đến đây nhất định đã có chuẩn bị trong đó hẳn có bảy rập huống hồ việc này cũng không phù hợp với đạo nghĩa đón khách Lão tổ đời thứ nhất trầm ngâm một chút rồi chậm rãi đáp, nguyên nhân chính là điều đầu tiên, còn nguyên nhân sau thì chỉ do chính bản thân lão mà thôi. Hàng huynh, Lý Mổ cảm thấy huyết khê tông cũng không muốn khai chiến, điều kiện bọn hắn đưa ra có thể thấy đã là cực hạn rồi. Chúng ta, Lý Tử mặt chần chừ, không đành lòng nhìn thấy tông môn tử thương vì chiến tranh, nhẹ giọng nói, tử mặt, ngươi mềm lòng. Ở thời điểm này, mềm lòng không được gì cả, lão phu biết một khi khai chiến, nguy cơ sinh tử, tông môn có thể phải gặp họa diệt môn. Cho nên Tống Văn Vân ra điều kiện, ta đều đồng ý không khai chiến, bỏ qua cả cơ hội duy nhất kia để có thể tránh cho tông môn bị hủy diệt, tránh cho bọn tiểu bối phải tử vong, giọng nói tan thương của hàng tông vang lên, mang theo đầy mỏi mệt. Lão nói ra lời này, người khác không nghe thấy, chỉ có Lý Tử Mặt và mấy lão tổ khác nghe được mà thôi. Cho nên chúng ta hứa hẹn, sẽ không thừa cơ tiếng đánh sơn môn huyết khê tông, không liên thủ cùng không hà viện cũng cam đoan thực hiện hứa hẹn thế nhưng chúng ta không cho phép đối phương dùng thông thiên hà để bố trí trận pháp một khi chỉ vì tránh đi tai họa ngày hôm này đồng ý đối phương dùng thông thiên hà bố trí trận pháp khiến toàn bộ nước sông thông thiên hà khu vực của chúng ta bị khô héo linh khí giảm xuống phong ấn chúng ta ngàn năm tu vi mọi người bị đình trệ không cách nào đột phá ngàn năm sau chỉ sợ không tới mấy trăm năm linh khê tông chúng ta tự suy kiệt mà chết rồi nếu có thể gắn gượng được một ngàn năm, khi đó tông môn so với bây giờ còn suy yếu hơn rất rất nhiều. Đây chính là đặt quyền chủ động vào tay người khác, để tai họa lại cho hậu nhân gánh lấy. Đây chẳng khác gì treo thanh đao ở trên cổ. Ngàn năm sau, huyết khê tông đã là đại tông trung du, không còn như bây giờ mà mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, còn chúng ta thì yếu ớt không đứng vững. Lúc đó, nếu bọn họ thương hại chúng ta thì sẽ tuân theo ước định, còn nếu không muốn thì diệt toàn tông ta dễ như trở bàn tay ánh mắt lão tổ đời thứ nhất đầy tang thương tựa như nhìn thấy được kết cục tử vong của ngàn năm sau ngữ khí trầm thấp bị phong ấn ngàn năm nhìn qua như tránh khỏi tử thương thế nhưng thực tế lại lưu lại đại họa diệt môn cho đời sau chi bằng hiện tại thế cục biến đổi khó lường coi như thực sự khai chiến cho dù linh khê tông ta không bằng được huyết khê tông nhưng cũng rất mạnh mẽ phối hợp với ngoại lực cũng không phải không có khả năng Tử mặt, chúng ta chính là lão tổ, nhìn sự việc cũng không thể nhìn trước mắt mà còn phải nghĩ tới những năm tháng sau này, xem xét đến toàn cục nữa. Linh Khê Tông, thà rằng đời này thiết huyết chiến tử, cũng không thể như chó ngáp hơi tàn ngàn năm. Ngàn năm sau là hy vọng thì cũng được đi, nhưng mà rõ ràng là, là một con đường cùng, vẻ mặt lão tổ đời thứ nhất đầy mệt mỏi. Sau khi lão nói xong thì cũng dần tiêu tán trong vòng xoáy, rồi vòng xoáy trên bầu trời cũng nhanh chóng tiêu tan đi. Lý tử mặt trầm ngâm một chút, đôi mắt lộ ra chiến ý, lão hiểu được, lão tổ đời thứ nhất nói rất đúng, liều chết thì còn có hy vọng sống sót, nếu chọn sống quỳ hôm nay thì tương lai nhất định chết rất thảm. Không lâu sau, mệnh lệnh của trưởng môn trịnh viễn đông truyền ra khắp hai bờ Nam Bắc, mở ra đại trận bảo vệ tông môn, nhen nhóm trận pháp tại lạc trần sơn mạch, triệu hồi đệ tử toàn tông đang ở bên ngoài về, tất cả tu sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, trên bầu trời khu vực giữa huyết khê tông và linh khê tông, huyết vân ầm ầm bay qua, toàn bộ tu sĩ huyết khê tông đều run sợ khi nhìn thấy lão tổ tống gia ngồi trước mặt họ, sắc mặt tái nhợt, mãi cao mày lại như mang theo tâm sự vô hạn, nhất là khi nghe được lời lão tổ nói lúc bước ra khỏi vòng xoáy, hiên nhiên là đàm phán với linh khê tông đã thất bại, một khi đã thất bại, thì chiến tranh giữa hai tông môn sẽ tùy thời bộc phát. Dưới tình huống như vậy, con đường về của bọn họ trở nên đầy hung hiểm sắc mặt thần toán tự tái nhợt, cúi đầu thôi diễn tính toán. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, hắn biết tất cả mọi chuyện, cho nên khi hiểu rõ câu trả lời của Linh Khê Tông, trong lòng thở dài. Loại quyết định đại sự này của Tông Môn, Bạch Tiểu Thuần không thể thay đổi hay tham dự vào được, hắn chỉ đành trầm mặt nhìn về phía Linh Khê Tông, lòng thầm lo lắng. Tống quân Nguyễn ngồi cạnh lão tổ tống gia ngay vị trí đầu của huyết vụ, vẻ mặt cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía. Một đường trở về tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặt. Mảnh huyết vụ rồi cũng nhanh chóng bay qua dãy núi Lạc Trần, bước vào phạm vi huyết khê tông nhưng lại không hề gặp bất kỳ phục kích nào. Chỉ là ngay khi bọn họ vừa rời đi, thì dãy Lạc Trần ầm ầm chấn động, rồi một màn sáng cuồn cuộn xuất hiện thông thẳng lên trời cao, hình thành nên một tầng ngăn cách sừng sững giữa hai tông môn, hay cho một linh khê tông, lão tổ tống gia trầm mặt trong giây lát, than nhẹ một tiếng. Sâu trong đáy mắt lão có chút tiếc nuối, cũng có kính nể, tay phải vung lên, ba điểm sáng trong ống tay áo lão đi ra, hóa thành ba thân ảnh hư ảo giữa không trung. Một người trong đó Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn đã nhận ra là vô cực tử, vậy mà lại không chặn đường. Ba thân ảnh hư ảo này đều là ba vị lão tổ huyết khê tông. Sau khi bọn họ xuất hiện, đám người trên huyết vụ nhau nhau bái kiến, Bạch Tiểu Thuần cũng bái kiến rồi ngẩng đầu nhìn ba vị lão tổ hư ảo giữa không trung, trên người cả ba đều tràn ra gợn sóng kỳ dị, hư vô vạn vẹo. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy thầm kinh hãi, lão phu tự mình làm mồi câu, nhưng bọn họ là vì đạo nghĩa hay hoài nghi mà mặc kệ để ta rời đi, cũng chính là thể hiện ra sự bá đạo và không e sợ của bọn họ, Linh Khê Tông, quả thật xứng đáng là một kình địch. Lão Tổ Tống Gia than nhẹ, ba người kia cũng trầm mặt, vô cực tử nhìn về phía Linh Khê Tông, một hồi lâu sau bèn lắc đầu than nhẹ, đáng tiếc, chúng ta không tin được bọn họ, bọn họ cũng không tin được chúng ta huyết vụ cuồn cuộn, tất cả mọi người đều mang theo tâm sự một đường về tới huyết khê tông, cũng không ai nói chuyện gì cả. Bạch Tiểu Thuần càng ít nói hơn nữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phương hướng Linh Khê Tông, về tới động phủ đã là hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần lặng yên ngồi trong động phủ, nhìn sắc trời dần tối đen, rồi ánh trăng huyết sắc treo cao, hắn hiểu được chuyện hai tông môn khai chiến không phải là chuyện hắn có thể quyết định vào được, mà chính là ván cờ của lão tổ hai tông môn, hắn cảm thấy lòng đầy mỏi mệt, Chuyện chém chém giết giết vốn chưa bao giờ được hắn tiếp nhận, thế nhưng có những thời điểm, vì lập trường, không phải muốn tránh là tránh được, Bạch Tiểu Thuần có chút bực bội, lắc mạnh đầu. Hắn chỉ có thể làm được, đó chính là tranh thủ đoạt lấy được kiện vĩnh hằng bất diệt kia trước lúc khai chiến, trở về Linh Khê Tông, hắn hít sâu, khiến bản thân dần bình tĩnh lại rồi bắt đầu thổ nạp. Khuyết khí xung quanh không ngừng xuất hiện, dung nhập vào thể nội, bất tử kim cương tầng thứ nhất dần được nâng cao, lực lượng cũng dần tăng lên tầng thứ nhất bất tử kim cương là thập tượng mang quỷ thân bạch tiểu thuần tu hành đến nay càng ngày càng cường hãn đã đạt đến lực lượng hai mang quỷ đợi đến khi hoàn thành lực lượng mười mang quỷ thân thì hắn có thể đột phá tầng thứ nhất bất tử kim cương đem mang quỷ thân hóa thành thiên yêu thân cùng lúc đó giọt thông thiên hà tại tầng linh hải thứ nhất trong thể nội của hắn trong khoảng thời gian này cũng được hòa tan từ từ lúc này chỉ còn không đến nửa thành lượng còn lại ước chừng không bao lâu nữa là hoàn toàn được hấp thu hết thời gian trôi qua cứ như vậy nháy mắt đã qua hai tháng khoảng thời gian này là lúc huyết khê tông đang chuẩn bị chiến tranh chiến tranh không phải trò đùa một khi đã diễn ra thì rất khó dừng lại nhất là loại chuyện chiến tranh liên quan tới tương lai của tông môn thì càng hơn thế nữa nội bộ huyết khê tông cũng không phải tất cả đều chủ chiến trong tám lão tổ thì lão tổ tống gia và vô cực tử còn thêm hai vị lão tổ nữa bốn người lại nhất trí với lập trường là có thể không chiến thì cố gắng hết sức không phải chiến. Còn ba vị lão tổ lại luôn theo đuổi trường phái chiến tranh, trong đó có một vị lão tổ là hạng viêm chân nhân, tư cách trong tông môn tương đương với lão tổ tống gia, đều là cường giả thế hệ trước nên lời nói của lão cũng rất được tin phục. Hạng viêm chân nhân cùng với hai lão tổ khác, ba người mạnh mẽ chủ chiến. Trong thời gian này, không ngừng xung đột với bốn người lão tổ tống gia về vấn đề chiến tranh tuy nhiên vị thủy tổ có thể quyết định hết thảy mọi chuyện tại huyết khê tông lại luôn giữ vẻ trầm mặc quyết định của lão là rất trọng yếu cho nên bản thân lão đang do dự trong lúc các lão tổ của tông môn còn đang thương nghị với nhau thì chuẩn bị chiến đấu của huyết khê tông vẫn được tiến hành không ngơi còn về bạch tiểu thuần một ngày kia hắn cũng hoàn toàn hấp thu hết giọt thông thiên hải tại tầng linh hải thứ nhất trong thể nội một tiếng ầm vang lên trong cả cơ thể hắn cho dù người ngoài không nghe thấy nhưng ngay khi thân thể chấn động, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng được tầng linh hải thứ nhất của hắn đang tỏa ra kim quang vạn trượng, âm thanh ken két truyền ra. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, tầng linh hải thứ nhất của hắn lại bắt đầu kết tinh, linh hải kết tinh, cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, hơi thở dồn dập, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn vào đan điền một cái. Lập tức tốc độ kết tinh của tầng linh hải thứ nhất trong thể nội hắn ngày càng nhanh hơn, âm thanh ken két mãnh liệt hơn. Toàn bộ tầng linh hải thứ nhất, trong nháy mắt, ngưng kết, không còn là linh hải ở thể lỏng nữa, mà đã trở thành tinh thể như gương. Ngay khi tinh thể hình thành, tầng linh hải thứ nhất này bạo phát ra một lực lượng to lớn gấp 10 lần lúc trước, lan tỏa khắp toàn thân bạch tiểu thuần khiến cả người run rẩy. Loại tu vi lan tỏa này, khiến hắn cảm nhận được rõ khác biệt hẳn so với lúc trước. Những người đạt được phàm đạo trúc cơ, linh hải chỉ có một tầng, nước biển bên trong không nhiều, chỉ là một linh hồ mà thôi, chỉ có tu sĩ địa mạch trúc cơ mới có thể xuất hiện linh hải chân chính, mỗi lần triều tịch là một tầng linh hải, linh hồ và linh hải chính là sự khác biệt giữa phàm đạo và địa mạch, mà hóa tinh lại là một dấu hiệu khác, là tiêu chí của trúc cơ trung kỳ. Một khi hóa tinh, tựa như là một lần lột xác, có thể bộc phát được lực lượng gấp 10 lần so với lúc đầu. Bởi vì linh hải của địa mạch rộng mênh mông so với linh hồ của phàm đạo cho nên bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần, cũng có nghĩa là chênh lệch ngay từ lúc đầu đã bị kéo dài thêm nữa. Tương tự, số lần triều tịch địa mạch khác nhau khiến số tầng linh hải cũng khác biệt, trong thời khắc này cũng được thể hiện rõ ràng hơn nữa. Tiêu chí trở thành địa mạch trúc cơ trung kỳ chính là 3 tầng linh hải, kết tinh toàn bộ, muốn thành trúc cơ hậu kỳ, thì chính là dựa vào 6 tầng linh hải đầu tiên, kết tinh đến 9 tầng linh hải sẽ là trúc cơ đại viên mãn dù sao người có chín tầng linh hải đã là phượng mau lân giác, cực kỳ hiếm thấy, cho nên tiêu chuẩn này cũng chỉ đề cập đến cao nhất là người chín lần triều tịch địa mạch mà thôi. Mà bởi vì số tầng trong linh hải của mỗi người khác nhau, nên trong cảnh giới trúc cơ, phàm đạo và địa mạch tựa như bị ngăn cách bởi khe sâu không thể nào vượt qua được. Phàm đạo trúc cơ, cho dù đến trúc cơ đại viên mãn cũng chỉ có một tầng linh hải với lượng kết tinh dày hơn. Nếu như không ngừng tích lũy, cũng không phải là không thể khiến số lượng kết tinh tại tầng linh hải thứ nhất đủ nhiều đến mức độ biến đổi về chất đột phá được cảnh giới trúc cơ nhưng tỷ lệ cực nhỏ còn địa mạch trúc cơ cho dù chỉ là một lần triều tịch thế nhưng bởi vì bản thân đã tạo thành linh hải hoàn chỉnh cho nên không ngừng tích lũy cũng không phải là không thể kết tinh tầng linh hải thứ nhất với số lượng đủ lớn biến đổi về chất đột phá cảnh giới trúc cơ nhưng tỷ lệ rất nhỏ hai tầng linh hải có cơ hội đột phá lớn hơn một chút còn về 5 tầng trở lên, mới có thể xem như là tỷ lệ bình thường. Còn 7 tầng trở lên, khả năng đột phá cũng theo đó mà gia tăng, nếu là tầng 8, hy vọng đột phá càng lớn. Còn tầng 9, coi như có gần 90% chắc chắn có thể đột phá trúc cơ. Những điều này, cho dù là phàm mạch hay địa mạch, hay địa mạch đỉnh phong càng thêm hiếm thấy, thì thiên mạch, bởi vì có sự tồn tại của khí tức thiên đạo, cho nên khi bộc phát gấp 10 lần, cho dù là khí thế hay độ kết tinh đều sinh ra uy áp mãnh liệt đối với địa mạch hơn nữa bạch tiểu thuần hắn chính là chín lần triều tịch địa mạch đỉnh phong rồi sau đó mới đạt thiên mạch trúc cơ cho nên hắn hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả tu sĩ trúc cơ cùng dai hiệu quả này còn không đặc biệt thể hiện rõ ràng khi hắn tại trúc cơ sơ kỳ khi tới trúc cơ trung kỳ mới khuếch tán trúc cơ hậu kỳ bộc phát đến trúc cơ đại viên mãn thì hắn gần như có thể xưng là vô dịch trong toàn bộ cảnh giới trúc cơ Hóa hải thành tinh chính là dấu hiệu bước vào trúc cơ trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn hít sâu cảm nhận tầng linh hải thứ nhất kết tinh thành công, không ngừng lại mà làng tràn ra, trong nháy mắt sau hắn thấy tầng linh hải thứ hai của mình cũng chợt xuất hiện dấu hiệu kết tinh, thanh âm ken két mãnh liệt hơn, vang vọng khắp tâm thần hắn. Sau mấy canh giờ trôi qua, tu vi trong thể nội Bạch Tiểu Thuần vang dội, tầng linh hải thứ hai cũng hoàn toàn được kết tinh, rồi kế tiếp đó, tầng linh hải thứ ba bắt đầu kết tinh rầm 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 tiếng vang ầm ầm trong đầu bạch tiểu thuần hắn nhìn thấy tầng linh hải thứ ba của mình dần được ngưng kết đến sáng sớm ngày thứ hai khi tia nắng đầu tiên rơi xuống thì tiếng ầm vang trong thể nội bạch tiểu thuần cũng ngừng lại hai mắt hắn đột nhiên mở ra một ánh sáng chói lòa từ khe mắt mở ra của hắn đột nhiên tràn ra cảm nhận một chút thì thấy linh lực trong cơ thể dồi dào hơn lúc trước nhiều lắm đa số lực lượng này là đến từ ba tầng linh hải kết tinh thậm chí mỗi lần hắn hít thở cũng khiến cho bốn phía ầm vang như sấm loại cảm giác này tựa như lúc nào đưa tay ra cũng có thể khiến uy áp đột nhiên dân tràn bốn phía hơn nữa mi tâm chứa thông thiên pháp nhãn của hắn không ngừng tê dại tựa như muốn mở ra bạch tiểu thuần có một loại dự cảm mãnh liệt là một khi mở ra thì thông thiên pháp nhãn này sẽ bột phát chấn động kinh người hai mắt hắn lóe lên Nhán người về phía trước, linh lực trong thể nội bộc phát. Ầm một tiếng, thân ánh hóa thành tảng ảnh, xuất hiện lại thì đã ở trên một gốc huyết thụ. Đám huyết thụ rung rẩy, không ngừng à a du vỗ mông ngựa, hiếm thấy có dịp Bạch Tiểu Thuần không nghe đến mà đưa tay phải lên bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Từng tia huyết khí trong nháy mắt được ngưng tụ lại, hóa thành một thanh huyết kiếm lơ lửng trước mặt, tốc độ ngưng tụ ra huyết kiếm cũng nhanh hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, trong đầu hắn hiện lên lời giới thiệu của công pháp huyết sát giới bí thuật trung phong, tay phải bấm niệm pháp quyết vung lên, huyết khí trong thể nội lại sinh sôi, dưới cái vung tay này vậy mà lại xuất hiện thêm một thanh huyết kiếm nữa trước mặt hắn, chưa hết, rất nhanh, một thanh huyết kiếm thứ ba được huyển hóa ra. Ba thanh huyết kiếm cùng nhau vần quanh người hắn, một khí tức huyết sát ngập trời từ trong thể nội bạch tiểu thuần tràn ra. Tạo thành một uy áp khiến tất cả huyết thụ bốn phía xung quanh đều rung lên lẫy bẫy, quả nhiên, đến trúc cơ trung kỳ, số lượng huyết kiếm không còn là một mà là ba thanh, thậm chí còn có thể tam kiếm quy nhất. Hai mắt bạch tiểu thuần sáng lên, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, ba thanh huyết kiếm trước mặt hắn lập tức dung hợp lại trong nháy mắt, hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc. Thanh đại kiếm huyết sắc này vừa mới ngưng tụ ra thân kiếm, khí thế chấn động mang theo hung tàn và cuồng bạo khuếch tán, ầm ầm cuồn cuộn bốn phía. Nhìn thấy khí thế này còn tản ra xa nữa, Bạch Tiểu Thuần bèn đè nén kích động, phất tay áo tản đi, dựa theo giới thiệu của bí thuật, nếu có thể ngưng tụ được 6 thanh huyết kiếm thì có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ, tuy ta tu hành tử khí thông thiên quyết, thế nhưng có thể dựa vào bất tử trường sinh công nên chỉ cần tu vi của ta đáp ứng được, thì có thể thi triển được huyết sát giới. Bạch Tiểu Thuần cao hứng Tốc độ tu hành trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ của hắn rất nhanh, ngoại trừ do đang dược mà sứ giả của tông môn thần bí kia đưa cho, thì nguyên nhân rất lớn chính là nhờ huyết khí ở huyết khê tông đối với bạch tiểu thuần mà nói thì đây chính là bổ dưỡng của hắn chẳng những giúp hắn tăng tốc tu hành bất tử kim cương quyển mà còn có phụ trợ rất lớn đối với gia tăng tu vi bạch tiểu thuần chắp tay sau lưng cầm ngẩng lên đầy đắc ý suy tính bản thân kết tinh ba tầng linh hải đã lợi hại như vậy nếu là sáu tầng chín tầng linh hải kết tinh nhất định có thể mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu thừa dịp đêm tối bạch tiểu thuần rời khỏi trung phong đi xuống phía dưới bàn tay khổng lồ, đến bên bờ thông thiên hà bên ngoài huyết khê tông. Dùng thân phận hắn bây giờ, thu hoạch một vài giọt nước thông thiên hà không khó, tùy ý tìm vài lý do là được thông qua cửa ải tu sĩ trong coi, đến bên thông thiên hà, thu lấy hơn 10 giọt nước sông, gộp chung tất cả với nhau vừa vặn một cốc nhỏ, được Bạch Tiểu Thuần cẩn thận mang về động phủ. Sau khi trầm ngấp một lát, hắn bắt đầu hấp thu, mấy ngày sau, khi hắn hấp thụ toàn bộ nước trong cốc này vào trong thể nội, ngưng tụ tại tầng linh hải thứ tư, hắn mới hoàn tất việc tu hành. Tiếp theo, đó là hoàn tan từ từ mấy giọt thông thiên hà này, sau khi hoàn toàn dung hợp vào thể nội thì ta cũng bước vào trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, đi tới đi lui trong viện tử, tay nhỏ chắp sau lưng, trong lòng ngạo nghễ tự nhủ thầm, bây giờ ta đã trúc cơ trung kỳ, đã rất lợi hại rồi. Ta lợi hại như vậy, cũng không thể không có cơ hội trở thành đại trưởng lão bạch tiểu thuần liếc mắt nhìn lên trên khu vực đốt giữa ngón tay trung phong cái loại cảm giác biết rõ được vật vĩnh hằng bất diệt kia nằm rõ ràng tại nơi nào nhưng lại không cách gì đoạt tới tay khiến hắn luôn đầy phiền muộn hiện giờ hắn đã bỏ cái ý nghĩ chui vào trong đó trộm lấy vật vĩnh hằng bất diệt kia rồi nhìn thấy phòng hộ tại động phủ tống quân quyển xâm nghiêm như vậy hắn không có chút tự tin nào cả làm sao mới trở thành đại trưởng lão được đây khiêu chiến tống quân quyển Bạch Tiểu Thuần vuốt cầm, khiêu chiến là một chuyện, chính yếu là ta muốn mọi người phục A, à, để cho toàn bộ cao tầng huyết khê tông biết tầm quan trọng của ta, biết ta là một đệ tử không thể thiếu được, chỉ có càng ngày càng coi trọng ta, thì ta khiêu chiến tống quân uyển trở thành đại trưởng lão mới thuận lý thành chương được. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, cảm thấy mình suy nghĩ rất đúng bèn đắc ý hất cầm lên, hiện nay ta đã làm được một nửa rồi, nhưng để mọi người coi trọng ta, cần phải làm ra chuyện gì đó khiến mọi người thật trung động, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chuyện này lại không có khó khăn gì lắm. Thời gian hắn đến huyết khê tông này cũng không tính là ngắn, đã hiểu biết không ít, dược sư tại huyết khê tông rất ít, trong khi cao tầng tông môn lại cực kỳ coi trọng dược sư, từng ban bố ra rất nhiều môn quy sách lược nhằm hướng đám đệ tử đi vào con đường dược sư, có thể do chính bản thân hệ thống có vấn đề cho nên vẫn không có kết quả tốt đẹp, dù sao thì tâm tính của huyết khê tông thực chất là ma tông, trong mắt đệ tử huyết khê tông, luyện dược phí phạm thời gian, không bằng đi học công pháp gia tăng chiến lực, cần đang dược thì đến đan khê tông đoạt, cần pháp bảo thì đến huyền khê tông đoạt, cần linh thú thì đến linh khê tông mà đoạt lấy, cho nên rất ít người chuyên tâm luyện dược, chỉ có một số ít trường hợp như giả tán giả vậy, nhưng số lượng những trường hợp kiểu này trong huyết khê tông khổng lồ này mà nói thì chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi lâu rồi không luyện dược bạch tiểu thuần nghĩ tới đây cười hắc hắc tiếng cười loáng thoáng truyền đi trong bóng đêm rơi vào tai đám huyết thụ xung quanh chúng nó phát trung lên cảm thấy tiếng cười của dạ tán kia thật quá âm trầm chẳng qua trước khi luyện dược cần phải giải quyết một vấn đề nữa trước kia tuy ta có biểu lộ một số tạo nghệ luyện dược nhưng nếu như đột nhiên mạnh thế này sẽ khiến người ta nghi ngờ cho nên cần một cơ hội hai mắt bạch tiểu thuần nheo lại khuyết khê tông có một nơi là thánh đang tàn bích nghe nói là cướp đoạt của đan khê tông từ vạn năm trước người khác đứng trước bức vách có thể cảm ngộ được dược đạo chi pháp hừ hừ ta giả bộ cảm ngộ một phen sau đó bắt đầu luyện dược như vậy cũng không ai hoài nghi được gì bạch tiểu thuần đắc ý cười to vốn hắn từng có kế hoạch như vậy lúc này thời cơ coi như đã chín mùi thế là không chần chừ nữa sáng sớm ngày hôm sau hắn đã rời động phủ đi xuống ngọn trung phong phi nhanh đến thánh đan tàn bích trong khu vực đệ tử nội môn không bao lâu thì hắn đã đến được khu vực thánh đan tàn bích thấy được tấm bia đá lớn cao bằng ba người thường đây là lần thứ hai hắn tới đây lần đầu là đi ngang qua chạm mặt với huyết mai bị nàng ta cao cao tại thượng lướt mắt qua như nhìn một con kiến hôi lần thứ hai đến đây từ xa hắn đã thấy có vài đệ tử nội môn bên dưới tấm bia đang mặc ủ mày trao suy nghĩ mắt không chớp nhìn bia đá sự xuất hiện của hắn khiến đám đệ tử nội môn kia lập tức biến sắc mặt tranh thủ đứng dậy bái kiến không dám tới gần mà nhanh chóng rời đi. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần đến dưới tấm bia đá thì nhìn quanh đã không còn bất kỳ bóng hình người nào nữa rồi. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cầm, vội ho lên một tiếng. Dù sao thì mấy chuyện này tập mãi cũng thành quen, hắn bèn khoanh chân ngồi xuống mặt trước vách đá này. Lúc ngẩng đầu đưa mắt nhìn, hắn nhớ có lần dạ tán giả từng kể qua, hơn 8.000 năm trước huyết khê tông đã từng xuất hiện một kỳ tài dược đạo nhờ tham ngộ vào tàn bích này mà trình độ luyện dược được đại đề thăng lên cao. Như vậy xem ra, tiểu bà nương huyết mai kia đã tọa ở nơi này là cũng có ý đồ muốn lĩnh ngộ. Bạch tiểu thuần kinh thường. Hắn vốn không tin tưởng mấy chuyện luyện dược chi pháp này, cho dù có ngộ tính thì cũng không phải một sớm một chiều mà minh ngộ, phải cần thử nghiệm tính toán không ngừng, tìm tòi từng chút một, cuối cùng mới đại thành được đấy. Về phần minh ngộ thánh đang tàn bích, theo Bạch Tiểu Thuần, cho dù có tác dụng nhưng để một tên đệ tử không hiểu biết gì cả ngồi xem, căn bản vô dụng, ta nên tranh thủ giả bộ một chút, làm ra bộ dạng khiến người khác cảm thấy ta thu hoạch được rất nhiều, sau đó mới có khả năng. Bạch Tiểu Thuần hắn giọng một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên vách tường trước mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi hắn đứng cảm ngộ trước pho tượng cự thú ở Linh Khê Tông. Phải gắn bắt trước cho giống mới được, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, giả vờ giả vịt, hai mắt trợn to nhìn thánh đang tàn bích không rời. Tấm bia đá này kỳ dị, lúc hắn nhìn vào một lúc mới dần phát hiện ra tâm thần mình bị hao tổn càng lúc càng nhiều hơn, cho dù kinh ngạc nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không ngưng lại mà cứ để mặt cho hao tổn như thế. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, rất nhiều đệ tử nội môn đi ngang qua thánh đang tàn bích đều nhìn thấy được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở đó, còn nhìn thấy tơ máu đỏ lòng trong mắt hắn. Thậm chí hắn còn khoa chân múa tay, vẻ mặt đầy kinh hãi tất cả mọi người lập tức kinh ngạc, giả tán tiền bối, hắn vậy mà. Chẳng lẽ là cảm ngộ? Trời ạ, à, lâu lắm rồi chưa có người nào cảm ngộ thành công, vậy mà giả tán tiền bối lại cảm ngộ được. Trong lúc đám đệ tử nội môn kia nhao nhao kinh hãi, thì tin tức này cũng nhanh chóng được lan truyền đến khắp tu sĩ trúc cơ bốn ngọn Sơn Phong, thậm chí vài người còn qua đó nhìn thoáng qua một phen. Bảy ngày nữa trôi qua, Hai mắt Bạch Tiểu Thuần muốn hoa cả lên vì cố làm giống thật nên hắn còn cố tình không chớp mắt suốt 10 ngày đêm, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn làm ra vẻ mặt hốt hoảng. Đây lại không phải do hắn giả vờ, mà là hốt hoảng thật sự, loại hốt hoảng này tựa như bị mất hồn mất vía, tương tự như cảm ngộ, người ngoài rất khó phát hiện ra, tâm thần hao tổn rất lớn, cho dù tu vi hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ nhưng cũng không thể bù đắp nổi hao hụt đó. Dần dần, thời điểm hắn hoảng hốt càng ngày càng nhiều, đến khi hắn phát hiện ra trong một ngày, thì khoảng thời gian hoảng hốt của hắn đã chiếm mất khoảng nửa ngày rồi, tính toán qua hẳn cũng được rồi. Nhưng ngay khi hắn vừa thu hồi ánh mắt đứng dậy định kết thúc, chuẩn bị bày ra dáng vẻ có đại thu hoạch thì cả người hắn chợt chấn động một cái. Hắn trợn to hai mắt nhìn chầm chầm vào thánh đang tàn bích trước mặt, hơi thở dồn dập, hai mắt co rút lại, hắn không biết đây có phải ảo giác hay không nhưng ngay khi hắn định thu lại ánh nhìn của mình, thì lại nhìn thấy trong tàn bích này xuất hiện một hình ảnh mờ mờ. Thân ảnh mờ ảo này như đang luyện dược nhưng cách thức, sở học của y trong dược đạo lại hoàn toàn khác biệt, hả? Cả người bạch tiểu thuần chấn động, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chầm chầm vào thánh đang tàn bích. Lực lượng tinh thần trong thể nội hắn tiêu hao với tốc độ nhanh chóng, thần hồn của hắn lại như chớp mắt biến mất khỏi thể nội, dung nhập vào trong tấm bia đá, xuất hiện bên cạnh cái thân ảnh mơ hồ kia. Càng quan sát, Bạch Tiểu Thuần càng kinh hãi phát hiện mình thật sự lại đang nhìn thấy hình ảnh của một lần luyện dược. Mặc dù không biết luyện chế ra linh dược gì, thế nhưng thủ pháp của người dược sư này đã đến mức không thể tưởng được. Dường như y không cần có một dược phương cố định nào, mà tùy ý lấy ra hai loại thảo dược, dựa vào biến hóa tương sinh tương khắc, cũng không phải khu trừ đi tạp chất mà chỉ để cho nó biến hóa đến cực hạn để rồi lại hình thành nên một loại dược lực mới. Y quan sát loại dược lực mới sinh ra này, rồi không ngừng bổ sung những loại dược thảo khác nữa lại tiếp tục cải biến hết thảy công đoạn đều như nước chảy mây trôi khiến dược lực trong đang lô lúc thì cùng bạo lúc ôn hòa khi thì sôi trào khi yên lặng nhưng cho dù thế nào thì vẫn nằm trong tầm khống chế của người dược sư kia cho dù dược lực có cải biến thế nào thì cũng do người dược sư kia khống chế cả điêu luyện so với dược đạo mà bạch tiểu thuần học tập được tại linh khê tông thì tạo nghệ về dược đạo mà người dược sư này hiển lộ ra ở đây căn bản là hoàn toàn không cùng cấp độ, dược đạo của Linh Khê tông chỉ như là sơ cấp, mà người dược sư trước mắt này nắm giữ lại thuộc một cảnh giới cao thâm hơn nhiều, đây không phải là luyện dược, đây là đang luyện chế thảo mộc. Bạch Tiểu Thuần như quên đi thời gian trôi qua. Đến khi hư ảnh trong vách đá kia kết thúc luyện chế, đan lô được mở ra, là một viên đan dược có màu xanh cỏ cây xuất hiện trong lòng bàn tay thì trong đầu Bạch Tiểu Thuần ầm vang lên một tiếng, ẩn ẩn như minh ngộ, trước khi luyện dược là luyện thảo một dựa vào dược lực mình cần mà tìm kiếm trong vô số dược thảo nếu không tìm thấy thì chính mình sẽ luyện ra tưởng tượng ra được bao xa thì dược đạo cũng sẽ đi xa đến đó đây chính là phương pháp luyện dược dựa trên thảo một tâm thần bạch tiểu thuần như có sấm động ầm vang cả người hắn run rẩy hít thở dồn dập tràn đầy hứng thú đối với thánh đan tàn bích này cứ thế lại đầm chìm vào trong đó cùng lúc đó thành đang tàn bích chợt tản ra ánh sáng xanh ngày càng thêm chói lọi ánh sáng trở nên chói mắt rồi hóa thành một cột sáng xanh phóng thẳng lên tận trời cao trung chuyển toàn bộ huyết khê tông cột sáng màu xanh này xung chiếu ngút trời khiến cho thương khung cuồn cuộn thậm chí bốn phía huyết khí đều tại thời khắc này khuếch tán ra một màn này lập tức chấn động huyết khê tông trung phong đại trưởng lão tống quân nguyễn đang tỉnh tọa giờ phút này đột nhiên mở mắt lộ ra kinh nghi khi ra khỏi động phủ liền thấy ánh sáng màu xanh lại càng thấy rõ chỗ ánh sáng màu xanh bay lên chính là nơi thánh đang tàn bích, và tán đang ở đó cảm ngộ, chẳng lẽ. Tống quân Nguyễn nội tâm chấn động, lập tức bay ra. Chẳng những chỉ nàng như thế mà cả ba ngọn núi khác, giờ phút này cũng có cầu vòng bay nhanh, thẳng đến chỗ thánh đang tàn bích, thậm chí ngay bên trong tổ phong, giờ khắc này cũng có không ít lực lượng thần thức tản ra, bao phủ thánh đang tàn bích, lập tức thấy được bạch tiểu thuần nơi đó, thấy được mắt hắn thâm sâu, thấy được thần sắc hắn hoảng hốt lại còn cả vẻ như mê như mộng tất cả những chuyện này rõ ràng cho thấy bạch tiểu thuần đang cảm ngộ đang bích cứ cách khoảng trăm năm sẽ lại có người cảm ngộ thành công nhưng đều chẳng khiến đang bích phát ra thanh quan như thế ta còn nhớ điển tịch từng ghi chép qua tám ngàn năm trước vị huyết chân nhân kia khi đang cảm ngộ đang bích cũng từng xuất hiện thanh quan ngập trời chẳng lẽ thế mới thật sự là cảm ngộ giả dạ tán này trên thảo một dược đạo rõ ràng lại có thiên phú như vậy, hắn trước kia đã biết luyện dược, hôm nay lại có thể cảm ngộ. Nếu thành công, nói không chừng nhiều năm sau, huyết khê tông ta lại xuất hiện một luyện dược đại sư, không chỉ có những thái thượng trưởng lão này chú ý tới bạch tiểu thuần mà giờ khắc này phía trên tổ phong còn có hai ánh mắt, tự như ti chớp, đột nhiên nhìn về phía bạch tiểu thuần, một ánh mắt là của vô cực tử, ánh mắt còn lại thì là tống gia lão tổ. Ánh mắt hai người này lộ vẻ kỳ dị, thần sắc đều có chút biến hóa sau một lúc nhìn cẩn thận mắt thấy xung quanh bạch tiểu thuần lần lượt nhiều bóng người xuất hiện tống gia lão tổ bỗng nhiên mở miệng tống quân uyển hãy hộ pháp cho giả tán bất luận là ai cũng không được quấy rầy hắn nếu làm trái lời giết chết bất luận tội thanh âm tống gia lão tổ băng hàng quanh quẩn bốn phương khiến những tu sĩ đang tiến đến xung quanh bạch tiểu thuần trong lòng run sợ toàn bộ đều dừng bước một ít người vốn có chút tâm tư khác cũng lập tức bỏ đi Tống quân Nguyễn thở sâu, lập tức hướng về tổ phong cúi đầu rồi tiến lên vài bước đến bên Bạch Tiểu Thuần, khoanh chân ngồi xuống hộ pháp cho hắn. Lại thêm một ít tu sĩ trung phong thuộc về dòng chính của Tống quân Nguyễn cũng lần lượt tiến đến vây quanh bốn phía, từng người khoanh chân ngồi xuống lạnh lùng nhìn những tu sĩ bên ngoài đang tới đây. Có Tống quân Nguyễn hộ pháp, lại có lão tổ cảnh cáo, những tu sĩ xung quanh, vốn có tâm tư khác, sau khi nhìn mấy lượt cũng lần lượt rời đi. Phúc chốc, nơi đây đã yên ắng trở lại. Tuy nhiên khi sự tình dạ tán cảm ngộ đang bích truyền ra, trong một tháng sau đó, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ tới đây, muốn biết chuyện gì xảy ra. Tống quân Nguyễn thỉnh thoảng cũng ngước nhìn, trong mắt tràn đầy tơ máu, bộ dạng như mất hồn, tựa hồ trước mắt chỉ có bạch tiểu thuần trước đang bích, dạ tán này. Nghịch huyết phản tổ, lại thêm bổ thiên phương pháp rất kinh người, không ngờ đối với dược đạo cũng có thiên phú như vậy. Khối đang bích này, trong huyết khê tông ta, Đệ tử đến thử nghiệm cảm ngộ cũng có rất nhiều, nhưng người được xem là có thể thành công cũng chẳng khiến cho đăng bích phản ứng như thế. Giả dạ tán hắn từ trên đăng bích này cảm ngộ được đến, không rõ là dược đạo gì. Tống quân Nguyễn quan sát Bạch Tiểu Thuần, tận sâu trong mắt, thần thái hoang mang, nàng phát hiện ra mình càng nhìn càng không hiểu thấu được giả dạ tán này. Đối phương rõ ràng rất đơn giản, tự hồ chỉ liếc mắt là có thể xem thấu, thế nhưng ngay khi ngươi cho rằng mình đã thấu hiểu được hắn, thì trong giây lát liền nhận ra, những gì mình biết đấy chẳng qua chỉ như muối bỏ biển, người như vậy, vì sao khi còn ở ngưng khí lại không chút tiếng tâm gì? Chẳng lẽ đúng là tích lũy lâu năm mà thành hình? Tống quân Nguyễn quan sát Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, nhưng vô luận như thế nào, thần thái trong mắt nàng chậm rãi càng lúc càng đậm, mà chính nàng cũng không hay biết, thời gian trôi nhanh, lại qua một tháng, Bạch Tiểu Thuần sớm đã vong ngã, không còn nhận thức đến chính mình, trong mắt của hắn, chỉ có thân ảnh mơ hồ của người dược sư kia, chỉ có quá trình luyện dược của người này. Hắn quan sát một lần lại một lần, sau khi chăm chú nhìn tỉ mỉ thì hư ảnh trên đang bích mơ hồ đi rồi rõ ràng trở lại, đã thay đổi thành người khác, cũng đang luyện dược nhưng thủ pháp cùng phương thức lại có bất đồng. Nhưng xét tổng thể mà nói, dược đạo lý luận lại là giống nhau, đều là dùng thảo một chi đang luyện dược chi pháp, thông qua những người khác nhau, phương thức khác nhau để biểu đạt cùng một tri thức. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, hắn chăm chú xem lần lượt từng thân ảnh luyện dược, xem mỗi người dùng cùng một hiểu biết để sáng tạo ra dược lực thảo một cần thiết. Thời gian dần trôi, trong đầu hắn như được mở ra một chân trời mới, hắn hô hấp dồn dập, hai tay bất tri bất giác giơ lên, trước mặt đang bích không ngừng bắt trước theo từng màn luyện dược diễn ra bên trong. Theo hai tay hắn bắt trước, trên người bạch tiểu thuần dần dần xuất hiện rõ ràng một tầng ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt khi thanh quan này, thì quan mang nơi đang bích liền lập tức bị hấp dẫn hướng thắng đến bạch tiểu thuần, tự hồ muốn kết nối cùng hắn, trong đầu bạch tiểu thuần liền oanh vang một tiếng. Trong nháy mắt này, tự hồ có vô số tri thức dược đạo, thông qua thanh quan này, trực tiếp tràn vào trong ốc của hắn. Một màn này lập tức làm cho đám người trên tổ phong huyết khê tông lần nữa chấn động, đồng loạt nhìn kỹ, với tu vi của bọn hắn, vừa liếc mắt liền nhìn ra manh mối, đây là truyền thừa, khó trách đang khê tông nhiều lần không tiếc đại giới quyết tìm cách đổi lại đang bích này. Nếu không phải là năm đó huyết chân nhân trước khi tạ thế đã xuống lệnh, đan bích này vĩnh viễn không được trả về cho Đan Khê Tông thì sợ là sớm đã bị Đan Khê Tông trao đổi lấy về, vật ấy là Đan Khê Tông dược đạo truyền thừa. Ta còn nhớ tại Đan Khê Tông, hình như còn một nửa tàn bích, mấy lão tổ huyết Khê Tông nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ động tâm, tiếp nhận truyền thừa, đầu bạch tiểu thuần truyền ra đau nhức kịch liệt, thân thể hắn run rẩy, hai mắt lập tức đỏ thẫm, miệng phát tiếng gầm nhẹ gắn gượng thừa nhận, hắn không muốn buông tha thứ tri thức dược đạo này, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua chút ít, tâm thần hắn đã chấn động mãnh liệt, lấy thiên địa làm lô đỉnh, xem vạn vật là thảo mộc, niệm hóa hồn chủng, luyện tạo hóa chi đan, trong đầu bạch tiểu thuần cuồn cuộn nhất lên sóng lớn ngập trời. Giờ khắc này, hắn chợt nghĩ tới phương lâm, người bị chính tay mình giết chết, thiên địa lô đỉnh của đối phương, hiển nhiên, chính là câu đầu tiên truyền thừa từ trên đăng bích này. Đồng thời, Hắn cũng nhớ đến khi Phương Lâm chết, chính mình đã cảm nhận thanh niên có khuôn mặt âm dương kia, không biết từ khi nào Phương Lâm đã bị thanh niên mặt âm dương kia gieo xuống hồn chủng. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quỷ dị, đối với khuôn mặt âm dương nọ làm như không thèm để ý, nhưng ở trong lòng lại rất cảnh giác mà trước mắt, bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ đối phương thi triển chính là Niệm hóa hồn chủng, giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần được truyền thừa lại là Thảo một vạn vật công, thiên địa lô đỉnh vạn vật thảo mộc, niệm hóa hồn chủng, ba loại thần thông này, chính là căn bản chi đạo chống đỡ đan khê tông. Nhưng bởi vì năm đó huyết khê tông đã cướp đi nửa khối tàn bích này mà khiến cho đan khê tông bị thiếu khuyết vạn vật thảo mộc. Có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đan khê tông dần dần xuống dốc, lấy vạn vật làm thảo mộc, thảo mộc chi biến, ngưng kết toàn bộ dược lực cần thiết, thứ dược đạo này thật không thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, vô lượng như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua chỉ là muốn giả vờ giả vịt một phen, thật không ngờ lại có được bí pháp truyền thừa như thế từ đan bích này. Trong khi hắn tiếp nhận truyền thừa, quang mang trên đan bích càng lúc càng yếu, còn thanh quan trên người hắn ánh sáng màu xanh thì càng lúc càng mạnh. Mấy ngày sau, ngay khi quan mang trên đan bích tiêu tán đi, hai mặt bạch tiểu thuần chợt mở ra, khắp người hắn thanh quan sung chiếu ngập trời, trung chuyển bát phương, lại huyển hóa ra thiên lôi, cuồn cuộn khuếch tán giữa không trung xuất hiện vô số hình bóng thảo mộc dung hợp liên tục biến hóa không ngừng loại thiên địa dị tượng này lập tức khiến cho toàn bộ đệ tử huyết khê tông hoảng sợ có thể tưởng tượng được từ nay về sau cái tên giả tán nhất định lại lần nữa oanh động thắp huyết khê tông mà khi đến tai các tông môn khác danh khí giả tán lại lần nữa hiển hách tại toàn bộ tu chân giới ở đông mạch hạ du giả tán tống quân nguyễn đứng dậy trong mắt lộ vẻ ân cần Bạch Tiểu Thuần giờ này đã hốc hác đi, toàn thân gầy sọm xuống, gần như còn da bọc xương, nhưng trong mắt hắn lại chớp động lên hào quang kinh người, ta muốn đi luyện dược. Bạch Tiểu Thuần hướng Tống Quân Nguyễn nhẹ gật đầu, không nhiều lời nữa. Giờ phút này hắn cần tiêu hóa những tri thức trong đầu, cần phải luyện dược cụ thể để giúp bản thân một mực nhớ kỹ cảm giác vạn vật thảo mộc. Thân hình hắn nhoáng lên bay thẳng đến trung phong, dọc đường thu hút vô số ánh mắt của người khác ngay như lão tổ trên tổ phong cũng đều hướng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ rõ vẻ chờ mong, về tới động phủ, Bạch Tiểu Thuần lập tức bế quan. Trên người hắn thảo một không nhiều lắm, nhưng không một phút chậm trễ liền lấy ra, khai mở lò đan, không phải để luyện chế linh dược, mà là luyện chế thảo một chi đan. Trong quá trình luyện chế này, hắn đối với các biến hóa của thảo một dược lực càng nắm giữ thêm nữa, sau khi xác mình truyền thừa trong đầu, thu hoạch thật lớn, toàn bộ người mất ăn mất ngủ mà sự coi trọng của huyết khê tông với bạch tiểu thuần tại thời khắc này lại càng thể hiện. Được tống gia lão tổ an bài, một số lớn dược thảo được đưa đến chỗ bạch tiểu thuần mà không có yêu cầu ràng buộc gì. Lại còn có một lò đang cùng với huyết hỏa đá cũng lần lượt được đưa tới. Đây là dùng toàn bộ tài nguyên của huyết khê tông, mong muốn bạch tiểu thuần mau chóng hoàn thành nắm giữ truyền thừa. Trong đám thảo dược đó, có không ít vật hiếm, nếu là ở bên ngoài có thể khiến mọi người tranh đoạt, có giá bán trên trời nhưng trước mắt lại không chút lưỡng lự liền đưa cho bạch tiểu thuần thậm chí đồng tử đi đưa dược thảo còn cực kỳ cung kính hướng bạch tiểu thuần nói lão tổ sai đệ tử chuyển cáo tới đại sư đây chỉ là nhóm đầu tiên sau đó sẽ còn có dược thảo khác lần lượt đưa tới cũng nhờ có đống dược thảo này kịp thời đưa đến quá trình nắm vững kiến thức truyền thừa của bạch tiểu thuần không chút nào bị gián đoạn nhờ liên tục luyện chế thảo một chi đan cặp mắt hắn càng ngày càng sáng dược đạo tạo nghệ của hắn đột nhiên tăng mạnh không ngừng thậm chí bạch tiểu thuần còn mừng như điên khi phát hiện rằng hàng môn dược quyển kia trước đây từng xem không hiểu thì giờ này rõ ràng có thể hiểu một phần của tờ thứ nhất dù chỉ là một phần thôi nhưng sau khi kết hợp với vạn vật thảo mộc trong mắt bạch tiểu thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị ta cảm thấy hiện tại rốt cuộc mình cũng có thể luyện chế tứ giai đang dược thậm chí ngủ giai cũng không phải là không thể được tứ giai đang dược là một làn ranh giới nếu có thể luyện thành hắn sẽ không còn là dược đồ nữa mà là trở thành dược sư ta muốn luyện dược bạch tiểu thuần ngẩng đầu trong mắt lộ vẻ cố chấp mãnh liệt minh ngộ được thánh đan tàn bích lờ mờ hiểu được hàng môn dược quyển đã khiến cho dược đạo tạo nghệ của bạch tiểu thuần rốt cuộc đột phá trình độ tam giai trước đây giờ phút này hắn có một dự cảm mãnh liệt là mình có thể luyện chế tứ giai phải biết rằng phóng mắt nhìn khắp tu chân giới ở đông mạch hạ du tứ giai linh dược đều là vô cùng trân quý đây chính là linh dược mà trúc cơ tu sĩ cần, mà càng làm cho người ta chú ý nhất trong đó, cũng mang tiêu chí biểu trưng, chính là trúc cơ đan. Trúc cơ đan là tứ giai linh dược, hơn nữa thành đan rất khó, có thể luyện chế ra trúc cơ đan chính là đại biểu cho việc trở thành dược sư, dược sư quá ít. Trong huyết khê tông đã từng xuất hiện dược sư nhưng đời này lại không có. Huyền khê tông cũng vậy. Đan khê tông thì không cần phải nói, hiển nhiên là có, thậm chí có truyền thuyết là trong đan khê tông còn có một vị thái thượng trưởng lão đã tiếp cận đến vô hạn đại dược sư ngoại trừ đan khê tông có được dược sư đấy chỉ có duy nhất linh khê tông chính là lý thanh hậu nhưng bây giờ bạch tiểu thuần vốn đã ở tam giai đỉnh phong có đầy đủ căn bản để trùng kích tứ giai thậm chí tri thức lý luận của hắn đã đủ trụ cột để hắn đột phá giờ phút này hắn thở sâu vung tay phải lên lập tức mở ra túi trữ vật chứa đầy thảo dược mà huyết khê tông mấy ngày này lần lượt đưa tới. Sau khi nhìn thảo một bên trong, bạch tiểu thuần thở sâu, xem xét từng cái, không khỏi tâm thần chấn động, là long linh căng. Rõ ràng sinh trưởng hơn 700 năm, là thái ma Diệp. Hơn 400 năm, thiên cơ quả, đạo tiên hoa. Bạch tiểu thuần không ngừng hít thở mạnh, mấy ngày này thảo dược được đưa tới, một lần so với một lần càng thêm trân quý, một lần so với một lần lại càng hiếm thấy. Từ những thảo một nơi đây có thể nhìn ra toàn bộ sự coi trọng của huyết khê tông đối với Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của Bạch Tiểu Thuần, hắn không khỏi hoang mang, một mặt cảm thấy huyết khê tông đối với mình thật quá tốt, mặt khác phải luôn tự nhắc nhở mình, mình là người của Linh Khê Tông. Đương lúc vân vân, Bạch Tiểu Thuần dời mắt nhìn đến hai túi trữ vật khác mới được đưa đến gần đây mà hắn còn chưa kịp xem xét, một túi chứa lò đan, một túi thì chứa huyết hỏa thạch vốn là thứ đặc hữu của huyết khê tông huyết hỏa thạch tương tự như hỏa tinh của linh khê tông nhưng bá đạo hơn một ít đem đốt lên có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với luyện dược được xem là vật luyện dược đặc biệt của huyết khê tông thậm chí sau khi quan sát kỹ bạch tiểu thuần cũng nhận ra huyết hỏa thạch là tam sắc hỏa hắn hơi tiếc một chút thầm nhủ nếu là tứ sắc hỏa thì quá tốt tuy vậy dù chỉ là tam sắc hỏa nhưng bạch tiểu thuần cũng rất hài lòng dự định là sau khi luyện dược xong thì âm thầm giữ lại một chút. Về phần những tứ diệp thảo của hắn, thủy chung hắn vẫn để trong túi trữ vật, không dám ở huyết khê tông sử dụng quy văn qua, nồi quy văn, e sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giờ phút này nhìn tới túi trữ vật chứa lò đan, bạch tiểu thuần mở ra xem liền ngây ngốc một chút. Dù vừa mới bị những thứ trân quý thảo dược kia làm cho chấn kinh, nhưng sau khi chứng kiến bên trong túi trữ vật chứa đan lô, hắn kinh dị trợn tròn hai mắt. Cái này, đây là bao nhiêu lò đan tất cả? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ù ù trong đầu, bên trong túi trữ vật này lại có hơn trăm cái lò đan, lớn nhỏ đủ loại, không cái nào giống cái nào, cái thì mới tinh, cái thì lộ nét tan thương của năm tháng, nhiều như cây rừng, nhìn hoa cả mắt, thậm chí hắn còn thấy ít nhất hơn 10 cái lò đan, rõ ràng đã có thể so sánh với cả pháp khí, bên trong còn lưu tồn mùi thuốc, hiển nhiên là vật thường dùng của một dược sư nào đó, đây là đều do cướp mà có. Bạch Tiểu Thuần dụi dụi hai mắt nhìn kỹ, nhận ra những lò luyện đan này đều có dấu vết tương tự. Dấu vết này mang hình một cái đỉnh, chính là tiêu chí của đan khê tông. Rõ ràng là những lò đan này đều do huyết khê tông giành được từ trong tay đệ tử đan khê tông trong những năm gần đây. Bên trong túi trữ vật này, ngoài các lò đan còn có một số ngọc giản. Bạch Tiểu Thuần sau khi xem xét, lại lần nữa bị chấn động, thật lâu mới bình tĩnh lại, những ngọc giản này càng có giá trị lớn bên trong rõ ràng lại ghi chép một số lớn phương thuốc. Từ nhất giai đến ngũ giai, cực kỳ toàn diện, Bạch Tiểu Thuần một phen cảm khái, hai mắt sáng rỡ, nhiều dược thảo như vậy, nhiều lò đan như thế, giờ phút này bày ra trước mặt hắn làm hắn không nhịn được mặt mày hớn hở, xoa xoa đôi bàn tay, lập tức lấy ra một lò đan đặt trước mặt, xuất ra huyết hỏa thạch, vận chuyển linh lực trong cơ thể mãnh liệt truyền vào, trong nháy mắt viên huyết hỏa thạch tản mát ra ánh lửa huyết sắc, luyện dược. Luyện dược bạch tiểu thuần phấn khởi hắn không luyện chút cơ đan trước mà là lựa chọn trong các phương thuốc một phương thối linh ngưng tinh đan sau khi cẩn thận nghiên cứu liền bắt đầu luyện chế thời gian trôi nhanh chớp mắt đã qua nửa tháng bạch tiểu thuần chân không bước khỏi động tóc tai bù xù đắm chìm trong luyện dược mỗi một lần thất bại hắn lại tổng kết kinh nghiệm liên tục thử nghiệm trong đầu nảy ra đủ loại suy tư mỗi lần có một ý tưởng mới hắn lại khoa tay múa chân vui sướng phát ra tiếng cười khặt khặt Tiếng cười đó truyền ra động phủ khiến cho cây huyết thụ bên ngoài máu từng cây một trung rẩy. Thậm chí trung phong tu sĩ ngẫu nhiên đi ngang qua động phủ Bạch Tiểu Thuần cũng bị tiếng cười này làm kinh hãi, nhưng dần già về sau cũng chỉ xem đó là chuyện náo nhiệt mà thôi. Chỉ là cảm ngộ một bức đan bích, liền đã tự cho mình có thể luyện ra được linh dược hảo hạng sao. Hừ, ta nghe nói, hiện giờ toàn bộ tài nguyên thảo mộc của tông môn đã lần lượt được đưa đến chỗ giả dạ tán. Đây là hắn đang tự đào cho mình một cái hố to, nếu là luyện ra được, hay luyện ra chỉ là bình thường linh dược, tên này nhất định không may, chỉ là luyện dược mà thôi, thật không hiểu nổi vì sao tông môn lại đặc biệt coi trọng, hầu như có hơn phân nửa trung phong tu sĩ đã từng cùng Bạch Tiểu Thuần có quan hệ, ngày thường không dám ở trước mặt hắn lộ ra, nhưng giờ đây theo thời gian trôi qua, đủ loại ngôn từ đều xuất hiện, tuy nhiên Tống Quân Nguyễn và các đại trưởng lão của ba ngọn núi khác cùng với một số thái thượng trưởng lão trên tổ phong lại lòng đầy chờ mong ở Bạch Tiểu Thuần. Tống gia lão tổ cũng như thế, thỉnh thoảng cứ nhìn về Trung Phong, thoáng chốc, lại qua 10 ngày, Trung Phong tu sĩ thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang bế quan vì vậy mà âm thầm trào phúng, càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu cũng vì ghen ghét Bạch Tiểu Thuần ghen ghét, ghen ghét hắn có quan hệ với đại trưởng lão, ghen ghét vì hắn được tông môn che chở, ghen ghét vì tài nguyên thảo một bị thiên vị nghiêm trọng mà thực lực bản thân của Bạch Tiểu Thuần vốn đã không tầm thường, nghịch huyết phản tổ, tất cả những thứ đó đã vượt xa đám hộ pháp phàm đạo Trúc Cơ, khiến cả những trưởng lão địa mạch Trúc Cơ cũng cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ. Thậm chí một số Trúc Cơ hậu kỳ cũng có cảm giác như thế, lại qua ba ngày, Bạch Tiểu Thuần luyện dược đã được một tháng. Trong động phủ, hắn như là điên cuồng, hai mắt huyết sắc, đi tới đi lui vòng quanh lò đan, chẳng những luyện chế mà còn từ trong thảo một chắc lọc ra những dược lực cần thiết cho mình, phối hợp với lý luận của bản thân, sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc trước mắt đã thấy được khả năng thành công, lúc này đây, hẳn là có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, thanh âm khàn khàn, nhìn chồng chọc vào lò đan, lại qua mấy canh giờ, lò đan chợt chấn động, khi mùi thuốc tản ra, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra kích động, nhưng rất nhanh sau kích động liền hóa thành hoảng sợ, chuyện này có chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Thuần đang nghe chuyện trên TV audio CV trợn to mắt, nhận thấy trong nháy mắt khi linh dược sắp được luyện ra thì toàn bộ lò đang đột nhiên tản ra nhiệt độ cao mãnh liệt, tự hồ dược lực trong lò đang bị bất ổn, ảnh hưởng tới bản thân lò đang, rồi lại ảnh hưởng tới huyết hỏa thạch. Chẳng những độ nóng trong nháy mắt bị tăng cao mà còn có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khuếch tán trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Bang bang thanh âm quanh quẩn, lò đang rung rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo khe hở rất nhỏ chứa lửa huyết sắc, từ trong các khe hở lan tràn ra ngoài. Hình như toàn bộ lò đang đang chuẩn bị nổ tung. Phản phất có một cỗ lực lượng kinh người từ trong lò đang đang điên cuồng liên tục bành trướng, nổ lô. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, da đầu hắn tê dại, đây là tứ giai linh dược, không phải là tam giai, nhị giai có thể so sánh. Tam giai linh dược bị nổ lô thì uy lực cũng đã rất kinh người rồi, bây giờ tứ giai linh dược mà nổ lô uy lực của nó sẽ ra sao. Hai mắt bạch tiểu thuần co rút lại, hắn thậm chí còn cảm nhận được khí tức từ bên trong lò đang tràn ra có thể so cả lực lượng tự bạo của trúc cơ tu sĩ, không kịp suy nghĩ quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần hét lên vội vận chuyện tu vi toàn thân cuốn lấy lò đan trước mắt, lập tức bay ra khỏi động phủ. Mắt thấy vết nước trên lò đan lan tràn điên cuồng, hắn tê cả da đầu, vội đem lò đan quyết liệt ném lên bầu trời, mọi người cẩn thận. Vừa ném đi, Bạch Tiểu Thuần rống to một tiếng. Cùng lúc với tiếng gào to truyền khắp toàn bộ trung phong, giữa không trung, lò đang liền lập tức nổ tung, âm vang ngập trời, giống như thiên lôi oanh động, kinh thiên động địa, nhấc lên một tầng sóng trùng kích, quét ngang ra bốn phía, lò đang tan nát, chia năm xẻ bảy, từng khối mảnh vỡ còn dính theo những mẫu dược màu đen, giờ phút này tung tóe ra bốn phía. Kinh khủng nhất là từng mảnh vỡ vì dính cặn dược mà bốc lên hỏa diễm, phóng mắt nhìn qua, toàn bộ bầu trời như là được thiên nữ tán hoa vô số đệ tử trung phong bị giật mình thức tỉnh từng tên một sắc mặt đại biến vội vàng lao ra làm sao vậy chuyện gì xảy ra linh khê tông đánh tới khi những tu sĩ này còn đang hốt hoảng thì bọn chúng thấy giữa không trung từng mảnh từng mảnh như lưu tinh hỏa diễm tán loạn rớt xuống trung phong lúc rơi xuống lại phát ra từng tiếng nổ mạnh trong khoảng thời gian ngắn âm thanh không ngừng quanh quẩn là khu vực bị những mảnh vỡ của lò đang rớt xuống thì ngay lập tức sẽ bùng lên hỏa diễm, thậm chí có một số tu sĩ bị đốt cháy tóc phát tiếng gào thét thảm thiết, toàn bộ trung phong, lập tức náo loạn cả lên, ngay như Tống Quân Nguyễn cũng bị chấn kinh, lập tức xuất hiện, ngơ ngác nhìn trung phong giờ này, nhiều nơi đã trở thành biển lửa. Sau khi ngửi thấy mùi thuốc khét lẹt, lại nhìn kỹ một chút, xác định được rằng những mảnh vỡ kia chính là từng mảnh lò đan, nàng không khỏi trợn mắt há mồm đây là do luyện dược mà thành. Luyện dược lại có thể khủng bố đến vậy ư. Nàng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của nàng, luyện dược hẳn phải rất yên tĩnh mới đúng, coi như là có chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không tạo thành tai họa thế này. Giờ khắc này, nếu có đệ tử Linh Khê Tông ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rất quen mắt. Nếu như biết được chân tướng sự việc, nhất định sẽ đồng tình với quan điểm của huyết Khê Tông tận đáy lòng yên lặng nói cho bọn hắn biết, bắt đầu từ thời khắc Bạch Sư thúc luyện dược trở đi, hết thảy tai họa, chỉ mới là khởi đầu. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, thấy nổ lò lại có thể kinh tâm động phách như thế, trong lòng hắn thầm hô nguy hiểm thật, vừa rồi nếu chậm một chút, lò đang mà phát nổ trong động, sự kinh cũng không phải đơn giản là sụp đổ động phủ mà e rằng luôn cái mạng nhỏ của ta cũng phải vứt đi. Nhất định là rất thảm rất thảm. Bạch Tiểu Thuần rụt đầu một cái, ấy nấy nhìn chăm chăm đám người đang nổi trận lôi đình ngoài xa, vội tranh thủ thời gian gia cố lại trận pháp bên ngoài động phủ của mình rồi lập tức xoay người chạy trốn vào động phủ. Sau khi làm xong mọi chuẩn bị đón chờ người ta tìm đến tận cửa nhưng đợi cả ngày sau Bạch Tiểu Thuần phát hiện rõ ràng lại không ai đến tìm. Hắn hơi kinh ngạc, lại đợi, vẫn là không có người tìm đến, quái lạ. Được rồi, thôi kệ, ta tiếp tục luyện dược vậy. Tại sao lò đang lại nổ ta? Bạch Tiểu Thuần lúc lắc đầu, khoanh chân ngồi trong động phủ, chống cái cầm vắt suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần không biết rằng sở dĩ không có người đến tìm chính là vì danh hiệu dạ ma của hắn đúng là hung danh hiển hách. Không phải là những người kia không muốn đến tìm mà là nghĩ tới một màn huyết kiếm đại sát tứ phương của Bạch Tiểu Thuần mà phải đã nghiến răng nhìn xuống, cũng còn một nguyên nhân khác. Tuy rằng lò đang kia bị nổ tung, hoặc nhìn khí thế mãnh liệt, biển lửa khắp nơi nhưng chân chính bị ảnh hưởng lại không nhiều. Ba ngày sau, Bạch Tiểu Thuần vỗ mạnh đùi một cái, so với lúc trước luyện tam giai đang dược bị nổ lò đang thì nguyên nhân lúc này lại bất đồng. Đó là vì trong thời điểm tứ giai linh dược thành đan, nó đã hấp thu khí tức xung quanh vì thế gây nên bất ổn, không có liên quan gì đến huyết hỏa thạch, mà là tan vỡ từ trong ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, đầu tóc rối bù, hai mắt lóe lên vẻ tỉnh ngộ, liền nhanh chóng đứng dậy hất tay áo lên, xuất ra một lò đan mới, tiếp tục luyện chế, lần này đây hắn không cần quá lâu, chẳng qua chỉ một ngày, khi thấy linh dược sắp thành hình, hắn tập trung tinh thần toàn bộ chú ý làm tốt tất cả mọi chuẩn bị. Đột nhiên, trong nháy mắt lò đang bỗng đỏ thẫm, khe nứt lại xuất hiện, một luồng bạo phong hình thành từ bên trong tựa hồ đang bành trướng không ngừng khuếch tán ra. Lúc này, khí thế so với trước đó thậm chí còn kinh người hơn, bạch tiểu thuần trợn mắt há mồm, vội vã phất tay áo cuốn lấy lò đan, vận sức ném ra khỏi động, ném thẳng lên không trung lúc này đây, hắn còn không kịp lên tiếng nhắc nhở, lập tức, một tiếng đổ đinh tai nhức óc, ầm vang còn hơn cả thiên lôi chấn động, đột nhiên từ không trung bên trên trung phong truyền xuống. Lò đang tan nát, vỡ vụn thành mấy chục khối, bốc lửa màu tím, rơi xuống phía dưới, khi chạm đất, âm thanh lại nổ vang, dẫn đến vô số tiếng gào rú tức giận, lại nữa rồi. Dạ tán, ngươi muốn làm gì? Dạ tán, đây mà là luyện dược sao? nếu ngươi muốn giết ta thì đến đây mà đánh, đây mà là luyện dược cái gì, tiếng gào rú vang khắp. Có hơn 10 tu sĩ đang lửa giận ngập trời nhưng sau khi nhìn qua nhân số của đám người mình thì cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không dám đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi đợi sau nửa ngày, nhận thấy rõ ràng không có người nào đến, hắn lập tức cảm động, nặng nề trong nhìn phương xa. Tuy rằng các ngươi hiểu lý lẽ không đến tìm ta xả giận nhưng các ngươi yên tâm, ta cam đoan đây là lần cuối. Bạch tiểu thuần thở sâu, hắn cảm thấy người ở đây thật quá tốt, vì vậy lại quay đầu tiếp tục luyện dược. Ba ngày sau, chết tiệt, là chuyện gì xảy ra? Bạch tiểu thuần có chút điên cuồng, lại quyết liệt ném đi lò đan. ầm, năm ngày sau, bảy ngày sau, mười ngày sau, tại sao có thể như vậy? Bạch tiểu thuần như bị điên, lúc này đây lại ném đi một lò đan lớn. ầm ầm ầm, trong mười ngày này toàn bộ trung phong hoàn toàn điên cuồng. Cứ cách dăm ba ngày thì lò đang nổ một lần, vô số mảnh vỡ bốc lên hỏa diễm cứ như sao băng oanh tạc xuống khiến khắp nơi trên trung phong đều đầy hỏa diễm. Từng cái động phủ mới xây bị ngọn lửa nuốt chửng khiến các tu sĩ phát ra tiếng gào thét thê lương đến cực hạn. Toàn bộ trung phong, không có một ngọn cỏ, động phủ của thần toán tử tuy không bị họa nhưng trong lúc hắn ra ngoài lại bị ngọn lửa oanh kích sắc ý của toàn bộ tu sĩ trung phong cộng dồn lại hiển nhiên đã ngập trời thậm chí tại thượng khu của ngón tay mặc dù có đỡ chút ít nhưng cũng bị thiêu đốt như vậy ngoài ra chỗ ở của một số cường giả trúc cơ trung kỳ hậu kỳ cũng bị như thế toàn bộ trung phong hoàn toàn náo cả lên giả dạ tán người đúng là muốn chết không giết giả dạ tán thề không làm người chết tiệt tên giả dạ tán này thấy tiêu diệt trung phong chúng ta không thành nên bây giờ đi luyện đan đây rõ ràng là luyện chúng ta mà Nhất là trong lần cuối cùng Cái lò đang to lớn kia lại không bị lập tức nổ tung tại không trung mà là rơi xuống đập vào một khe suối máu Sau đó nổ vang ngập trời Khuyết thủy văng tung tuế Tiếng tống khuyết gào thét thảm thiết truyền khắp bốn phương Toàn thân hắn lửa cháy Tóc tai, lông mi đều bốc cháy Dạ tán Tống khuyết trống lên thê thảm Hắn lao ra thẳng đến bạch tiểu thuần động phủ Cùng lúc đó những người khác tại đây vì liên tục chịu áp lực bấy lâu, cũng rào thét theo tống khuyết, bộc phát toàn diện, giết giả dạ tán, giả dạ tán nếu không chết, sớm muộn gì chúng ta bị hắn đùa đến chết, trước là huyết khí, sau đến vụ bắt thỏ, bây giờ lại là nổ lò. Giả dạ tán, ngươi chính là một thứ tai họa, ta muốn giết ngươi, lúc ngươi hút huyết khí động phủ của ta bị hủy, lúc ngươi bắt thỏ lại hủy, giờ này lại bị hủy nữa rồi, Trung Phong chưa từng thấy chuyện đoàn kết như vậy trúc cơ từ sơ kỳ đến hậu kỳ, gần như 9 phần 10 tu sĩ, toàn bộ dậy lên sát ý ngập trời ầm ầm thẳng đến động phủ bạch tiểu thuần, ý muốn định đồng loạt ra tay, như xét đánh lôi đình, lập tức quyết hủy diệt cả người lẫn động phủ. Nếu là làm thế, tông môn tuy có cấm đoán nhưng cũng vô dụng, bởi vì tông môn cũng không thể vì một người đã chết mà đi làm khó cả đám bọn hắn vốn gần như toàn bộ tu sĩ trúc cơ của Trung Phong. Bạch Tiểu Thuần khi phát hiện chuyện này thì tê cả da đầu. Hắn hôm nay dù là đã đến trúc cơ trung kỳ, tự nhận là có thể càng quét không ít người, nhưng thấy nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy, phàm đạo địa mạch đều có, từ sơ kỳ đến hậu kỳ, cả đám đều đằng đằng sát khí, cũng có không ít người trọc lóc cả tóc lẫn lông mi. Nhất là tống khuyết, người đi đầu, lại càng là cả người một cộng lông cũng không có. Giờ phút này cả đám đang gào to như sấm, chen lấn xông đến, các ngươi hãy nghe ta nói. Bạch tiểu thuần bị hù đến trắng bệt mặt mũi, Gia đầu tê dại, hải hùng khiếp vía, lập tức lui về phía sau, vội vã khuyên giải. Tuy nhiên thanh âm của hắn đã bị vô số tiếng gào rú nhấn chìm. Mắt thấy những người kia bay nhanh xông tới, từng người một bộc phát tu vi, một cổ khí thế kinh thiên động địa từ trên người bọn họ nổi lên khiến cho bốn phía xung quanh như đã hóa thành sóng dữ. Còn Bạch Tiểu Thuần thì như con thuyền cô độc chỉ lát nữa là phải bị cuộc chết. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ tổ phong truyền đến. Tiếng hừ lạnh này nghe như băng hàng nước lạnh, lập tức dung nhập vào tâm thần cuồng loạn của mọi người nơi đây khiến cho đông đảo các tu sĩ đang muốn đánh giết Bạch Tiểu Thuần, từng tên một tâm thần rung lên bần bật, có thể khiến cho đám người trong chốc lát tỉnh táo trở lại, chỉ có thái thượng trưởng lão hoặc lão tổ mới có thể làm được. Mà thanh âm vừa rồi kia, bất kể là từ ai, cũng đã làm mọi người run sợ, ngay khi đó, thân ảnh của đại trưởng lão Tống Quân Nguyễn xuất hiện ở phía trước Bạch Tiểu Thuần nàng lạnh lùng nhìn đám người đang tiến đến, nhớ mày, đã đủ rồi, dạ tán cũng không phải cố ý làm thế. Luyện đang khó tránh gặp chuyện ngoài ý muốn. Nàng thốt lời, những tu sĩ trúc cơ kia đều yên lặng. Bọn hắn tuy kính sợ đại trưởng lão nhưng mỗi tên đều là người kiệt ngạo, giờ phút này trong lòng không phục, trên mỗi ánh mắt lộ rõ vẻ hung tàn, đây cũng là ý tứ của lão tổ. Tống quân viễn nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lộ rõ hàng mang những tu sĩ trúc cơ trước mặt nàng khi nghe xong những lời này đều cảm thấy đắng chát lặng lẽ thở dài cho dù là tống khuyết cũng chỉ có thể nén giận nghiến răng bỏ đi dù vậy trong nội tâm bọn chúng lại càng hận bạch tiểu thuần hơn hắn cũng không thể cứ luyện chế như vậy mãi tính kiên nhẫn của lão tổ cũng có hạn kéo dài về sau nếu như hắn không thể luyện chế thành kết quả của hắn nhất định rất thê thảm đám người này từng tên một trong lòng cười lạnh Đè xuống lửa giận, mong chờ cái ngày giả dạ tán bị Tông Môn trách phạt Cho đến khi đám người đã tản đi Bạch Tiểu Thuần vẫn còn thấy sợ hãi, vỗ vỗ ngực Những người này thật không kể đến đạo lý Ta là đang luyện dược cho Tông Môn A Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn Tống Quân Nguyễn Vội vàng mở miệng Tống Quân Nguyễn xoay người nhìn Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt cổ quái, hồi lâu nàng lúc lắc đầu Lúc trước, dù là thế nào Nàng cũng không thể nghĩ tới đối phương luyện dược lại có thể khủng bố đến vậy Dạ tán. Ngươi nhất định phải luyện ra đan dược làm hài lòng lão tổ. Nàng chần chừ rồi nhắc nhở, ý tứ thâm trường. Sau khi liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu thì quay người rời đi, nàng không cách nào nói lời quá rõ, chỉ hy vọng rằng dạ tán có thể tự hiểu. Cao tầng của huyết khê tông đa phần chỉ là nhìn kết quả, không xem quá trình. Nếu cuối cùng, dạ tán có thể luyện ra đang dược làm cho lão tổ thỏa mãn thì mọi chuyện trong quá trình này miễn là không xúc phạm điều mấu chốt tông môn cũng sẽ không để trong lòng thậm chí còn công khai che chở nhưng nếu đến cuối cùng đan dược mà hắn luyện ra không làm cho các lão tổ thỏa mãn hắn chính là phế vật huyết khê tông sẽ gom các sự tình về để tính sổ một lượt số lượng quyết không ít đơn giản mà nói nếu ngươi là người hữu dụng ngươi càng có ích thì càng có thể hoành hành tại tông môn hai mắt bạch tiểu thuần sáng lên đạo lý này hiển nhiên hắn hiểu từ khi ở thi phong dưỡng thi hắn đã hiểu quy tắc của huyết khê tông chỉ nhìn kết quả không xem quá trình đây thật là một tông môn tốt a à. bạch tiểu thuần cảm khái ho nhẹ một tiếng rồi xoay người trở lại động phủ tiếp tục luyện dược cùng lúc đó trên tổ phong ngồi trong một tòa đình cát tống gia lão tổ thu hồi ánh nhìn đang hướng về trung phong mỉm cười bên cạnh hắn có hai vị thái thượng trưởng lão đang bồi tiếp giờ phút này cả hai cũng đều nở nụ cười dạ tán luyện dược như thế có phải hơi thái quá hay không? Một vị thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, đây mới chính là đệ tử huyết khê tông chúng ta. Ngay như luyện dược cũng không giống người thường. Xem ra chính là người thuộc ma đạo của thế hệ này. Người khác luyện dược đều giống như nước lạnh, còn hắn luyện dược thì như thiên lôi cuồn cuộn, khí thế động trời. Vị thái thượng trưởng lão khác cười trêu chọc, thời gian trôi qua thêm 10 ngày, sau khi xuất hiện thêm hai lần nổ lò nữa, Bạch Tiểu Thuần không còn cách nào khác đành chỉ có thể giảm bớt dược lực, lúc này mới khiến cho lò đang không bị bạo tạc nổ tung. Hắn có chút bất đắc dĩ, cảm thấy những lò luyện đan này quá yếu, dược lực sau khi được giảm bớt lại được hắn dùng phương pháp của vạn vật thảo một dung hợp, dần dần từ bất ổn trở nên ổn định hơn rất nhiều. Dưới sự nỗ lực, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng luyện chế thành công được một lò tứ giai thối linh ngưng tinh đan, tuy rằng chỉ có 5 hạt, phẩm chất cũng chỉ là hạ phẩm, nhưng linh khí ẩn chứa bên trong đan dược này đã vượt qua bất kỳ linh dược nào mà bạch tiểu thuần từng luyện chế khi cầm trong tay thậm chí cũng có thể cảm nhận linh dược này như đang tự chấn động dường như có linh tính nhất định nào đó đây chính là một đặc tính của tứ giai đan dược bạch tiểu thuần sau hồi lâu nhìn cẩn thận thì thở sâu trong mắt càng thêm phấn khởi chỉ bằng vào những đan dược này hắn tin tưởng sẽ khiến cho những thái thượng trưởng lão của huyết khê tông thỏa mãn nhưng còn với các lão tổ có lẽ đan dược này vẫn còn kém chút, chỉ cần ta có thể đề cao tỷ lệ thành đan, coi như là tống gia lão tổ nếu biết được cũng phải tâm phục khẩu phục. Bạch tiểu thuần ngạo nghễ hất càm lên, trong lòng đắc ý tiếp tục khai lò, chuẩn bị đào luyện để thủ pháp thuần thục. Cái hắn muốn chính là khống chế được toàn bộ tứ giai linh dược để có được xác suất thành công cao nhất, giống như hắn đã từng làm với tam giai linh dược. Mang theo cố chấp này, Bạch Tiểu Thuần không màng gì tới chuyện bên ngoài nữa, đắm chìm trong dược đạo hắn lựa chọn phiêu miễu linh hương vốn có đầy đủ tính đại biểu của tứ giai để bắt đầu luyện chế mấy ngày sau khi lò linh dược mới tỏa ra mùi thuốc ánh mắt bạch tiểu thuần sáng ngời tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái tức thì lò đang mở ra một cổ khói xanh vút lên không tiêu tán mất hả bạch tiểu thuần không để ý tới làn khói xanh kia mà đưa mắt nhìn qua rồi giật mình phát hiện ra trong lò đang rõ ràng lại không có linh dược sao lại như vậy Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn cẩn thận tìm hồi lâu vẫn không tìm thấy linh dược, ngay đến một mẫu cặn cũng không có, làm như linh dược trong lò đã không cánh mà bay. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới làng khói xanh lúc trước, liền chăm chăm tìm kiếm khắp nơi. Sau đó thì nhíu mày lại luyện chế lần nữa, sau khi cẩn thận quan sát kỹ mới tìm được nguyên nhân, là đã hóa thành khói xanh ư. Bạch Tiểu Thuần quan sát làng khói xanh từ lò đang bay lên rồi tiêu tán rất nhanh, chỉ sau mấy hơi thở liền biến mất dù cho hắn làm thế nào cũng không thể giữ lại làng khói xanh này. Thú vị! Tứ giai linh dược, mỗi một loại đều có chỗ khác thường. Bạch Tiểu Thuần không hề nhục chí, ngược lại còn thêm hứng thú. Trong vòng một tháng sau đó, hắn thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, tổng cộng luyện chế ra hơn 10 lô, nhưng vẫn như cũ, toàn bộ thất bại, hóa thành khói xanh tiêu biến. Mà, trong khi Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế phiêu miểu linh hương thì trung phong tu sĩ, vốn mới vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng nổ lò, còn chưa kịp vui mừng thì lần nữa lại chìm trong một cơn ác mộng mới, thần toán tử là tu sĩ đầu tiên bị tiêu chảy. Hơn 10 ngày trước trong một đêm, hắn đang thôi diễn cho người ta thì đột nhiên sắc mặt đại biến, lộ vẻ khó tin rồi giữa sự kinh ngạc của đồng môn quanh đó, thần toán tử mặt đỏ bừng vội và chạy ra xa. Đêm hôm ấy, hắn cảm tưởng mình như muốn qua đời. Đến sáng sớm hôm sau, cả người hắn cùng sắc mặt đều tái nhợt. Sao lại thế này? Ta đã tích cốc, nhịn ăn, hơn 10 năm rồi, sao lại còn bị tiêu chảy? Thần toán tử ôm bụng, muốn vội vã tính toán một phen nhưng còn chưa kịp xem xong thì đã lần nữa nghe tiếng ọp ọp trong bụng. Sau đó, lần lượt từng tu sĩ, vô luận là ở trong động phủ hay bên ngoài, miễn là cư trú ở trung phong, hít thở không khí ở đây, đều sẽ bị như vậy. Lần lượt từng người, sắc mặt đại biến, bắt đầu tiêu chảy nếu chỉ là tiêu chảy bình thường thì cũng thôi nhưng theo thời gian qua mấy ngày sau lúc nghiêm trọng thì một ngày đi xí hơn trăm lần lúc nhẹ thì cũng đi hơn mười lần toàn bộ tu sĩ trung phong đều muốn phát điên bọn hắn không thể tưởng tượng được đến cùng là thứ độc gì thậm chí ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không thể kháng cự phải bị hư thoát chảy nước có người hạ độc chết tiệt chuyện này là sao đây đáng nghi nhất vẫn là tên giả tán tiêu chảy như ôn dịch lan tràn nhanh chóng toàn bộ hạ khu của Trung Phong dường như có khí độc vô hình bao phủ, hệ tu sĩ ở trong là bị ảnh hưởng, bất luận là tu vi gì. Rất nhanh, phân nửa Trung Phong đều không thấy một bóng người. Mọi người đều điên cuồng đến cực hạn nhưng lại không còn khí lực nữa. Thứ tiêu chảy này không chỉ không chấm dứt trong thời gian ngắn mà thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng, tống quyết hai mắt thì mờ mịt, cả người hắn thì mềm nhũng. Chỉ trong một ngày, hắn cũng không nhớ nổi mình đã đi xí mấy lần giờ khắc này hắn thậm chí còn có cảm giác đã trở thành phàm nhân vì sao lại như thế này nhất định là giả tán hắn luyện dược nhất định là đã để dược lực phát tán ra bên ngoài khiến chúng ta bị như thế càng ngày càng có nhiều người đoán ra được nguyên nhân nhưng không ai có thể đi đến chỗ bạch tiểu thuần bọn họ bị tiêu chảy nghiêm trọng đến nỗi dù một chút cũng không thể ly khai động phủ thời gian dần qua luôn cả thượng khu của trung phong cũng xuất hiện dấu hiệu như vậy Tống quân Nguyễn sắc mặt đại biến chạy ra khỏi trung phong. Đối với việc Bạch Tiểu Thuần luyện dược, nàng đã tán đỡn kinh hồn. Rốt cuộc thì hắn là dạng gia hỏa gì? Hắn luyện dược mà sao lại đáng sợ đến thế? Tống quân Nguyễn trợn mắt há mồm, cảm thông nhìn các đệ tử của Trung Phong. Chuyện này thậm chí cũng truyền khắp ba ngọn núi khác, khiến cho đệ tử của ba núi này đều nhao nhao đàm tiếu sự tình. Một số người cảm thấy sự việc có vẻ khoa trương nên đến Trung Phong dò xét. Nhưng sau khi trở về, toàn bộ những người này đều biến sắc, từ đó bế quan, dần dần, Trung Phong đệ tử, từng người một dù là phải bò cũng muốn bò ra khỏi Trung Phong, không dám lưu lại nơi đây một chút nào. Nhưng bọn họ bị trúng độc quá sâu, cho dù là đã rời khỏi Trung Phong thì ngày một ngày hai cũng khó thể có chuyển biến tốt đẹp, cả đám đều càng ngày càng bị hư thoát. Khi nhìn về động phủ của Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn đều sợ hãi. Nếu như có thể lựa chọn bọn hắn thà rằng chịu đựng nổ lò, giả tán thật độc ác, đây nhất định là hắn đang trả thù, chết tiệt, tên này không phải là giả ma, mà là ôn ma, ôn ma giả tán, theo thời gian trôi qua, từng tên tu sĩ trúc cơ này phải chịu đựng thống khổ dày vò. Bọn hắn không dám hận bạch tiểu thuần nữa, tuyệt đại đa số hạ quyết tâm, không bao giờ đi trêu chọc giả tán nữa, bọn hắn cảm thấy giả tán thật sự quá kinh khủng, mượn lực lượng đang dược giết người một cách vô hình, thật sự làm người ta sụp đổ đến nỗi cũng vì thế mà có không ít tu sĩ không dám khinh thường dược đạo nữa chuẩn bị sau này sẽ bỏ công nghiên cứu ngay đến tổ phong cũng phải chú ý đến chuyện này nhưng bạch tiểu thuần vẫn hồn nhiên không hay biết gì đến tất cả những chuyện đó thể chất của hắn không như người thường nhờ bất tử trường sinh công dù là một chút hắn cũng không bị ảnh hưởng đắm chìm trong luyện dược rốt cuộc một tháng sau hắn đã thành công ngăn chặn khói xanh bay đi lần nữa lắng động lại trong lò đan, ngưng kết lại thành phiêu miểu linh hương, hắn lại luyện chế ra những loại tứ giai linh dược khác, cho đến khi tỷ lệ thành đan được đề cao đến bảy thành thì toàn bộ dược thảo đều sử dụng hết. Bạch Tiểu Thuần không thể không dừng lại. Cầm lấy đan dược, hắn cảm khái đi ra khỏi động phủ, dưới bầu trời ánh nắng sáng tươi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bốn phía quá ư yên tĩnh. Hắn phóng mắt nhìn khắp nơi, toàn bộ trung phong lặng ngắt như tờ, càng nhìn càng không thấy một bóng người bạch tiểu thuần hơi kinh ngạc rồi chuyển thành mừng rỡ hắn thấy mình rốt cuộc cũng có thể luyện dược mà không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh vì vậy liền cảm khái rảo bước giữa trung phong nhưng dần dần hắn bắt đầu hoảng sợ nơi này vì sao lại yên tĩnh đến vậy bạch tiểu thuần cảm thấy có gì đó không đúng nên liền đi mau xuống núi rõ ràng là đến một người cũng không thấy thậm chí luôn cả sinh cơ cũng đều không có khi hắn cảm thụ bên trong những động phủ kia thì toàn bộ đều trống không, người đâu? Bạch tiểu thuần trừng mắt nhìn, lòng có chút lo lắng, vội vã đi nhanh, thẳng đến chân núi. Vừa đến nơi, hắn liền thấy, cách đó không xa, một tu sĩ trúc cơ của Trung Phong đang được hai nội môn đệ tử dìu đỡ như muốn đi ngang qua. Khi ngẩng đầu nhìn thấy bạch tiểu thuần, tu sĩ này toàn thân rung lên, trận to mắt lộ vẻ sợ hãi, ngươi, đã luyện xong. Hắn hô hấp dồn dập, chỉ vào bạch tiểu thuần hả à luyện đã xong rồi a à. bạch tiểu thuần hơi choáng váng hắn vừa nói xong tu sĩ này lập tức xúc động hắn xoay người hướng về khu vực nội môn sau lưng dùng hết sức khí lực phát ra một tiếng trống to tất cả đều ra đi quay về động phủ ông ma cuối cùng cũng đã luyện dược xong theo thanh âm hắn lan truyền bên trong khu vực nội môn có không ít tiếng ồ từ các động phủ truyền ra rồi rất nhanh sau từng thân ảnh lần lượt được diều ra, từng người một đều xanh sao vàng vọt, ánh mắt vốn vô thần, giờ phút này lại lộ ra khích động, thật sự sao? Ông ma đã kết thúc luyện dược, trời xanh thật có mắt, rốt cuộc cũng có thể trở về trung phong rồi, tống khuyết cũng trong đám người này, hai chân hắn run rẩy, nhìn chồng chọc vào bạch tiểu thuần. Hắn không giống những người khác, đến giờ vẫn còn không phục, trong mắt sát ý ngập trời, bạch tiểu thuần giơ tay gãi đầu, lòng chột dạ nhìn mọi người, Nhìn bọn họ từng người một được đệ tử nội môn dìu đỡ, nhanh chóng vượt ngang qua mình về thẳng trung phong, một nén nhang sau, cả mấy trăm người mới rời đi hết. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Tống Quân Nguyễn từ xa bay tới, rơi xuống trước mặt mình, ánh mắt nàng phức tạp nhìn hắn, "Tống tỷ tỷ." Bạch Tiểu Thuần cẩn thận mở miệng, "Đã luyện xong chưa? Đưa ta linh dược để ta đưa cho lão tổ." Tống Quân Nguyễn cười khổ, bạch tiểu thuần vội vàng lấy trong túi trữ vật ra năm loại tứ giai linh dược những thứ này chỉ là một phần linh dược trên người hắn đương nhiên hắn sẽ không giao ra toàn bộ tống quân nguyễn sau khi nhận lấy cẩn thận nhìn kỹ liền lập tức động dung ngẩng đầu đưa mắt nhìn bạch tiểu thuần thật sâu sắc mặt tươi cười bảo bạch tiểu thuần chờ ở nơi này rồi hóa thành cầu vòng thẳng đến tổ phong bạch tiểu thuần căng thẳng hắn biết rõ quy tắc của huyết khê tông tuy rằng hắn rất tự tin là mình sẽ được cao tầng huyết khê tông trọng thị nhưng vẫn khó tránh được tâm thần có chút bất an. Sau một nén nhang, Tống quân Nguyễn trở về. Trong mắt nàng ẩn chứa thần thái kỳ dị, sau khi ném cho Bạch Tiểu Thuần một quả lệnh bài thì giơ ngón tay câu lấy cầm Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng mở miệng, hơi thở như lan. Lão Tổ muốn ta cho ngươi biết, từ nay về sau, miễn là ngươi không phản bội Tông thì ở huyết khê Tông sẽ được hưởng đãi ngộ giống như dòng chính của Tống gia vậy. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, thấy mình hiện tại đã có thể lộng hành đương lúc đắc ý phi phàm mắt thấy đại trưởng lão xinh đẹp trước mặt hắn bỗng nhiên giơ tay phải câu lấy cầm của đối phương một cái thế này sẽ không tính là phản bội tông chứ hắn cười hắc hắc tống quân nguyễn ngẩn người nàng lớn như vậy nhưng cho tới giờ còn chưa bị người khác đùa giỡn như thế mặt nàng lập tức đỏ ửng nhưng trong mắt lại hiện ra hàng mang xem ra ta phải cho ngươi biết một ít uy nghiêm của đại trưởng lão bạch tiểu thuần được tống gia lão tổ ban cho lệnh bài có lệnh bài này trong tay, chỉ cần hắn ở huyết khê tông không phản bội tông môn là có thể hoành hành, cho dù có giết người cũng không sợ, chẳng qua là nó lại không có tác dụng với tống quân uyển. Dù Bạch Tiểu Thuần đã trúc cơ trung kỳ cũng không thể đối kháng cường giả có thể tùy thời đột phá kết đan như Tống Quân Nguyễn, huống hồ. Tống Quân Nguyễn không có ra tay, mà là trợn mắt với Bạch Tiểu Thuần rồi bỏ đi. Vài ngày sau, toàn bộ huyết khê tông đều truyền ra tin tức về việc giả tán luyện dược thành công, chuyện hắn luyện được tứ giai linh dược, tất cả thái thượng trưởng lão không ai không biết. Cho dù là những huyết phách bế quan quanh năm, cũng đều nghe đến cái tên giả dạ tán, ngay cả tám lão tổ cũng như thế, nhất là tống gia lão tổ, càng tỏ ra coi trọng bạch tiểu thuần, thái độ của lão tổ, chính là thái độ của tống gia, mà tống gia chính là một thế lực khổng lồ ở huyết khê tông có căn cơ rất thâm hậu, cùng lúc đó, những thứ liên quan đến chuyện giả dạ tán luyện dược, cũng thông qua nhiều con đường, truyền khắp những tu chân gia tộc bên ngoài huyết khê tông. Thậm chí Linh Khê Tông cũng nghe tin, nhất là đám người hầu vân phi, cá là trợn mắt há mồm, nhớ tới Bạch Tiểu Thuần. Chẳng qua là suy đoán như vậy thì quá hoang đường, chính bọn hắn cũng không dám tin. Các tông môn khác liên tục nghe được những thông tin về giả dạ tán, khiến cho danh tiếng danh tiếng của huyết khê tông giả dạ tán càng được nâng lên, thậm chí nhiều người đã đem hắn so sánh với tống khuyết, nhưng trong huyết khê tông lại không phải như vậy, Tống khuyết trong mắt của nhiều người đã không bằng dạ tán rồi. Giả dạ tán không những có chiến lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ độc ác, đến cả luyện dược cũng khiến người sợ hãi, ai tới gần cũng bị ảnh hưởng. Nhất là vụ tiêu chảy đã ảnh hưởng cả một núi, khiến tất cả phải kinh hãi. đồng thời sự kiên kỵ với Bạch Tiểu Thuần cũng ngày càng tăng. Rất nhanh ngoại hiệu của hắn đã từ giả dạ ma biến thành ôn ma, loại thủ đoạn giết người không thấy máu này khiến người ta chỉ nghĩ đến đã thấy kinh tâm động phách bạch tiểu thuần cũng rất thỏa mãn về thái độ của người huyết khê tông đối với mình dường như tuyệt đại đa số tu sĩ trung phong đều quyết tâm tránh bạch tiểu thuần không muốn đi trêu chọc hắn tuy vẫn có người còn ngoan cố nhưng cũng không làm nên được vụ gì về phần những đệ tử nội môn càng là khi trông thấy bạch tiểu thuần thì như nhìn thấy hồng hoang mãnh thú hai chân như muốn nhũng ra giống như mỗi khi bàn luận đã đem bạch tiểu thuần thành kẻ có thể hủy diện cả một ngọn núi nhưng những ngày tốt đẹp của Bạch Tiểu Thuần cũng không được mấy hôm. Tống quân Nguyễn dùng thân phận đại trưởng lão Trung Phong ra một loạt mệnh lệnh. Ví dụ như các cử Bạch Tiểu Thuần quét dọn Trung Phong, lệnh cho hắn chữa trị những động phủ mà hắn đã phá hủy, đủ các loại công việc để chỉnh đốn Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn mặt mày ủ rũ, sao giờ ta lại phải làm mấy việc vặt vảnh này nữa vậy? Bạch Tiểu Thuần than thở, hắn vừa mới quét sạch cả Trung Phong, lại nhận được lệnh của Tống quân Nguyễn đi xử lý mấy thứ dơ bẩn của Trung Phong trong mấy ngày nay. Kinh người quá đáng, nàng dựa vào cái gì mà đi câu dẫn ta, ta lại không thể câu nàng. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn cảm thấy với thân phận của mình quyết không thể đi giúp người khác xử lý mấy đồ dơ bẩn. Ngay lúc hắn đang phát sầu thì có một đạo cầu vòng từ xa bay tới, sau khi bay một vòng thì đã thấy được vị trí của Bạch Tiểu Thuần, bay thẳng đến, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh trong đạo cầu vòng kia chính là đại trưởng lão Thi Phong. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Dạ tán lão đệ. Đại trưởng lão Thi Phong cười hạch hạch, thân thể bóng hạ xuống, xuất hiện trước người Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy cây chổi trong tay Bạch Tiểu Thuần thì lập tức nhãn tình sáng lên, bị trừng phạt. Lão Phu nghe người ta nói, ngươi lại dám đi câu dẫn tống quân uyển. Lão tuy là đại trưởng lão Thi Phong, nhưng cũng biết giả dạ tán này không phải hạng tầm thường là người được lão tổ để ý tương lai không thể hạng lượng hơn nữa hắn là lại là kẻ kiệt ngạo vì vậy trong thâm tâm lão đã sớm coi giả dạ tán thành tu sĩ cùng thế hệ vậy thì có làm sao là nàng câu dẫn ta trước đấy chứ bạch tiểu thuần trừng mắt hất hàm nói với vẻ rất bất mãn giả dạ tán lão đệ ngươi hãy nghe ta nói để thấy tống quân quyển là hạng yêu nhân nào nàng chính là huyết hạt, những năm gần đây kẻ có can đảm dám trêu chọc nàng thì không kẻ nào có kết cục tốt, năm đó ta tận mắt chứng kiến, khi nàng còn là ngưng khí, thẳng thừng cắt đứt một kẻ muốn làm loạn với nàng, đại trưởng lão Thi Phong nhìn nhìn chung quanh, nói nhỏ, cắt. Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí, theo bản năng cúi đầu nhìn, lúc ngẩng đầu thì mắt trợn tròn, người biết huyết tử thiểu trạch phong tư đồ hảo chứ, cách đây vài năm từng có ý sằng bậy với Tống Quân Uyển cũng bị nàng ta đánh giết đến thẳng vô danh phong, thiếu chút thì bị cắt huyết tử cũng dám cắt, da đầu bạch tiểu thuần rung lên, hắn biết huyết tử của huyết khê tông có địa vị trí cao, ngang với trưởng môn, thậm chí có khi trưởng môn còn không bằng. Trưởng môn không cách nào trực tiếp hiệu lệnh tu sĩ của một phong nhưng huyết tử làm được, càng là bởi vì chỉ có huyết tử khi kết đang mới trở thành huyết khê tông huyết phách. Mà toàn bộ tông môn, ngoại trừ lão tổ thì huyết phách chính là hạch tâm quan trọng nhất, đủ loại nguyên nhân khiến thân phận huyết tử khiến cho vô số người điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần hải hùng khiếp vía, quét mắt nhìn khu vực ngón tay, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại trưởng lão Thi Phong, ngươi tới đây làm gì? Không phải là để dọa ta chứ, dạ tán lão đệ, sao ta lại phải dọa ngươi, đó là sự thật. Ngươi nói xem với giao tình của hai chúng ta từ khu ngươi còn là đệ tử nội môn, ngươi xem tình cảm đó là bao nhiêu xây dày. Lão phu ra mặt nói với trưởng môn, mời ngươi đến thi phong luyện dược, như vậy ngươi sẽ không phải ở nơi này để nghe bà cô kia ra lệnh nữa có phải hay không? Đại trưởng lão Thi Phong cười tủm tỉm mở miệng, thế nào, ngươi cứ suy nghĩ đi, ngươi yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong những tài liệu cần thiết, hơn nữa khi việc thành công còn có thâm tạ. Đúng rồi, Thi Phong huyết tử còn nói, chỉ cần ngươi chịu đến chỗ ta luyện dược, sẽ đem bộ cương thi mà ngươi luyện được kia làm lễ gặp mắt. Đại trưởng lão Thi Phong vỗ túi trữ vật, lấy ra lệnh bài không chế lục mau cương thi. Bạch Tiểu Thuần quét mắt, đó đúng là lệnh bài khi trước hắn đưa cho lão để khống chế lục mao cương thi. Ngươi có được lệnh bài, muốn hủy diệt lục mau cương thi thì chỉ cần một ý niệm. Dĩ nhiên hắn cũng rất hứng thú với việc đến thi phong luyện dược nhằm tránh sự trừng phạt của Tống Quân Nguyễn, nhưng lại không đồng ý ngay mà lộ vẻ chần chờ. Ngươi cũng biết, khi ta luyện dược sẽ khiến những đồng môn bên cạnh nổi giận, Bạch Tiểu Thuần nói với vẻ khó xử. Ai dám nổi giận lão phu xe xử người đó, Dạ tán lão đệ, ngươi cứ yên tâm mà luyện dược, chỉ cần ngươi giúp chúng ta luyện chế tứ giai nghịch huyết dưỡng thi đan, hết thảy có thể yên tâm. Đại trưởng lão thi phong vội mở lời, bạch tiểu thuần vội ho một tiếng, đang muốn tỏ vẻ do dự thêm một hồi thì có một tiếng hừ lạnh truyền đến từ khu vực ngón tay, dạ tán, còn không mau đi xử lý nơi còn bẩn. Còn ngươi nữa, lão già kia, người không chịu ở thi phong mà chạy đến trung phong của ta làm gì? người đang nói dĩ nhiên là Tống Quân Viễn, nàng vừa nói xong thì Bạch Tiểu Thuần liền vội vàng, một phát túng được đại trưởng lão Thi Phong, ta đồng ý. Khi nào thì chúng ta có thể đi? Đi ngay bây giờ. Đại trưởng lão Thi Phong cùng hỉ, ngửa mặt lên trời cười ta, tu vi ầm ầm bộc phát, mang theo Bạch Tiểu Thuần rồi hóa thành cầu vòng bay thẳng đến Thi Phong, dạ tán, ngươi định đi đâu? Tống Quân Viễn sững sờ, thâm tâm nổi lên ngọn lửa vô danh, trong nháy mắt bay thẳng về phía đại trưởng lão Thi Phong, muốn ngăn cản hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này bỗng có một đạo huyết ảnh bay ra từ Thi Phong, hóa thành một nam tử trung niên. Nam tử này có mái tóc màu máu, mặt trường bào màu máu, thậm chí cả giả là đều là màu máu. Hai mắt tỏa ra quang mang lợi hại, rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng từ cơ thể hắn lại tỏa ra khí thế không kém gì thái thượng trưởng lão. Sau một bước đã xuất hiện trước mặt Tống Quân Nguyễn, Quân Nguyễn, dạ tán sư đệ danh chấn tông môn, lão tổ cũng đều coi trọng, ngươi lại lệnh cho hắn đi làm mấy việc nhục nhã kia, đó chính ngươi đã sai, hiện giờ dạ tán sư đệ đã đồng ý luyện dược giúp thi phong ta, ta khẳng định sẽ không bạc đại hắn. Khuyết nhân nhẹ nhẹ mở miệng, nâng tay phải lên, lập tức cả thi phong chấn động, giống như cùng nhịp với hắn, hóa thành uy áp tràn khắp bốn phương, phong nhai, cho dù ngươi là thi phong huyết tử cũng không có tư cách quản chuyện của trung phong ta. Ánh mắt Tống Quân Nguyễn lóe lên sát cơ, huyết sắc nam tử trước mặt chính là Thi Phong huyết tử Phong Nhai, ta không phải tên tư đồ hạo vô dụng kia, hôm nay ngươi không qua được. Phong Nhai tiến lên một bước, tiếp tục ngăn cản, lúc này đại trưởng lão Thi Phong đã mang Bạch Tiểu Thuần đến Thi Phong rồi, dạ tán, theo ta về nhà. Tống Quân Nguyễn vô cùng tức giận, hô lên với Bạch Tiểu Thuần ở phía xa, không về, nói gì ta cũng không về. Bạch Tiểu Thuần thấy Tống Quân Nguyễn đã bị ngăn lại, biết rõ đã an toàn nên lắc đầu nói ra, ngươi có về hay không? Tống Quân Nguyễn giậm chân, ánh mắt lộ vẻ tức giận, không về. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu nói với vẻ đắc ý, dạ tán ngươi được lắm, bổn sự lớn lắm, hôm nay ngươi không chịu về thì sau này cũng đừng về nữa. Tống Quân Nguyễn cả giận nói, đùng đùng quay người bay về Trung Phong, không về thì không về. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận, hừ một tiếng, cũng quay người bay về phía Thi Phong đại trưởng lão thi phong ở bên cạnh cũng đổ mồ hôi tráng nhìn nhìn bạch tiểu thuần lại ngó tống quân quyển ở phía xa cũng đang tức giận giống nhau hai người bọn họ đại trưởng lão thi phong chần chừ một chút thâm tâm đã có vô hạn suy đoán lời nói của hai người truyền ra bốn phía đến tai rất nhiều người nhất là thi phong huyết tử phong nhai gã nghe xong thì hai mắt trợn lên nghe mà cảm thấy đối thoại của hai người có chút không đúng cũng không phải riêng gã có ý nghĩ này những tu sĩ khác nghe thấy đoạn đối thoại này cũng nghĩ như thế, người nghe đều cảm thấy giống như vợ chồng cãi nhau, chồng đang tức giận muốn bỏ nhà đi, mà vợ thì đang gào thét, thượng khu của trung phong, tống quân viễn mặt hầm hầm tức giận quay về, bay vào trong huyết hồ. Khi tới trước động phủ, không đợi cửa động tự mở ra, nàng một cước đá tới. Oanh! Cửa động chấn động, khi mở được một nửa thì nứt ra vô số khe hở, tên giả dạ tán chết tiệt đủ lông đủ cánh rồi à dám không trở lại trong cơn tức giận đùng đùng tống quân quyển lại đá thêm phát nữa làm cho cửa động nát bét sau đó mới tiêu sái đi vào trong dê dê nổi giận đùng đùng mà còn tiêu sái được thì chịu rồi lúc này bốn đứa đồng tử đứng hai bên cửa đều run tầm tập bọn hắn từ trước tới nay chưa bao giờ thấy đại trưởng lão tức giận đến độ đá nát cửa động phủ của mình như thế ngay sau đó từ phía trong động phủ vọng ra những âm thanh phanh phanh Tống Quân Nguyễn tiếp tục đập phá một lúc mới nguôi ngoai. Nàng ngồi xuống, sắc mặt toát lên sự buồn bã khó hiểu, tên giả tán chết bầm này. Bắt ngươi đi dọn vệ sinh trung phong và sửa lại động phủ là để mọi người không còn căm thù ngươi như vậy nữa. Lúc danh tiếng càng thịnh thì đố kỵ, ghen ghét càng nhiều. Dọn vệ sinh thì có chút bẩn đấy, nhưng nếu ngươi đi tìm ta, cầu xin ta thì chả ai bắt ngươi đi làm những việc đó nữa cả. Tống Quân Nguyễn càng nghĩ càng bực mình ngươi dám cùng người ngoài trốn đi còn nói sẽ không quay trở lại đi đi cả đời này đừng có về nữa tống quân nguyễn cầm lấy bầu rượu bên người ném thẳng xuống nền phía ngoài động phủ mấy đứa đồng tử ngoảnh mặt nhìn nhau rồi cúi đầu giả vờ không nghe thấy gì hết lúc này trong huyết tử điện thờ tại thi phong bạch tiểu thuần cũng rất tức giận hắn thấy tống quân nguyễn thật bá đạo nàng ta dựa vào cái gì mà sai khiến mình làm việc này việc nọ kia chứ thậm chí còn định quản lý cả việc mình đi luyện dược cho người ta nữa tính cách mấy cô nàng này vải trưởng thật bạch tiểu thuần nói nhỏ huyết tử của thi phong đứng phía trước vẻ mặt như cười mà không phải cười nhìn bạch tiểu thuần thi phong đại trưởng lão ngồi một bên cũng giống huyết tử sắc mặt lão rất quái lạ hai gã nhìn nhau đều tự đi đến kết luận rằng quan hệ giữa dạ tám và tống quân uyển rất mập mờ dạ tán sư đệ bớt nóng chúng ta nói chuyện luyện dược đi thôi huyết tử mỉm cười nói ra bạch tiểu thuần ngẩng đầu nhìn thi phong huyết tử đây là lần đầu tiên hắn thấy tên này nhìn một lúc bạch tiểu thuần nhẹ gật đầu đầu tiên nói trước là khi ta luyện đang nếu xuất hiện điều gì ngoài ý muốn ảnh hưởng tới người khác thì các ngươi phải chịu trách nhiệm bạch tiểu thuần nói một cách kiêu căng hắn nghĩ mình lợi hại như vậy thì phải kiêu ngạo một chút mới được mọi việc cứ yên tâm phong nhai mỉm cười đưa cho bạch tiểu thuần một túi trữ vật hắn chẳng những không thấy sự kiêu ngạo của bạch tiểu thuần là phản cảm mà ngược lại còn cho là phải điều mà hắn quan tâm chỉ là tứ giai linh dược nếu giả dạ tán này có thể luyện chế ra được thì việc luyện thi của hắn càng có tiến bộ đang đứng ở một bên đại trưởng lão thi phong bỗng nhiên cười hạch hạch và nói giả dạ tán lão đệ đến đây ta dẫn ngươi đi xem động phủ dùng để luyện dược có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói ra. Lão và huyết tử cùng liếc nhau, rồi lão đứng dậy đưa Bạch Tiểu Thuần rời điện thờ, Thi Phong cực kỳ coi trọng Bạch Tiểu Thuần. Họ đã bố trí hẳn một khu vực trên phần rìa ngón tay chỉ để dành cho Bạch Tiểu Thuần luyện dược. Ở phần dưới, bốn phía đều trống trải. Các tu sĩ trước đây ở khu vực này đều đã bị điều chuyển ra ngoài. Trong lúc này, các chuyện liên quan đến việc giả dạ tán luyện dược ở Thi Phong rất nhanh đã truyền khắp cả núi. Sau khi biết chuyện này và nghĩ tới sự thê thảm của đồng môn ở Trung Phong, đa phần các tu sĩ của Thi Phong đều nhao nhao, lòng tràn đầy cảnh giác. Một số người thì trực tiếp hoảng sợ, mặt biến sắc, nghe nói huyết tử và đại trưởng lão mời giả tán về luyện dược. Chúng ta phải cẩn thận một chút, giả tán kia được gọi là ô ma. Mức độ nguy hiểm khi hắn chế thuốc đã làm cho người ở Trung Phong biến sắc, bên cạnh đó, cũng có một số tu sĩ không cho là đúng. Họ thấy rằng việc này đang bị thổi phồng nên cũng không để ở trong lòng, chỉ là luyện dược thì có thể có bao nhiêu tác động. Chuyện tiêu chảy là do mọi người không đề phòng thôi. Chúng ta cẩn thận một tí thì không vấn đề gì đâu. Hừ, thật ra ta lại muốn xem giả dạ tán luyện dược sẽ có cái gì kinh khủng đây, mặc kệ mọi người bàn tán như thế nào, Huyết Tử và đại trưởng lão đều truyền ra mệnh lệnh, nói rõ trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần luyện dược, chỗ ở của hắn là cấm khu không ai được đi vào. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng với những đối đãi của Thi Phong. Trong động phủ luyện dược, sau khi đại trưởng lão rời đi, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống. Một thân ảnh cao lớn trước mặt hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, toàn thân nó được bao phủ bởi một bộ lông dài màu xanh lục. Bộ lông này cũng không còn dài mãi ra nữa mà đã rút ngắn lại rất nhiều, làm lộ ra bộ hàm đầy răng, chi chít gai xương trên người, những móng tay sắc lẹm như những lưỡi dao nó tỏa ra kinh người sát khí khiến người khác phải giật mình. Đây đúng là lục mau cương thi của Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa, rõ ràng là cương thi này mạnh mẽ hơn hẳn so với lúc Bạch Tiểu Thuần mới luyện ra, nhất là làn da cứng như sắt, mọc đầy lông xanh. Toàn bộ thân hình nó mang đến cho người ta cảm giác bưu hãn điên cuồng. Thêm vào đó, như thể có một đám khi tức đang lưu chuyển trong đôi mắt màu tím của nó, càng mang cảm giác quỷ dị linh động, Bạch Tiểu Thuần mới nhìn một chút đã thấy sởn da gà. Mặc dù đây là sản phẩm do mình tự làm ra nhưng như trước hắn vẫn cảm thấy rất là khủng bố, không đáng yêu chút nào cả. Thu răng lại, rút móng tay vào. Còn mấy sợi lông xanh kia nữa, thu rút tất cả vào đi. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nói ra, thân thể con cương thi lông xanh nhúc nhích một chút rồi hàm răng, móng tay và những chiếc gai xương chậm chậm thu nhỏ lại cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ngay cả bộ lông màu xanh cũng ngày càng ngắn lại và trở thành tóc gáy, đồng thời, sát khí trên người nó cũng đã thay đổi, trở thành bình thường. Mặc dù toàn thân vẫn là màu xanh lục nhưng nhìn qua đã thấy khá là bình thường rồi. Nó ngước khuôn mặt ngu ngơ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có vẻ được rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần hài lòng, hắn hết nhìn ra ngoài động phủ rồi lại cúi đầu nhìn túi trữ vật trước mắt do huyết tử đưa cho. Trong này phần lớn là dược thảo, mặc dù số lượng không bằng tống lão tổ cho trước đó nhưng cũng không tầm thường đặc biệt là bên trong còn có một ít dược thảo đặc thù, mức độ quý hiếm thậm chí còn cao hơn một bậc so với số dược thảo của lão tổ tống đưa cho, huyết tử của thi phong cũng đầu tư ác đấy nhỉ. Bạch Tiểu Thuần còn tìm thấy một số lượng lớn huyết hỏa thạch, lò đan và một bản ngọc giảng trong túi trữ vật. Bên trong ngọc giảng ghi chép phương thuốc luyện loại đang được gọi là nghịch huyết dưỡng thi đan, cầm lấy phương thuốc, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cẩn thận một lúc. Hắn dần biến sắc. Phương thuốc này mô tả không quá rõ ràng, nhiều chỗ rất mơ hồ. Nếu thực sự không có trình độ luyện dược tứ giai thì chắc chắn không thể hiểu, thậm chí, ngay cả trình độ như vậy cũng không phải xem là hiểu luôn. May mắn là Bạch Tiểu Thuần đủ trình luyện linh dược ngũ giai nên mới có thể xem hiểu, hắn từ từ trợn mắt liếu lưỡi, thở sâu mà đọc, nghịch huyết dưỡng thi đang lấy thi thể làm lò luyện. Từ lúc chuẩn bị cho đến lúc thành đang cần 7749 bộ luyện thi. Tạo nên 7749 viên thi đan, cho tất cả vào một lò để luyện ra một viên nghịch huyết dưỡng thi đan. Đan này không phải là dành cho người sống mà chuẩn bị cho cương thi. Có thể giúp một hắc cương thi đại thành tiếp tục đột phá, trở thành phi cương thi có thể so với kết đan cảnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn phương thuốc thở sâu, ánh mắt lộ kỳ mang, đây không phải là tứ giai linh dược mà phải là lục giai mới đúng nhưng do một tiền bối có dược đạo cực cao đơn giản hóa rồi chia thành 49 bước. Sau đó mới có thể miễn cưỡng dùng phương pháp luyện tứ giai linh dược để luyện ra, vì đây là linh dược được đơn giản hóa nên uy lực vì vậy cũng sẽ giảm thiểu một ít. Nhưng vẫn như trước có một phần tỷ lệ làm cho Hắc Cương Phi đột phá. Nếu lại được thêm vào một số thủ đoạn khác, tỷ lệ đột phá có thể còn cao hơn nữa, linh dược còn có thể luyện như vậy. Bạch Tiểu Thuần không thể tưởng tượng được. Sau khi tiếp tục nghiên cứu, hắn trầm ngâm rồi nhìn về phía Lục Mao Cương Thi ở trước mặt được đại trưởng lão ngưng luyện mấy năm vừa rồi nên bây giờ con lục mau cương thi đã có đủ chiến lực ngưng khí đại viên mãn. Nếu tiếp tục đột phá thì có thể đạt tới hắc cương thi so cùng với trúc cơ, linh dược tốt như vậy, dành cho huyết tử thì phí quá. Nếu luyện ra rồi mà dùng cho bộ cương thi này của ta, chẳng phải là rất tốt sao. Nhưng nếu không làm khéo, sẽ dễ bị nhìn ra manh mối. Bạch tiểu thuần sờ cầm, nhìn phương thuốc, mắt lộ kỳ mang rồi lại tiếp tục nghiên cứu. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng lên, phát ra tiếng cười khạch khạch. Trình tự luyện dược ban đầu không thay đổi, chỉ cần tại bước cuối cùng tiến hành một ít thay đổi để luyện ra một bộ tử mẫu nghịch huyết dưỡng thi đan. Sau khi 49 bộ luyện thi kết ra đan, lấy bộ lục mau cương thi làm lò luyện, sau khi thành đan, tách ra tử đan đưa cho huyết tử. Nếu hắn thật sự làm cho bộ luyện thi kia đột phá thì lúc nào nó cũng có thể bị lục mau cương thi của ta điều khiển. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, mặt mày hớn hở, ngửa mặt lên trời cười to. Đối với phương thức luyện dược thế này, hắn rất kích động. Hắn nhìn chung quanh, cười kinh thường. Đây là muốn kiểm tra ta mà. Muốn luyện loại nghịch huyết dưỡng thi đan này cũng không phải dựa vào lò đan cùng huyết hỏa thạch. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút liền đoán ra phương thuốc này là một bài kiểm tra. Nếu như hắn đọc không hiểu thì rõ ràng là giả vờ, càng không thể luyện được. Chỉ khi thấy mình hiểu được cách luyện thì bọn hắn mới chính thức mở ra khu vực luyện đan. Vì vậy, hắn đứng dậy đi ra ngoài gọi đại trưởng lão thi phong tới. Sau khi thông báo với đại trưởng lão việc hắn cần 49 bộ luyện thi và nhiều hơn nửa huyết hỏa thạch cùng thảo dược, hắn thấy đại trưởng lão không có chút nào ngạc nhiên mà ngược lại lão rất vui, cười hạch hạch. Lão bấm niệm pháp quyết rồi chỉ vào động phủ luyện dược động phủ lập tức chấn động, mở ra một lối đi, theo lối này đi xuống, rõ ràng là một cung điện dưới mặt đất. Bên trong cung điện có một hồ máu, xung quanh hồ máu lại có 49 bộ cương thi ngồi khoanh chân, sát khí ngưng trọng phả tới mặt. Sau khi nhìn hết thảy, Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất trầm lên, vẻ mặt không vui, đại trưởng lão của thi phong ôm quyền, cúi đầu nói, dạ tán lão đệ, đây mới thực sự là chỗ luyện dược hắn đã hoàn toàn công nhận trình độ luyện đan của bạch tiểu thuần phải biết rằng phương thuốc kia thi phong huyết tử đã cho rất nhiều dược sư xem qua nhưng đa phần không hiểu chỉ có huyết tử nhờ đọc một ít sách của thi phong mới biết được phương pháp luyện chế chính thức trong khi đó giả dạ tán chỉ cần nửa tháng đã nhìn thấu điểm mấu chốt nên làm cho đại trưởng lão rất kích động nhìn thấy bạch tiểu thuần không vui hắn vội vã khách khí ôm quyền giải thích một phen sau đó lại lấy ra không ít dược thảo mới khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hòa hoãn một chút. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, ngươi ra ngoài đi, không được sự đồng ý của ta, không ai được phép vào đây. Thi phong đại trưởng lão ôm quyền, đi nhanh ra khỏi địa cung. Đối với việc giả dạ tán có thể luyện thành nghịch huyết dưỡng thi đan, hắn lại tin tưởng thêm vài phần, thậm chí sau khi rời khỏi, hắn chần chừ một chút rồi dứt khoát khoanh chân ngồi xuống bên ngoài biên giới khu vực này. Lão phu muốn đích thân thủ hộ chỗ này, phòng ngừa có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Thi phong đại trưởng lão thở sâu, hạ quyết tâm, khoanh chân ngồi xuống, thậm chí hắn còn triệu hoán 10 vị huyết sắc trưởng lão của thi phong tới đây, vây quanh bốn phía, hộ pháp cho bạch tiểu thuần luyện dược, loại đại ngộ thế này, chỉ có huyết tử mới có thể hưởng thụ, bạch tiểu thuần không để ý đến chuyện bên ngoài. Trong cung điện dưới mặt đất, hắn đi một vòng xung quanh, trong lòng kích động, Hắn luyện dược đã nhiều năm nhưng cho tới bây giờ vẫn còn chưa từng luyện qua thứ đại đan này, lục giai trở lên, chính là đại dược. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, dù là ở đây có hơn 40 bộ luyện thi, sát khí dày đặc nồng hậu nhưng hắn chẳng thèm để ý đến, giờ phút này chỉ quan sát huyết hồ, bên trong hồ là huyết thủy, chính là dùng nước sông Thông Thiên Hà dung hợp cùng huyết khí nồng đậm mà thành, lại thêm vào rất nhiều dược thảo trân quý để tạo thành dược dịch, nước thuốc đặc biệt của thi phong còn về 49 bộ luyện thi xung quanh, mỗi con đều được lựa chọn kỹ càng, tuy rằng chỉ là bạch cương thi nhưng toàn bộ đều tương đương với ngân khí đỉnh phong, hơn nữa, toàn thân trên dưới đều không có một vết thương nào, thi khi lại rất nồng đậm. Sau khi xem xét kỹ, Bạch Tiểu Thuần rất lấy làm hài lòng liền khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Sau một ngày khi tinh lực bản thân đã đạt tới đỉnh phong, hắn bỗng nhiên mở mắt, phất tay phải. Lập tức, dược thảo từ trong túi trữ vật bay trôi nổi giữa không trung bị bạch tiểu thuần cách không bóp nát dược thảo lập tức vỡ vụ hóa thành chất lỏng dược thảo từng cây từng cây không ngừng được dung hợp vào nhau bạch tiểu thuần hai mắt không chớp chăm chú quan sát không ngừng vận dụng phương pháp vạn vật thảo một để phân tích nghiên cứu sau khi đảm bảo là không còn gì đáng ngại nữa hắn mới dung nhập những dược dịch này vào thân thể một con luyện thi dược dịch như có linh tính vừa chạm vào cương thi liền nhanh chóng chui vào thân thể cương thi 49 viên thi đang nhìn có vẻ giống nhau, nhưng thật ra từng viên một đều có những khác biệt tinh vi. Nhìn chung mà nói, mỗi viên đều có một chỗ không hoàn mỹ, một lỗ hổng, đây vẫn chưa phải là chỗ khó nhất. Cái khó chính là, mỗi lỗ hổng của 49 viên thi đan này đều không giống nhau, để cuối cùng khi ngưng kết lại chúng mới có thể bổ sung nhau mà hình thành đại đan. Trên trán Bạch Tiểu Thuần mồ hôi đã nhỏ xuống nhưng hắn không chú ý đến, chỉ đắm chìm trong luyện dược, thời gian trôi mau thấm thoát đã qua nửa tháng bạch tiểu thuần luyện dược rất yên tĩnh theo thời gian tu sĩ ở thi phong cũng bắt đầu yên lòng ngày càng nhiều người cảm thấy chuyện tình ở trung phong trước đây chỉ là chuyện bé xé ra to luyện đang thôi làm gì có cái gì kinh khủng lại qua một tháng toàn bộ thi phong vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh đệ tử thi phong lại càng thêm yên tâm đến cả tu sĩ trung phong cũng bắt đầu kinh ngạc sau khi nghe nói giả dạ tán đi thi phong bọn hắn nguyên bản còn có ý định xem náo nhiệt nhưng giờ đây hai tháng đã trôi qua, thi phong vẫn như ban đầu không có bất kỳ biến hóa nào. chuyện này không khỏi khiến cho đám người trung phong đều cảm thấy không cam lòng, vì cái gì mà chỉ có chúng ta gặp chuyện không may? ôn ma sang thi phong, thi phong lại chẳng việc gì, sao lại không có nổ lò, sao lại không có tiêu chảy? chúng ta không phục, chẳng lẽ ôn ma đổi tính? lại qua thêm nửa tháng, tu sĩ thi phong đã yên tâm hoàn toàn thậm chí không ít người đều đã quên chuyện Bạch Tiểu Thuần đang luyện đan, nhưng người của Trung Phong thì không. Bọn hắn từng tên một trơ mắt nhìn Thi Phong, tự hồ như nếu không nhìn thấy Thi Phong gặp chuyện suối quẩy thì tuyệt không chịu bỏ qua. Chính thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng hoàn thành bước thứ nhất của việc luyện chế nghịch huyết dưỡng thi đan. Hắn đã gieo đầy đủ dược thảo vào thi thể của 49 con cương thi, bắt đầu dùng huyết hỏa thạch thôi thúc nhiệt độ khiến huyết thủy trong huyết hồ sôi cuồn cuộn, rồi đem 49 bộ luyện thi nhấn chìm trong hồ. Lại qua một tháng, đệ tử Trung Phong đã tuyệt vọng hoàn toàn, từng tên một bi phẫn, cảm thấy thật bất công, cảm thấy giả dạ tán thật không xứng danh ôn ma. Ngay khi ấy, chuyện bất ngờ xảy ra, 49 bộ luyện thi, từng cái một bắt đầu khô héo rồi héo rũ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn tinh thần, bấm niệm pháp quyết liên tục điều khiển từng viên thi đang màu xám từ trong huyết hồ bay ra, thời điểm mấu chốt đã đến. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tâm niệm truyền lệnh. Con lục mau cương thi vốn vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa sau lưng hắn lập tức mở mắt, trên người mọc ra 49 cái rễ lan thẳng đến 49 viên thi đan, xuyên thủng và hút lấy, 49 viên thi đan lập tức héo rũ, hóa thành tro bụi. Tất cả tinh hoa đều bị lục mau cương thi hút lấy, bị dung nhập vào trong thi thể, rồi hóa thành 49 sợi khí tức chạy liên tục. Bạch tiểu thuần thần sắc ngưng trọng lập tức đi đến bên lục mau cương thi, nhấc tay phải cách không đánh đến, hiển nhiên là lấy thân thể lục mau cương thi làm lò đan để luyện 49 sợi thi khí thành nghịch huyết dưỡng thi đan. Theo tay hắn đánh, thân thể của lục mao run rẩy, thần sắc vạn vẹo, từng luồng khí tức bạo ngược từ trong thi thể liên tục khuếch tá ra. Bạch tiểu thuần tóc tai rối bời, trong mắt lộ vẻ căng thẳng, tay phải vung mạnh. Lục mau cương bay đi, rơi vào huyết hồ, cương thi vừa rơi xuống, huyết hồ lập tức sôi trào. Bạch tiểu thuần nhích động, bay lên cao, ngồi khoanh chân, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, liên tục chỉ vào lục mau cương. Mỗi lần chỉ, huyết hồ đều nổ vang lên, rất nhiều huyết khí chui vào thi thể lục mau cương. Ba ngày trôi qua rất nhanh, trong cơ thể lục mau cương, 49 sợi thi khí vẫn không cách nào dung hợp vào nhau được. Mỗi lần muốn dung hợp đều tự động tiêu tán, mà trong ba ngày qua, thi thể lục mau cương héo rụi nhanh chóng, thậm chí nhiều nơi đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nó càng lúc càng dãy dụ mãnh liệt, răng nanh, móng tay, gai xương, lông xanh, toàn bộ đều hiện trở ra, liên tục vặn vẹo nhưng chẳng nên chuyện gì, sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nếu cứ tiếp tục, toàn thân lục mau cương sẽ tan vỡ, khi đó luyện đan sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, hắn bỗng nhiên giơ tay hải nhấn lên mi tâm, giữa trán. Lập tức, nơi mi tâm liền hiện ra một khe hở, thông thiên pháp nhãn liền hiển lộ. Liếc mắt xem qua, Bạch Tiểu Thuần lập tức thấy bên trong cơ thể Lục Mao cương ngoài 49 sợi thi khí kia còn có rất nhiều khí tức hỗn tạp khác, những khí hỗn tạp không thuần nhất đến từ chính huyết thủy trong huyết hồ. Thứ huyết thủy này mặc dù là dược dịch trân quý của thi phong, nhưng bây giờ trong mắt Bạch Tiểu Thuần lại thấy thứ này bị pha tạp nhiều lắm, đây mới chính là mấu chốt, nhưng thứ này đã ô uế lục mao cương khiến cho thi khí không cách nào dung hợp được, chết tiệt. Huyết thủy dược dịch này sao lại pha tạp kém tinh thuần như thế? Bạch Tiểu Thuần có chút nóng nảy. Hắn không biết là huyết thủy dược dịch này đã là tinh hoa hiếm có rồi. Huyết thủy mà các tu sĩ khác dùng để luyện thi càng là tạp loạn hơn nữa, sở dĩ có chuyện này cũng vì Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện Bất Tử Trường Sinh công. Bất tử huyết khí của hắn mới là chính tông nhất. Trong ánh mắt hắn, tự nhiên sẽ cảm thấy huyết hồ này là hỗn tạp, chỉ đành tìm cách tinh lọc nhanh chóng thôi. Không còn thời gian để chậm trễ nữa chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo liệt. Mắt thấy lục mau cương sắp chống đỡ không nổi, bạch tiểu thuần nghiến răng, phất tay phải, hiện ra trên trăm loại dược thảo, trong mắt tinh mang chớp lóe, lộ vẻ tính toán thôi diễn, lấy vạn vật thảo một thuật pháp không ngừng cải biến dung hợp những dược thảo này để tạo thành một cổ lực lượng thiêu đốt kinh khủng, cho đến khi trên trăm loại dược thảo hoàn toàn ngưng kết lại một chỗ, hắn giơ tay chỉ một phát xuống hồ, các dược thảo này lập tức hóa thành dược dịch, rơi xuống. Dược dịch vừa chạm mặt hồ, làm như cả hai có sự bài xích mãnh liệt lẫn nhau, nên liền trực tiếp bộc phát, bùng cháy thành ngọn lửa màu đen bao trùm cả huyết hồ. Không phải chỉ thiêu đốt trên mặt hồ mà toàn bộ huyết thủy trong hồ cũng như bị bốc cháy. Theo đó, một lượng lớn hắc khí khuếch tán ra, liên tục dung nhập vào vách tường bốn phía. Còn huyết thủy trong huyết hồ cũng sụt giảm đi nhanh chóng. Loại thủ đoạn này ẩn chứa rất nhiều tai hại, có thể nói chính là hành động lỗ mãng bậc nhất. Nhất là thứ hắc khí tràn ra kia rất khó tiêu tán lại dơ bẩn cực kỳ, nhưng Bạch Tiểu Thuần không có thời gian để lo lắng nhiều như vậy, giờ khắc này hắn chỉ dốc sức thiêu đốt huyết hồ. Thời gian dần qua, càng lúc càng nhiều hắc khí dung nhập vào vách tường xung quanh, khuếch tán ra. Toàn bộ thi phong, cùng với hắc khí khuếch tán ra, màu sắc ngọn lửa bên trong huyết hồ cũng chuyển dần từ đen thành tím, rồi cuối cùng trở thành màu đỏ. Lúc này, huyết thủy trong huyết hồ đã giảm đi khoảng 9 phần 10 chỉ còn lại một phần, dù rằng vẫn còn có pha tạp, nhưng miễn cưỡng đã có thể sử dụng. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, giơ tay chỉ, lập tức huyết thủy còn sót lại hướng thẳng đến lục mao cương, dung nhập vào cơ thể nó. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, 49 sợi thi khí vốn thủy chung không dung hợp trước đây bỗng nhiên ngưng tụ về một chỗ, từng sợi một dung hợp lại tạo thành một vòng xoáy ở trong đan điền lục mao cương nhanh chóng cuộn tròn lại, mơ hồ như muốn hóa thành đại đan bạch tiểu thuần phấn chấn nhìn không dời mắt sau khi hóa giải toàn bộ nguy cơ luyện dược thất bại cả người hắn tóc tai rối bù đột nhiên hắn chợt nhớ đến những hắc khí đã tản ra bên ngoài kia chắc không có chuyện gì đâu bạch tiểu thuần ngẩng đầu nhìn vách tường có chút chột dạ những hắc khí kia ẩn chứa bên trong quá nhiều các pha tạp ngay đến hắn cũng chẳng biết khi hòa nhập vào nhau sẽ gây nên hậu quả gì nhớ tới việc Trước khi luyện dược mình cũng đã nhiều lần rào đón và huyết tử cùng đại trưởng lão cũng đã nhiều lần cam đoan, rằng hết thảy mọi chuyện đều không là vấn đề, Bạch Tiểu Thuần cũng yên tâm đi. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên túi trữ vật, sờ nắng lệnh bài mà Tống gia lão tổ đã ban cho, lòng cảm thấy an ổn không ít, vì thế hắn lại cúi đầu tiếp tục chìm trong luyện dược. Trong cùng thời khắc này, toàn bộ thi phong lại xuất hiện một ít sự tình rất kỳ quái, không thể tưởng tượng được xuất hiện sớm nhất là chuyện một tu sĩ thanh niên đang luyện chế cương thi sắc mặt lạnh lùng đang chăm chú nhìn con cương thi chìm trong huyết trì ao máu bấm niệm pháp quyết quẩn dưỡng vô thanh vô tức từng tia khí tức vô hình bỗng từ các vách tường xung quanh lan tràn ra rất nhanh tu sĩ thanh niên thân thể chấn động trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt ngừng bấm niệm pháp quyết đứng lên thần sắc nghiêm túc chưa từng có đi ra khỏi động phủ ra tới ngoài lại bấm quyết giơ tay chỉ xuống mặt đất khoét ra một cái hố, hắn nhảy vào trong hố rồi hốt bùng đất xung quanh lấp lại, tự đem chung nửa người vào hố, nửa thân trên bên ngoài, lại giơ hai tay lên trời, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi đung đưa, chuyện tình quỷ dị thế này, rất nhanh đã lan rộng ra toàn bộ thi phong. Từng tên tu sĩ của thi phong đi ra khỏi động phủ, trong bọn họ, có kẻ thì thần sắc nghiêm nghị, có kẻ thì lại gào rú, còn có kẻ lại vui đến phát cuồng, hơn nữa còn có một số tên hoa chân múa tay, ngửa mặt lên trời cười to, không được nhúc nhích, nếu cử động, ta liền tiêu diệt ngươi. Một tên tu sĩ rống to, thần sắc vặn vẹo, chỉ vào một cây đại thụ, không ngừng gào rú, ha ha, cuối cùng ta cũng kết đan rồi, từ nay về sau, ta chính là thái thượng trưởng lão. Ở đằng xa, một tên tu sĩ tóc tai bù xù, lúc này đang ngửa mặt lên trời cười to, còn có một tu sĩ, toàn thân mang đến một loại cảm giác cứng rắn cho người khác hắn đang đứng không nhúc nhích trước mặt luyện thi của mình trong miệng phát ra từng trận gào rú dường như trong mắt hắn bản thân đã trở thành luyện thi mà luyện thi của hắn thì lại trở thành chủ nhân rồi những màn quái dị như vậy có thể tùy ý thấy được ở khắp nơi một số tu sĩ vẫn còn bình thường lúc này đang nhao nhao biến sắc vẻ mặt hoảng sợ nhìn thấy tất cả mọi việc xung quanh người nào cũng run run mái đầu chuyện gì đang xảy ra trời ạ à, bọn hắn đều bị làm sao vậy chết tiệt Xảy ra chuyện gì? Những tu sĩ bình thường này, từng người đều cảm thấy mình sắp điên rồi. Trong sự hoảng sợ đó, từng màn đang diễn ra ở bốn phía khiến cho bọn họ, từng người một, bất tri bất giác cũng đã xuất hiện thần sắc mờ mịt, Hứa Tiểu Sơn cũng ở trong đám người, cả cảm thấy tất cả mọi việc trước mắt đều quá kinh khủng. Lúc này gã chạy vội, rất nhanh đã đi đến phía trước một tảng đá lớn. Mang theo thần sắc hoảng sợ, gã cúi đầu nói với tảng đá này: Ngươi có thấy không, chỗ chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi, tất cả đệ tử đều đã bị mê hoặc. Không được, chúng ta phải đi báo cho đại trưởng lão, ồ, tại sao ngươi không nói chuyện? Hứa tiểu sơn hơi sửng sốt, hung tợn nhìn về phía tảng đá lớn kia, ngươi. Ngươi cũng gặp ảo giác rồi hả? Hứa tiểu sơn mang theo thần sắc bi ai, thân thể lướt bay ra, khi đi đến trước mặt một cổ luyện thi, bỗng nhiên thân thể gã lại rung lên, lão tổ lão tổ ngài đã tới nơi đây xảy ra chuyện lớn tất cả mọi người đều gặp ảo giác rồi trong lúc hứa tiểu sơn không ngừng kinh hô thì cách đó không xa lại có một tên tu sĩ thi phong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to gã đang nhìn bốn phía xung quanh một cách khinh miệt và ngạo nghễ huyết khê tông nhỏ bé mà cũng dám đấu với bạch tiểu thuần ta ư nói cho các ngươi biết ta chính là bạch tiểu thuần thiên đạo trúc cơ bạch tiểu thuần tiếng cười của tên tu sĩ này mang theo vẻ ngông cuồng hắn đi vào giữa đám đông liên tục nói với tất cả mọi người mình chính là bạch tiểu thuần toàn bộ thi phong thực sự đã đại loạn rồi thi phong đại trưởng lão cùng mấy vị huyết sắc trưởng lão từng người một biến sắc lúc này đều chạy hết ra sau khi nhìn thấy một màn như vậy liền đồng loạt hít vào khẩu khí chuyện gì đang xảy ra lúc mà đại trưởng lão đột ngột vận chuyển tu vi toàn thân thì ở trên trời thi phong huyết tử cũng xuất hiện ngơ ngác nhìn màn lộn xộn này, gã chỉ cảm thấy trong ù ù trong đầu, gây ảo giác. Trong mắt gã lộ ra vẻ không thể tưởng nổi. Ngay tại lúc gã đang lẩm bẩm, thì bước chân của mấy vị huyết sắc trưởng lão cũng đều ngừng lại, thần sắc trở nên mờ mịt. Một vị huyết sắc trưởng lão ôm đầu, và khóc, còn có một vị lại ngồi sổng người xuống, hai tay để ở trên lỗ tai, nhìn khắp mọi nơi, không ngừng mà nhảy về phía trước, phản phất như một con thỏ, còn có cả một vị chạy ra ngoài, đi đến cửa ra vào của một đồng phủ sau khi thấy được một thanh niên đang tự chôn nửa cơ thể mình lão lập tức liền đi tới gần rồi ngồi xổm xuống không hề nhúc nhích thần sắc nghiêm nghị tất cả những chuyện này đã làm da đầu của huyết tử và đại trưởng lão phải rung lên bọn họ đột ngột nhìn đến chỗ luyện đan của bạch tiểu thuần lộ ra vẻ rung động chẳng lẽ nguyên nhân là do giả tán luyện dược cho dù là luyện dược cũng không kinh người đến mức như vậy chứ thi phong đại trưởng lão hít vào khẩu khí Lão vừa nói được một nửa, bỗng nhiên thần sắc lại lộ ra chút mờ mịt, lão gầm nhẹ một tiếng, cả người bay lên, thỉnh thoảng lại trùng kích về phía mặt đất, khi thì tóm lấy một tu sĩ, lúc đó lão phát ra những tiếng kêu kỳ quái, rồi lại ném đi một cách hung tợn, dường như lão cảm thấy mình đã trở thành một con lão ưng. Lúc này lão đang rong ruổi trên bầu trời, ánh mắt sắc lẹm nhìn từng tên tu sĩ ở phía dưới, không ngừng mà lao xuống, da đầu của huyết tử như muốn nổ tung, thân thể gã bay vọt lên, không dám tới gần thi phong, trong mắt lộ ra sự sợ hãi và rung động. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, những người chú ý đến thi phong nhất, chính là tu sĩ của Trung Phong. Bọn họ là những người đầu tiên phát hiện ra thi phong có biến, từng người một bay lên rồi trông từ phía xa. Sau khi thấy được những hình ảnh quỷ dị kia, tất cả mọi người đều hít vào khẩu khí, đồng loạt lùi ra đằng sau, không dám tới gần chút nào. Ông ma rốt cuộc đã bạo phát, quá kinh khủng, bọn họ đang làm sao vậy chẳng lẽ là gặp ảo giác loại gây ảo giác này hẳn là có thể kích phát dục vọng nào đó từ đáy lòng trời ạ à, tên kia lại nói mình là bạch tiểu thuần dục vọng trong đáy lòng của hắn là cái gì trở thành bạch tiểu thuần ư tống khuyết cũng bay ra khi nhìn qua thi phong gã liền hít vào khẩu khí sắc mặt biến hóa gã liếc mắt đã thấy được hứa tiểu sơn lúc này hứa tiểu sơn đang ở trên thi phong với vẻ mặt cung kính hắn quỳ gối ở trước mặt một cổ luyện thi hô to là lão tổ sau đó rất nhanh hứa tiểu sơn lại đi đến một nơi trống trải hắn ngã phịch xuống liền bất động rồi chẳng những là đệ tử trung phong cảm thấy quỷ dị ngay cả tu sĩ vô danh phong và thiếu trạch phong rất nhanh cũng đã nhận ra sự không thích hợp bọn họ liền nhao nhao xuất hiện sau khi chứng kiến một màn của thi phong tất cả đều hít vào khẩu khí người ở thi phong điên rồi đó là ai lại đang đùa dẫn luyện thi của chính mình, đó không phải là thi phong đại trưởng lão ư. Sao mà lão lại hót như chim thế, chẳng lẽ lão tự coi mình là lão ưng? Trời à, lão lại còn lao xuống rồi tóm lấy một vị huyết sắc trưởng lão, ồ, vẫn chưa bắt được, vị huyết sắc trưởng lão kia, chẳng lẽ lại thấy mình là thỏ, cái tên tự chôn nửa cơ thể kia, hắn đang làm cái gì vậy? Bên cạnh hắn còn có một vị huyết sắc trưởng lão ngồi im không nhúc nhích nữa chứ. Khi mà tất cả đệ tử của ba phong khác đều trợn mắt há mồm, thì lúc này, Tống Quân Nguyễn cũng xuất hiện trên không trung, vừa nhìn đến thi phong, nàng liền hít vào khẩu khí. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ của Trung Phong cũng nổi lên những suy nghĩ cực kỳ phức tạp đối với giả tán. Bọn họ cảm thấy giả tán vẫn còn tốt với Trung Phong lắm, ít nhất thì cũng chỉ là nổ lò đan, chỉ là tiêu chảy, mà không phải chuyện khủng bố như ở thi phong. Trái lại, thi phong huyết tử khóc không ra nước mắt, cả ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ này cả người cũng muốn điên rồi những người ở đây đều rung động thậm chí khi tổ phong phát hiện ra thì bên trên thi phong tên thanh niên tu sĩ tự chôn nửa người kia hai tay vẫn luôn chập chờn hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vị huyết sắc trưởng lão đang ngồi bất động bên người hơi chần chừ một chút hắn mở miệng hỏi xin hỏi ngươi cũng là tiên thảo sao thanh niên này thật sự quá tò mò rồi hắn chú ý đối phương đã lâu nhưng phân biệt nửa ngày cũng không nhận ra, lúc này hắn đang vô cùng khó hiểu, ngươi sai rồi, ta là một quả trứng tiên điểu. Vị huyết sắc trưởng lão kia nghe thấy vậy, với vẻ mặt bình tĩnh, lão liền trả lời lạnh nhạt, chim tiên. Thời điểm thắp thi phong đang đại loạn, thì bên trong cung điện dưới lòng đất, bạch tiểu thuần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cổ lục mau cương của hắn rung lên, liền xuất hiện hai viên đang dược ở vị trí đang điền, một viên lớn và một viên nhỏ, Tất cả đều là nghịch huyết dưỡng thi đan, nhưng viên nhỏ chỉ là tử đan. Với thần sắc phấn khởi, tay phải bạch tiểu thuần bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái, lập tức tử đan bay ra, trực tiếp được hắn thu vào trong một bình thuốc. Sau khi nhìn kỹ, bạch tiểu thuần có chút kích động, đã thành. Đối với việc bản thân có thể luyện chế ra đan dược như vậy, bạch tiểu thuần rất có cảm giác tự hào. Sau khi thu lại lục mau cương, lúc này hắn liền mở cửa cung điện, đi ra ngoài. Vừa đi khỏi động phủ, việc đầu tiên của Bạch Tiểu Thuần là nhìn quanh bốn phía. Hắn nghe thấy bên ngoài rất ầm ĩ, nhưng lại thấy người nào ở bên ngoài động phủ, vì vậy liền yên lòng, xem ra đám hắc khí kia cũng không có gì. Trên đường, Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa cảm khái. Bỗng nhiên bước chân của hắn ngừng lại, hắn thấy một vị huyết sắc trưởng lão ở đằng xa đang nhảy nhót ở trước mặt mình, Bạch Tiểu Thuần hơi ngẩn ra, hắn cảm thấy dường như xuất hiện ảo giác. Sau khi dụi mắt, hắn liền hải hùng khiếp phía mà tiến về phía trước, dần dần, hắn thấy được một tên tu sĩ trúc cơ, đang cùng tiếu mà oanh kích một cây đại thụ, lại thấy được một thanh niên đang đi bằng hai tay, thậm chí hắn còn thấy một tu sĩ lạ lẫm, tên này cười kiêu ngạo rồi tự xưng là Bạch Tiểu Thuần, gã đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, kẻ này lại trừng mắt một cái, biết ta không? Ta là Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, cảm thấy da đầu mình tê dại. Thời gian dần trôi qua, hắn thấy tất cả đệ tử Thi Phong, thấy từng bóng người quỷ dị, bọn hắn bị làm sao vậy? Điên hết rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá kinh khủng. Khi hắn đang muốn tranh thủ thời gian rời đi, thì lại thấy Hứa Tiểu Sơn ở phía trước, gã đang nằm yên bất động ở nơi đó. Đối với Hứa Tiểu Sơn, Bạch Tiểu Thuần vẫn coi là bằng hữu, vì vậy hắn liền chạy nhanh qua, nhưng khi đến gần Hứa Tiểu Sơn, hắn vừa muốn nhìn thử hứa tiểu sơn bỗng nhiên lại mở mắt ra đừng có lay ta mọi người ở thi phong điên rồi cả đám đều gặp ảo giác lúc nãy ta lại đi nói chuyện với một tảng đá lớn lại còn nhìn nhầm một cổ luyện thi thành lão tổ cũng may tư chất của hứa tiểu sơn ta không tầm thường bảo vật rất nhiều cho nên mới khôi phục lại được ngươi không điên bạch tiểu thuần lập tức kinh hỉ ngươi hãy mau rời khỏi đây không cần phải quan tâm đến ta Ta hoài nghi rằng tất cả mọi chuyện này đều có liên quan với con lão ưng trên bầu trời kia. Ta muốn kéo nó xuống, tiêu diệt nó, tất cả liền tốt rồi. Trong lúc hứa tiểu sơn nói nhỏ, thì đôi mắt sắc bén của gã cũng nhìn chầm chầm lên bầu trời. Theo bản năng, bạch tiểu thuần ngẩng đầu, hắn chỉ cảm thấy ù ù trong đầu. Hắn thấy thi phong đại trưởng lão lúc này đang gian rộng hai tay, bay tới bay lui trên bầu trời, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào rú. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, nhìn quanh bốn phía. Khi mà hắn đang mờ mịt, thì mọi người bên ngoài Thi Phong cũng đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần, đôi mắt của mọi người đều co rụt lại, nhất là Thi Phong huyết tử, ánh mắt gã lộ ra sát khí ngập trời, trống to dữ dội, dạ tán. Thi Phong huyết tử trống lên trung trời, lúc này huyết quang quét tán khắp người, gã hóa thành một luồng cầu vồng, phóng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, tốc độ của gã cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần không đến 50 trượng bạch tiểu thuần thầm cả kinh khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng của thi phong huyết tử trong lòng liền kinh hoàng lúc mà hắn đang muốn bỏ chạy thì bỗng nhiên hứa tiểu sơn trên mặt đất lại ngửa mặt lên trời cười to hai mắt gã sáng lên cơ thể nhảy bật lên một cái không kéo lão ưng xuống được nhưng kéo đến một con huyết kê coi như cũng đáng giá hứa tiểu sơn hét lớn một tiếng phóng thẳng lên nhào tới ôm chặt lấy huyết tử phong nhai thừa dịp này bạch tiểu thuần tranh thủ bỏ chạy lúc bay lên có chút tức giận phong nhai trước khi ta luyện dược đã nói với ngươi có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề chính miệng người cũng đã nói là cứ yên tâm hết thảy bây giờ ngươi muốn lại làm gì ngươi tuy là huyết tử nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng giả dạ tán ta sợ ngươi bạch tiểu thuần sau khi bay lên thì hướng về thi phong huyết tử gầm nhẹ trong lòng hắn đang căng thẳng giờ phút này là đang gắn gượng bày ra bộ dạng tức giận cành hông sát khí trên thân cũng vì thế mà tản ra hắn nhấc tay phải giơ lên trong tay xuất hiện một bình thuốc đây là tứ giai nghịch huyết dưỡng thi đan mà ngươi cần bạch tiểu thuần nói thi phong huyết tử phong nhai cũng đã chế trụ được hứa tiểu sơn lúc nhìn về bạch tiểu thuần lúc ánh mắt quét qua bình thuốc trong tay hắn miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng đúng là lúc trước hắn đã nói vậy nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như bây giờ nhưng hắn thân là huyết tử tính cách cũng có phần lãnh khốc giờ phút này hai mắt nheo lại cơn giận nháy mắt đã tiêu tan trên mặt lộ vẻ tươi cười là phong mổ có chút lỗ mãn giả dạ tán sư đệ việc này không quan hệ gì với ngươi chỉ cần linh dược không có vấn đề tất cả những gì đã hứa hẹn khi trước phong mổ nhất định làm được bạch tiểu thuần cũng không sợ đối phương nuốt lời tay phải ném bình thuốc bay về phía thi phong huyết tử phong nhai đón bắt lấy sau khi mở bình ra xem lập tức động dung nội tâm cuồng hỉ còn chuyện nhiễu loạn ở Thi Phong, hắn dù rằng cũng đau đầu nhưng giờ đây thấy Đan dược đã luyện thành, đã có được cái này thì hết thảy mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Đa tạ. Thi Phong huyết tử mở miệng cười, trong mắt ẩn chứa hàng mang, thân hình nhoáng lên thẳng đến Tổ Phong, muốn đi nhờ Thái thượng trưởng lão ở Tổ Phong giúp hóa giải tình hình hỗn loạn của Thi Phong. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương đi xa, trong lòng cười lạnh, cảm thấy Thi Phong huyết tử thật là không phân tốt xấu, chính mình rõ ràng đã giúp hắn luyện chế Đan dược thế nhưng vẫn rành rành một ánh mắt ẩn chứa hàng mang. Hừ, cũng may bạch tiểu thuần ta tuy là người chân thật, nhưng còn được cái thông minh. Nghịch huyết dưỡng thi đang kia ngươi không dùng thì thôi, một khi dùng, luyện thi của ngươi phải tuân theo lệnh của ta. Bạch tiểu thuần liên tưởng đến cảnh mình có thể khiến cho thi phong huyết tử tan thành mây khói, thì lòng đắc ý hất càm lên, ánh mắt quét qua những người xung quanh. Tu sĩ của ba ngọn núi khác bị ánh ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần quét tới, nội tâm liền chấn động, vội vã lùi lại, lộ ra thiện ý, hướng bạch tiểu thuần ôm quyền. Đối với giả dạ tán này, bọn hắn đã hải hùng triệt để, khi bọn hắn nhìn lại, loại phương pháp luyện dược này đã siêu việt hơn cả thần thông, giết người vô hình. Ai da, ta thật là ưu tú, đi tới chỗ nào cũng đều bị người khác nhìn mình như thế, thật là đau đầu a. À. Bạch Tiểu Thuần đang nghe truyện trên TV audio CV càng đắc ý, đương lúc cảm khái chợt ánh mắt hắn trực diện cùng ánh mắt Tống Quân Uyển. Thấy Tống Quân Nguyễn nhếch môi cười lạnh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lạnh lạnh sau lưng, cái kia. Tống tỷ tỷ, hiện tại đã biết gọi tỷ tỷ. Tống Quân Nguyễn cười lạnh, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi hừ một tiếng, quay người hướng về Trung Phong. Những người ở bốn phía xung quanh nhìn nhau rồi cũng đều ly khai, trong phút chốc, giữa không trung chỉ còn lại Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần có chút rầu rĩ. Trong ánh mắt Tống Quân Nguyễn khi đó, rõ ràng để lộ hàm ý, hãy đợi đấy. Nghĩ đến chuyện Tống Quân Nguyễn sau này sẽ lại có nhiều trò hành hạ mình, Bạch Tiểu Thuần không khỏi than thở, nhưng, hắn cũng không thể không quay về. Lúc này mặt mày ủ rũ, len lén quay về động phủ ở Trung Phong, ngồi trong động mà không ngớt buồn phiền, làm sao bây giờ? Tống Quân Nguyễn này vì sao lại thù ta như thế, chẳng phải ta đã trở về đó sao? Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt chân mày, suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì để hòa hoãn quan hệ với Tống Quân Nguyễn mấy ngày đã trôi qua, khi bạch tiểu thuần vẫn còn đang vắt óc nghỉ suy thì sự huyễn loạn ở thi phong đến nhanh rồi đi cũng nhanh. những tu sĩ kia lần lượt khôi phục lại, mờ mịt nhìn xem bốn phía, rồi từ từ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, lập tức không ít người phát ra thanh âm thê lương. Dạ táng, ta với ngươi thề không đội trời chung. a a a, Dạ táng, ta phải giết ngươi, nhất là mấy tay huyết sắc trưởng lão, càng là bi phẫn quốc ức, toàn bộ liền bế quan. Khi phong đại trưởng lão, sau khi tỉnh táo thì bi thương ngửa mặt nhìn trời, từ nay về sau quyết không muốn thấy có người đứng trước mặt hắn nhắc đến hai chữ diều hâu. Lựa chọn bế quan, thế nhưng chuyện này vẫn còn chưa tính là gì. Có một đệ tử trong cơn huyễn hoặc đã tự cho mình là một cái thi thể, thiếu chút nữa đã đem mình đi luyện. Sau khi thức tỉnh, thanh âm thê thảm của hắn cứ quanh quẩn khắp bốn phương, dù là rất muốn đi diệt dạ tán, thế nhưng bọn người này không thể bước vào trung phong, khiến cho từng tên một đều muốn phát điên nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Chỉ sau vài ngày, danh xưng ôn ma giả dạ tán đã lần nữa chấn nhiếp toàn tông, ôn ma tên hiệu, vang danh thiên hạ. Những chuyện này, Bạch Tiểu Thuần, sau khi nghe được cũng không khỏi cảm xúc, một mặt thì thấy đám đệ tử huyết khê tông thật quá bạo ngược, mặt khác lại cảm thấy cao tầng huyết khê tông đối với chính mình thật tốt, mình đã làm ra chuyện lớn như vậy thế mà vẫn không có việc gì. Về chuyện Tống Quân viễn Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến một biện pháp, chỉ có thể tặng quà. Bạch Tiểu Thuần sau khi suy nghĩ thật lâu thì thở dài. Vì vậy, nơi động phủ, hắn bắt đầu luyện dược, qua mấy ngày đã luyện chế thành công một viên linh dược màu xanh đem bỏ vào một bình thuốc màu hồng nhạt. Lúc này hắn mới rời động phủ, trong lòng thấp thỏm thẳng tiến một đường đến thượng khu của ngón tay, trên đường đi, trung phong tu sĩ hễ gặp Bạch Tiểu Thuần đều thần sắc biến hóa, vội vàng cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới, vẫn mặt lạnh bay nhanh về phía trước. Hắn càng có thái độ như thế, đám người kia càng cảm thấy là bình thường. Còn nếu Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười với bọn hắn, những người này sẽ lập tức toàn thân sợ hãi, đứng ngồi không yên. Phút chốc, Bạch Tiểu Thuần đã tới huyết hồ ở bên ngoài chỗ ở của Tống Quân Uyển, thuận theo đường nhỏ tiến vào bên ngoài thác nước, hướng về bên trong ôm quyền cúi đầu, dạ tán cầu kiến Tống Tỷ Tỷ. Bên trong thác nước, ở ngoài cửa lớn của động phủ có hai đồng tử đang thủ hộ. Giờ phút này, hai người ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn nhau rồi một người đi bẩm báo, người khác vội vàng ra ngoài, khách khí đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Về mối quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần và Tống Quân Uyển, toàn bộ tông môn đều đang ầm ĩ đồn đại, riêng bọn chúng lại càng có nhiều suy đoán, vì thế không dám nắc tội với Bạch Tiểu Thuần, sợ hắn ghi hận, chờ hồi lâu đã quá một canh giờ, Bạch Tiểu Thuần trong lòng oán hận, nhìn trời thấy đã sắp hoàng hôn khi đó tống quân uyển mới đồng ý cửa lớn động phủ mới mở ra bạch tiểu thuần lại lộ ra vẻ lạnh lùng sắt đá cất bước đi vào động phủ vừa vào liền thấy ao nước to lớn kia nhưng tiếc là lúc này đây tống quân uyển không ở bên trong ao máu nữa mà là ngồi trên ghế ở chính sảnh bên trên vẻ mặt bình lặng ngó nhìn bạch tiểu thuần dáng vẻ vẫn còn chưa tan cơn giận ngươi chẳng phải không muốn trở về đó sao thế nào mà chẳng những đã trở về lại còn đến chỗ ta Tống quân Nguyễn nhàn nhạt mở miệng, nàng mặc một bộ váy dài màu tím, trâm phượng cài búi tóc, quần áo theo một ít hoa văn ảm đạm, khiến khí chất toàn thân thoạt nhìn tràn đầy đoan trang, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn trên cần cổ trắng như tuyết kia rõ ràng còn động một giọt nước cứ như mới vừa tắm xong khiến người nàng toát lên một thứ xúc cảm làm người khác nhịn không được muốn chinh phục. Bạch tiểu thuần trừng mắt nhìn, cử ngực hất tay áo, bảo trì thần sắc lạnh lùng, đứng đó nhíu mày mở miệng, đã đủ rồi. Hắn vừa nói xong, tống quân uyển sửng sốt một chút không nghĩ tới đối phương lại dám nói như vậy với mình nàng vỗ mạnh xuống ghế toàn thân rung động khiến cho giờ khắc này thoạt nhìn nàng càng thấy mị lực vô cùng khí thế trên thân ầm ầm bộc phát trong mắt hiển hiện, hiện hàn mang đang lúc muốn quát tháo thì bạch tiểu thuần khẽ hừ lạnh một tiếng vung tay phải lên một cái bình thuốc bay ra thẳng đến chỗ tống quân uyển tống quân uyển đang cơn nộ khí liền cười lạnh phất tay phải lập tức bình thuốc tan vỡ đang dược bên trong bay ra rớt ở một bên bạch tiểu thuần bình tĩnh nhìn tống quân uyển khi thấy bình thuốc vỡ vụn đang dược rơi rớt thì ánh mắt của hắn ảm đạm trên mặt lộ vẽ tự dẻo dạ tán ta lần này trở về chỉ có một chuyện tình chính là đem viên thuốc này tặng cho ngươi ta trong người không có tài sản gì những dược thảo mà lão tổ cho đều đã luyện thành đang dược cho tông môn vì vậy chỉ có thể đi thi phong để luyện dược cho phong nhai dùng việc này mới có thể tích lũy dược thảo luyện chế nên một viên đan này một viên linh dược mà ta rất muốn luyện chế để tặng nó cho người ta rất muốn tặng bạch tiểu thuần thanh âm trầm thấp quanh quẩn bốn phía nơi đây linh dược cũng đã đưa rồi ta cũng sẽ rời đi từ nay về sau ngươi là đại trưởng lão ta là giả dạ tán lời nói của bạch tiểu thuần mang theo nỗi đắng chát tự hồ cùng với bình thuốc bị nghiền nát kia toàn bộ tâm thần hắn đã vỡ vụn cùng với viên đan dược đã rơi rớt hết thảy tâm ý hắn đều hóa thành tro bụi. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu rồi quay người, bóng lưng đầy vẻ cô mịch, từng bước một đi về phía cửa lớn động phủ. Tống quân Nguyễn ngây ngốc, nàng vốn cho rằng lần này Bạch Tiểu Thuần đến đây chắc chắn là để tí tưởng nịnh nọt vì thế mới khiến hắn chờ ở bên ngoài thật lâu, trước là để nàng thay đổi quần áo bên ngoài, sau còn là muốn mài dũa tính cách Bạch Tiểu Thuần một phen, cốt cho hắn biết, cho dù có được lão tổ coi trọng thì ở trung phong này, nàng vẫn là đại trưởng lão của hắn, không phải là người mà hắn có thể đùa dẫn trắng trợn được, nhưng lại không ngờ rằng Bạch Tiểu Thuần vừa đến đã liền quát tháo mình, nàng tâm cao khí ngạo địa vị tôn cao, làm sao mà không bốc hỏa, đang cân tức giận tự nhiên sẽ đánh vỡ bình thuốc ném cho mình. Tuy nhìn thấy đang dược bên trong rơi rớt nhưng không thể nào dự liệu được đối phương sau đó lại nói ra những lời như vậy. Giờ phút này Tống Quân Nguyễn nhìn đang dược trên mặt đất, lại nhìn bóng lưng hiu quạng của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng không hiểu sao lại có chút trống vắng loại cảm giác này nàng cả đời cũng chưa trải qua liền theo bản năng mở miệng đứng lại bạch tiểu thuần đang quay lưng về tống quân uyển bước chân dừng lại xoay người thần sắc bình tĩnh cúi đầu không biết đại trưởng lão còn có việc gì phân phó giọng điệu bằng phẳng giống như không còn chút tình cảm nào ẩn chứa thần tình lạnh lùng dường như đã đem tất cả ký ức chặt đứt tại đáy lòng hơn nữa còn thay đổi sưng hô lên từ tống tỷ tỷ chuyển thành đại trưởng lão ngươi. Tống Quân Nguyễn sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, giờ phút này trong lòng hỗn loạn, nếu đã không có việc gì, dạ tán xin cáo từ. Bạch Tiểu Thuần thần sắc như cũ, liền quay người đi ra khỏi động phủ. Rời đi xa xa, cho tới khi xuống đến khu vực bên dưới thượng khu của ngón tay, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới thở dài xả khí, trái tim đập mạnh phanh phanh, chiêu này chắc sẽ có tác dụng đây. Nếu như còn không hiệu quả, ta thật không còn biện pháp nào nữa. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, tranh thủ thời gian trở về động phủ, trong lòng than thở, hắn cảm thấy nữ nhân thật sự quá phiền toái, nhất là loại quyền cao chức trọng, lại càng bá đạo. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong động phủ, Tống Quân Nguyễn có chút bực bội, cảm thấy nơi ngực tưng tức khó chịu nhưng lại không thể phát tiết ra. Trước mắt mờ mịt chỉ thấy bóng lưng Bạch Tiểu Thuần lúc rời đi cùng với thần tình lãnh khốc của hắn khi quay người, giả dạ tán thật đáng chết. Tống quân Nguyễn cắn chặt hàm răng ngà, quét mắt nhìn tới viên linh dược. Nàng giơ tay phải chọc vào hư không, viên đan dược này liền bay lên rơi vào lòng bàn tay nàng, cẩn thận nhìn qua mấy lần, tống quân Nguyễn có chút động dung. Đây là một viên tứ giai linh dược, nhưng không phải là để gia tăng tu vi cũng không phải dùng để chữa thương mà ẩn chứa một hương vị vô cùng dễ chịu, tứ giai linh hương đan. Tống quân Nguyễn kinh ngạc thốt nhỏ tuy nàng không luyện dược nhưng hiểu biết rộng rãi nên nhận ra đan dược này chính là linh hương đang vốn rất thích hợp cho nữ tu sử dụng sau khi dùng thứ đan dược này sẽ làm thân thể tản mát ra mùi hương thơm ngát còn có tác dụng làm trắng đẹp khiến người dùng có màu da trắng nõm thậm chí còn có thể xóa nhòa một ít vết sẹo cũ đặc biệt sau khi đạt đến tứ dai lại còn có công dụng tẩy rửa căn cốt dù rằng hiệu quả chỉ ở mức tầm thường không phải là thoát thai hoán cốt nhưng với nữ tử mà nói cũng đủ để giúp một cô gái bình thường trở nên mỹ lệ làm rung động lòng người loại tứ giai linh dược này đối với nam tu tác dụng không lớn dù thế trong các cuộc đấu giá vẫn có một giá cả kinh người coi như với thân gia của tống quân uyển muốn mua một viên cũng chẳng nhẹ nhõm gì nhìn đang dược thần sắc tống quân uyển dần nhu hòa xuống nhớ tới lời nói bạch tiểu thuần vừa rồi nàng không khỏi trầm mặc chìm trong trầm mặc, nàng nhận ra lòng mình rõ ràng dâng lên một chút rung động, nhưng rất nhanh thôi, thứ rung động này liền tiêu tán. Ánh mắt nàng như cười mà không phải cười, tiểu quỷ rõ ràng là thủ đoạn để dụ dỗ ta. Xem ra, ngay từ lúc đầu là đã cố ý diễn trò như thế. Hừ, tỷ tỷ ngươi có chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Làm sao để cho một tên tiểu quỷ như ngươi có thể dụ dỗ thành công? Tống quân nguyễn hừ nhẹ, cầm đan dược trong tay cẩn thận xem kỹ sau khi xác định bên trong không có gì khác tuyệt đối an toàn liền nuốt đang dược vào miệng mấy ngày về sau bạch tiểu thuần đang rầu rĩ trong động phủ không biết liệu hình tượng cứng rắn của mình có hiệu quả hay không thì tống quân uyển đã đến bạch tiểu thuần liền đứng dậy ra đón vào động phủ đang lúc hắn muốn bày ra bộ dáng rắn rỏi thì tống quân uyển sau khi đánh giá qua bốn phía chỉ nói một câu rồi lập tức xoay người rời đi viên thuốc đó của ngươi đã bị ô uế nên ta ném đi rồi nay ra cho ngươi một nhiệm vụ, luyện cho ta một viên khác, phải là mị hương đấy. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây ngốc mờ mịt. Nhìn lại, Tống Quân Nguyễn đến rồi đi, cả thời gian còn chưa đầy nửa nén hương, hình như đối phương đến đây chỉ vì muốn nói một câu kia, yêu nghiệt. Đây là ý tứ gì, chiêu thức gì? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Một lúc lâu sau, thần sắc hắn bỗng nhiên chợt đổi, cẩn thận hít ngửi bốn phía, lập tức mặt mày hớn hở. Đây rõ ràng là hương vị linh hương đang do ta luyện. Khi ấy lúc luyện chế ta đã cho vào hương hoa nhài. Sau khi nuốt, tất nhiên sẽ có mùi hương này. Bạch Tiểu Thuần lập tức yên tâm, nếu đối phương đã ăn đan dược của mình, lại đến yêu cầu mình luyện thêm, vậy đã nói lên những chuyện lúc trước đều đã bỏ qua, nhưng yêu nghiệt yêu cầu cũng thái quá, lại muốn mị hương, hương quyến rũ, kia đấy. Nàng đã quá quyến rũ rồi, lại cảm thấy còn chưa đủ sao bạch tiểu thuần lắc đầu liền sau đó tim hắn nhảy lộc bột trận mắt lộ vẻ hoảng sợ không xong nàng bắt ta luyện chế linh dược có mị hương là để làm gì chẳng lẽ là định nhờ dược lực để dụ dỗ ta trời ạ à! yêu nghiệt này thật đáng sợ bạch tiểu thuần trong lòng khẩn trương nhưng sau khi cân nhắc lại hắn thấy là nếu cứ như vậy có lẽ mình cũng không cần chờ tới khi trở thành đại trưởng lão thì mới có thể thu được vật vĩnh hằng bất diệt kia chỉ cần mình có thể tùy ý ra vào động phủ Tống quân uyển, như vậy là có thể tìm cơ hội để âm thầm thu hoạch, nghĩ như thế, hắn liền phấn khởi, nhưng rồi lập tức lại rung động tâm can, nhưng nếu vậy ta phải hy sinh quá lớn a, à, nàng kia rõ là một yêu nghiệt, ta thật sự lo lắng sẽ có một ngày nàng đại phát cuồng tính rồi làm chuyện gì đó không phải với ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Đánh thì ta đánh không lại, nếu nàng ấy cưỡng ép. Thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì bày ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, hất tay áo nhỏ lên, "Mà thôi, mà thôi. Hết thảy cũng là vì Trường Sinh a, à, ta nhẫn nhịn. Nếu như Tống Quân Nguyễn thật sự cầm thú như thế, ta, ta chịu đựng." Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình vì Trường Sinh mà đã bỏ ra toàn bộ, giờ phút này trong lòng thấp thỏm, vừa tu hành, vừa không quên luyện dược cho Tống Quân Nguyễn, lần này luyện dược, hắn phá lệ ra sức qua mấy ngày sau, một lò linh hương đang đã luyện thành. Tuy rằng chỉ có một viên, nhưng phẩm chất lại đạt đến cấp bậc trung phẩm, nếu nữ tu phục dụng linh dược này, chẳng những có thể làm cho dung nhan trắng đẹp, càng có thể là thúc đẩy căn cốt thân thể biến hóa, giúp cho nữ tử càng thêm mị lực hơn nữa, nhất là trên thân còn toát ra mùi hương có sức hấp dẫn trí mạng với nam giới. Cầm linh dược trong tay, Bạch Tiểu Thuần ngửi một hơi, lập tức bị hương thơm thoang thoảng phả vào mặt khiến cả người không thể tự chủ đắm chìm trong mùi hương kia không muốn thức tỉnh thành công rồi bạch tiểu thuần thần sắc say mê thật lâu sau mới khôi phục được hắn lại ngửi thêm lần nữa cứ vậy suốt cả ngày hắn đều làm thế mãi cho đến khi khiến thân thể của mình thích ứng với hương thơm này rồi lại tự mình luyện chế ra một viên linh dược giúp chống cự thứ hương này để nuốt vào cuối cùng khi đã xác nhận bản thân đã có ý chí rất mạnh có thể đối kháng với hương thơm này hắn mới hài lòng cầm lấy đan dược ngẩng đầu nhìn trời không bày ra bộ dạng bi tráng như tráng sĩ một đi không trở lại hết thảy vì trường sinh bạch tiểu thuần thở sâu lao ra động phủ trên đường hắn cảm thấy cả bầu trời như toàn màu xám tro đầy trong đầu đều là ý nghĩ nếu đối phương cùng tính đại phát mình rốt cuộc là phải nên làm gì đi chưa bao lâu còn đến được thượng khu của ngón tay bạch tiểu thuần cắn chặt răng đang lúc muốn quyết định thì đột nhiên thần sắc hắn khẽ động từ xa xa trên sơn sơn đạo hắn thấy bóng người trọc đầu đi xuống người này không có tóc không có chân mày luôn cả lông mi cũng không toàn thân trụi lũi trông rất gầy gò chính là tống khuyết hắn vừa mới đi bái phỏng cô trẻ của mình hỏi một chút về vấn đề tu luyện sau khi bị giáo húng một trận giờ phút này tâm tình đang phiền muộn khi bạch tiểu thuần nhìn thấy hắn hắn cũng nhìn thấy bạch tiểu thuần thời khắc ánh mắt hai người ánh chạm nhau bạch tiểu thuần sững sờ đã mấy ngày nay hắn không gặp Tống Khuyết, giờ phút này nhìn kỹ vài lần, ồ, ngươi như thế nào lại có biến hóa lớn như thế, chẳng những gầy đi mà lông tóc trên người đều không còn. Bạch Tiểu Thuần nhịn không được, kinh ngạc cất tiếng hỏi, chợt nhớ tới nguyên nhân, lại cảm thấy sát ý trong mắt đối phương quá nồng nên vội vã bổ sung thêm một câu, như vậy cũng tốt, so với trước kia trông tốt hơn rất nhiều, thật sự, Tống Khuyết hai mắt chợt co rút lại, theo bản năng giơ tay sờ cái đầu trọc, hận ý trong lòng liền đùng đùng nổi lên lông tóc toàn thân hắn là do mấy tháng trước bị lửa của lò đang đốt trụi thứ lửa này lại chứa dược lực khá quỷ dị khiến đã mấy tháng qua lông tóc vẫn không cách nào mọc ra mấy tháng này mỗi lần nhìn hình dạng mình trong gương đồng hắn lại buồn bực đến phát điên chỉ vậy thì cũng thôi cũng không phải không chịu đựng được nhưng hắn lại còn bị tiêu chảy suốt nửa tháng nhớ tới những ngày ấy mỗi ngày phải chịu hơn trăm lần thống khổ Giờ khắc này lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói vậy, hai câu nói kia đối với hắn chính là một sự khiêu khích trắng trợn. Ở huyết khê tông, bao giờ cũng vậy, chẳng mấy ai dám trêu chọc tống khuyết. Hắn tuy trầm tính nhưng hôm nay, sau mấy phen phải chịu thiệt trước giả tán, hắn thật sự không thể nào nhìn thêm được nữa. Lửa giận đột nhiên bộc phát, giả tán, người khinh người quá đáng. Tống khuyết thép, một bước tiến tới, ngán ngang đường đi bạch tiểu thuần, từ khi ngươi đến trung phong, trung phong gà chó cũng không được yên ổn, tiếng oán than khắp nơi. Dạ tán, bây giờ ta, đứa nhỏ này, náo nháo cái gì, đi chỗ khác chơi, đừng có chặn đường ta. Tống khuyết còn đang gào thét thì Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận. Bạch Tiểu Thuần thấy mình vừa rồi đã phân bua, huống hộ những chuyện kia cũng không phải là do hắn cố ý, vì thế hắn bực bội cắt ngang lời Tống khuyết. Tống khuyết bị câu nói đó làm tức giận đến nỗi muốn nổ tung toàn thân, tên giả dạ tán trước mặt còn dám ra dáng trưởng bối đi răng dặn tiểu bối nữa. Tống khuyết ngửa mặt lên trời rống lên, tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát, hai mắt đỏ thẫm, dơ trảo phải chụp tới bạch tiểu thuần, ánh mắt bạch tiểu thuần lóe lên lệ mang. Nếu là người khác, hắn còn có thể lúng túng một chút, chứ tống khuyết thì từ lúc ở vẫn kiếm thâm nguyên, bạch tiểu thuần đã quá rành, đến khi vào huyết khê tông thì hắn càng ăn chắc. Ngay khi tống khuyết xuất thủ, bạch tiểu thuần đã tiến lên một bước, giơ tay phản đòn chụp vào bắp tay tống khuyết hất lên ném thẳng xuống dưới núi toàn thân lực lượng của bất tử kim cương quyển ầm ầm chuyển động trực tiếp bạo phát thành những tiếng nổ đùng đoàn tống khuyết cảm giác như tay phải không thuộc về hắn nữa như bị một cái kìm sắt kẹp lấy toàn thân bị ném đi bên tai chỉ nghe tiếng gió rít bén nhọn đầu óc ông ông trời đất quay cùng thân thể hắn đã bị ném trực tiếp từ trên núi xuống núi dạ tán tống khuyết gào thét thảm thiết gắn gượng trụ thân lại, nhưng lực đạo quá lớn khiến hắn không cách nào nghịch chuyển được, đành bị ném thẳng xuống mặt đất. Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại quần áo, không thèm để ý đến Tống Khuyết, lại tiếp tục rầu rĩ ưu tư xem nếu Tống Quân Uyển dùng sức mạnh thì mình nên làm gì. Lúc này hắn đã đến thượng khu của ngón tay, tiến đến trước động phủ của Tống Quân Uyển. Không lâu sau, Tống Khuyết từ dưới núi điên cuồng vọt lên, sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng chất chứa sát ý vô tận trước lực lượng khủng bố của dạ tán tống quyết càng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt hắn tuyệt đối không muốn thấy ở huyết khê tông lại xuất hiện thêm một người vốn cùng thế hệ nhưng có thể áp chế mình dạ tán quỷ kế đa đoan tàn hại tông môn lại khiến đệ tử trung phong oán thang khắp nơi tuy hận mà không dám nói mặc dù hắn được lão tổ và cô trẻ tán thưởng nhưng cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi rốt cuộc cũng chẳng phải là máu mũ gì còn ta lại chính là trai trưởng thế hệ này của tống gia Bây giờ ta phải đem chuyện này thưa với cô trẻ, nói rõ đại nghĩa để cô trẻ trừng phạt hắn. Việc trừ tên này xem ra không được nhưng phải làm cho giả dạ tán quỳ xuống nhận sai, để hắn từ đây còn biết giữa ta và hắn ai cao ai thấp. Tống khuyết nghiến răng, mắt bốc hỏa, thẳng đến thượng khu ngón tay, tống khuyết lòng đầy sát ý, ra sức bay nhanh. Hắn tự tin cô trẻ nhất định thay mình chủ trì công đạo, sẽ khiến giả dạ tán hoặc phải chết, hoặc phải chịu khuất phục dưới mình ta là trưởng tử của tống gia nếu không phải vì linh khê tông bạch tiểu thuần thì ta đã thiên đạo trúc cơ rồi và tự mình có thể tranh đoạt vị trí huyết tử của thế hệ này mà không cần phải phụ trợ cho cô trẻ tống quyết thở mạnh càng tăng tốc hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng đến thượng khu ngón tay tuy nhiên điều này cũng không đáng ngại cô trẻ tranh giành huyết tử cũng chỉ là kế sách tạm thời nhằm giữ vị trí này không để huyết mai chiếm đoạt mà thôi chờ ta đạt đến trúc cơ hậu kỳ ta vẫn có thể tranh đoạt thân phận huyết tử. Dạ tán nếu chịu tòng phục để ta sử dụng thì cũng thôi, còn nếu hắn không biết điều, ta quyết phải khiến hắn chết không có chỗ chôn. Tống khuyết càng thêm tự tin, khí thế bạo phát ầm vang, lao thẳng vào thượng khu ngón tay, tiến đến hồ nước trước cửa động phủ của tống quân uyển, chỗ thác nước đỏ thấm đổ xuống hồ, có bốn tên đồng tử đang nhắm mắt ngồi đấy. Khi tống khuyết đến, bốn người liền mở mắt, lộ ra tinh mang, nhìn đến tống khuyết không chút dừng chân theo con đường cạnh hồ tiến thẳng vào bên trong thác nước ngay lúc muốn bước vào động phủ thì cả bốn tên đồng tử đều biến sắc vội đứng dậy tiến tới ngăn trước mặt tống khuyết tống trưởng lão xin chờ một lát một tên đồng tử tuy biết rõ tống khuyết địa vị không tầm thường nhưng không dám không ngăn cản đành mở miệng thốt cút đi ta tìm đại trưởng lão có chuyện quan trọng tống khuyết đang cơn giận sắc ý bừng bừng lúc này lại thấy đồng tử dám ngăn cản mình thì nhíu mày khẽ quát. Bình thường, hắn đến đây đều không cần phải thông báo, với thân phận của hắn, tuy không dám nói là tùy ý ra vào nhưng cũng không khác gì mấy. Hơn nữa, Tống quân Nguyễn đối với đứa cháu này vốn rất yêu chiều. Vậy mà bây giờ, đồng tử lại dám ngăn trở. Tống khuyết hừ lạnh, xô mạnh đồng tử ra phía trước, bước thẳng vào động phủ, bốn tên đồng tử sắc mặt đại biến, Bọn hắn đã cố tình ngăn trở vì thấy đại trưởng lão và người kia đang có sự tình kính đáo riêng tư trong động phủ, nhưng bọn hắn không ngăn được tống khuyết. Giờ phút nghiêm ngặt này tống khuyết lại cường hành tiến nhập cửa động, bước thẳng vào trong. Nếu là ngày thường, tống khuyết cũng không lỗ mãn như thế, nhưng đây chính là cô của hắn. Hơn nữa, tống khuyết lại đang cơn thịnh nộ không áp chế được nên hắn mới mất sự bình tĩnh thường ngày. Hơn hết, cũng bởi hắn không cho là có đại sự gì đang diễn ra. Vừa bước vào động phủ, còn chưa tiến vào đại sảnh, Tống Khuyết đã nghe được tiếng cười của cô trẻ Tống Quân Nguyễn truyền ra. Tiếng cười vừa vui thích vừa hờn giận, Tống Khuyết khẽ giật mình, đi vội vài bước, vượt qua bình phong. Vừa bước tới đại sảnh, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cả người như bị ngủ lôi oanh đỉnh, trời giáng, đầu óc quay mòng, trợn mắt há mồm, không thể tin nổi, cô trẻ Tống Quân Nguyễn đang ngồi trên ghế, tay trái che miệng, ẩn lộ nhu tình, tiếng cười không ngừng còn giả dạ tán thì đang ngồi bên cạnh nắm lấy tay phải của nàng, cẩn thận xem xét, thậm chí còn ngửi một cái. Cảnh tượng này khiến cho Tống Khuyết hoàn toàn há hốc mồm, cảm giác trời đất đảo lộn thậm chí hắn đã nghĩ đây là ảo giác không thể nào là sự thật. Nhưng mọi chuyện rành rành trước mắt, rõ ràng một cảnh gian díu, khiến cho Tống Khuyết hoàn toàn bối rối. Gần như ngay khi Tống Khuyết vào, Tống Quân Nguyễn vội rút tay phải khỏi bạch tiểu thuần, vẻ tươi cười liền thu liễm lại, nàng ho nhẹ, thần sắc nghiêm nghị, lấy lại dáng vẻ trưởng bối nhìn về tống khuyết sao lại xúc động như thế thôi được rồi ngươi tới đây có chuyện gì tống quân nguyễn tuy muốn ra vẻ trưởng bối nhưng trên hai má nàng còn dấu ửng hồng còn chưa kịp tiêu biến chỉ khiến cho nàng bây giờ trông vừa nghiêm túc vừa vũ mị giao hòa nhau xinh đẹp không tả đồng thời trong lòng nàng cũng khó tránh xấu hổ nếu là người khác mà dám lỗ mãn xông vào như vậy nàng nhất định đã phạt nặng nhưng tống khuyết là cháu mình Nàng không tiện trách phạt, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã ngồi nghiêm chỉnh lại. Tống Quyết đột nhiên xông vào, hắn cũng bị dọa muốn nhảy dựng, lòng chột dạ, có cảm giác như trộm bị bắt quả tang. Hắn cũng vừa tới đây không lâu, sau khi đưa linh dược, tự nghĩ mình cũng nên chủ động giải oán nên mới bảo Tống Quân Uyển để hắn xem tướng tay. Ngày đó ở Linh Khê Tông, hắn đã biểu diễn một màn xuất chúng, cũng đã làm cho Tống Quân Uyển có ấn tượng sâu đậm. Vì thế, giờ đây nàng mới để Bạch Tiểu Thuần nắm lấy tay mình, nghe mấy lời tán tỉnh biệt bợm mà cười liên tục, tiếng vui quanh quẩn. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ngồi bên cạnh, thở sâu, thần sắc nghiêm nghị, bắt chước bộ dạng Tống Quân Uyển, nhìn Tống Khuyết, Tống Khuyết hô hấp dồn dập, hồi lâu sau mới hết hoảng hốt bình tĩnh lại, có thể coi như là bình tĩnh lại. Hắn vẫn còn chưa tin nổi những gì mình vừa thấy. Cô trẻ cao cao tại thượng, tuyệt đại tao nhã trong suy nghĩ của hắn rõ ràng lại bị người khác nắm tay lại còn cười cợt vui sướng chuyện này tuy khó tưởng tượng nhưng nếu chỉ thế thì cũng thôi không ngờ người nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô trẻ lại chính là người đang khiến hắn nổi giận xung thiên dạ tán nghĩ đến đây lửa giận trong lòng tống khuyết bỗng đột nhiên bạo phát mãnh liệt hơi thở hắn hỗn loạn hai mắt đỏ cạch chằm chằm nhìn vào dạ tán tức giận điên cuồng dạ tán Tống Khuyết hét lớn. Hắn bước tới hướng về cô trẻ, đại trưởng lão Tống Quân Nguyễn, tiểu cô, từ khi giả dạ tán bước vào Trung Phong đã tàn hại Tông Môn, quỷ kế đa đoan, càng khiến cho đệ tử Trung Phong hận thấu xương, sinh linh đồ tháng. Ta hoài nghĩ tên này chính là ám tử, nội gián của Tông Môn khác đã toan tính gây dịch tả cho huyết khê Tông ta. Xin tiểu cô diệt trừ người này để răng đe. Giờ phút này, đầu óc Tống Khuyết vẫn còn ông ông, Tiếng hắn gào lên quanh quẩn thấp động phủ, bạch tiểu thuần sắc mặt khẽ biến, trong lòng nổi giận. Hắn tuy biết Tống Khuyết tới đây chính là muốn tố cáo mình nhưng không ngờ Tống Khuyết lại nói trúng, quá đúng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải kinh hãi. Đang định phản bác lại thì Tống Quân Nguyễn bên cạnh đã nghiêm mặt, vỗ bàn, bình bàn đá bên cạnh phát ra tiếng nổ mạnh, đè áp luôn thanh âm của Tống Khuyết, câm miệng. Tống Quân Nguyễn mặt trầm như nước, ánh mắt nheo lại, thanh âm quanh quẩn khiến toàn bộ động phủ như có hàng khí bức người tống quyết rung lên từ nhỏ hắn luôn sợ người cô trẻ này giờ phút này thấy cô trẻ tức giận theo bản hắn liền cúi đầu thấy bộ dạng tống quyết như vậy tống quân nguyễn tuy còn tức giận nhưng gượng nén xuống đối với đứa cháu này nàng vẫn luôn yêu chuộng giờ phút này nàng nói lời thân tình lộ vẻ tiếc hận rèn sắt đã không thành thép quyết nhi ngươi là trai trưởng thế hệ này của tống gia tương lai của ngươi khó hạn lượng được, làm sao lại hồ đồ thiển cận như thế? Dạ tán lai lịch trong sạch, lại có cống hiến to lớn với tông môn. Đúng là hắn có một chút lỗi với tu sĩ đồng môn, nhưng tất cả những chuyện đó đều không phải do hắn cố ý mà là hắn vì cơ đồ dược đạo của tông môn. Vĩ khuất của hắn, ngươi không phải không biết. Tống quân Nguyễn Tiết Núi nói, nàng cảm thấy hành động hôm nay của đứa cháu này thật quá hồ đồ. Bạch Tiểu Thuần ngồi bên cạnh, thấy một tình cảnh như thế thì cảm động ánh mắt hắn lộ ra vẻ nhu hòa liếc mắt nhìn tống quân uyển nhận thấy nàng đúng là hiểu thấu lòng mình toàn bộ những chuyện kia chính xác là không phải do mình cố ý lúc này đây hắn nhận ra tống quân uyển đúng là tri kỷ của mình khuyết khê tông đối xử với mình thật sự quá tốt tốt phải nói trong khi trong lòng bạch tiểu thuần dậy lên cảm khái vô tận thì tống khuyết lại run rẩy cả toàn thân hắn từ nhỏ khi bị cô trẻ răng dạy thường rất kích phản bác, nhưng giờ khắc này, hắn thật sự không chịu nổi. Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng cảm khái của Bạch Tiểu Thuần, trong óc hắn lại hiện lên cảnh tượng đối phương nắm chặt tay cô trẻ cũng như bộ dạng gian díu của cả hai. Tống Khuyết thở gấp, đột nhiên ngẩng đầu, dạ tán, ngươi, Tống Quân Nguyễn thấy Tống Khuyết rõ ràng còn không biết hối cãi, sắc mặt càng thêm âm trầm, phẫn nộ quát, Khuyết Nhi, ngươi lui ra. Nói xong, Tống quân Nguyễn quay về phía Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng mở miệng, dạ sư đệ, chớ để ý, khuyết nhi tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, lại bày ra bộ dáng trưởng bối, khẽ gật đầu, cười khổ, không sao, khuyết nhi tuổi trẻ tính nóng cũng là chuyện thường tình. Chúng ta làm trưởng bối chỉ cần biết cách dạy bảo là được. Nghe Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói, khuyết nhi, hai từ, tống khuyết điên tiếp cực độ, toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, sát khí động trời, dạ táng, ta phải giết ngươi. Tống Khuyết gầm lên, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Hành động đột ngột, khoảng cách lại gần, luôn cả Tống Quân Nguyễn cũng không kịp ngăn cản, ầm. Tống Khuyết tháp quyết, hiện ra một cái đại thủ ấn màu máu, sóng khí cuồn cuộn, phá hủy bàn ghế, đánh thẳng đến ngực Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hai mắt chuyển động, không né tránh lãnh trọn nguyên đòn vào ngực, lập tức phun máu, sắc mặt trắng bệt, thân thể lão đảo lui lại, thấy Bạch Tiểu Thuần bị trúng đòn, Tống Quân Nguyễn có chút đau lòng, lập tức nổi giận vung tay phải phất mạnh một cổ đại lực khuếch tán ra lập tức áp đảo tống khuyết khiến hắn không cách nào tiến tới chỉ có thể trơ mắt đỏ cạch toàn thân run rẩy vì giận hắn biết giả tán thổ huyết chỉ là giả dù có bị thương thật sự cũng không phun máu cường điệu đến vậy tống khuyết ngươi thật to gan tống quân nguyễn tức giận vô cùng đang muốn dạy dỗ thì bị bạch tiểu thuần chụp lấy tay phải khuyết nhi nói không sai ta thân là trưởng bối cũng có chỗ không đúng, đã làm hại khuyết nhi trọc đầu. Khi về, ta sẽ lập tức bế quan luyện dược, nhất định phải luyện ra một loại linh dược giúp cho khuyết nhi mọc tóc trở lại. Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn Tống Quân Viễn, khóe miệng vẫn còn dính máu tươi, nghiêm túc nói, thậm chí còn dùng sức bóp tay Tống Quân Viễn một cái để tỏ rõ quyết tâm của mình, Tống Quân Viễn đỏ mặt. Hành động nắm chặt tay mình ở ngay trước mặt cháu mình như thế không hiểu sao lại làm tim nàng phanh phanh đập loạn, cảm giác thật khác thường, khuyết nhi, còn không mau xin lỗi dạ sư thúc của ngươi. Tống quân Nguyễn rút bàn tay nhỏ bé lại, khi nhìn lại tống khuyết, tức giận lại nổi lên, một màn này, làm cho tống khuyết cả người run rẩy trên mặt hiện gân xanh, đột nhiên cười lớn, hai ngươi, một đôi giang. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong. Tống quân Nguyễn trong mắt đã lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, tay trái tay áo hất lên, một trận cuồng phong đột ngột xuất hiện, lập tức cuốn lấy tống quyết tống xuất khỏi động phủ tống quyết vô lễ trách phạt bế quan ba tháng không được ra ngoài bạch tiểu thuần cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại động phủ nữa thấy tống quân uyển trầm lặng như nước hắn than nhẹ rồi hướng tống quân uyển cáo từ tống quân uyển chần chờ một chút rồi khẽ gật đầu sau khi an ủi hắn vài câu nàng chợt nói mấy tháng sau trước khi chiến tranh trung phong sẽ tiến hành tổ chức huyết tử thí luyện lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta tống quân nguyễn nhìn bạch tiểu thuần ánh mắt mong chờ bạch tiểu thuần trong mắt ánh lên tinh mang qua một hồi thì thở ra gật đầu nhẹ và ly khai động phủ vừa rời khỏi động trong lòng bạch tiểu thuần không khỏi đắc ý hắn thở mạnh vừa rồi có thể chỉnh đốn tống khuyết một phen nghĩ lại rất làm thỏa mãn hừ hừ khuyết nhi từ nay về sau ta chính là sư thúc của ngươi á nghĩ tới đây bạch tiểu thuần càng cao hứng Tuy thế sắc diện vẫn trắng bệt, duy trì nét nghiêm nghị, lại như chứa một tâm sự nặng trĩu, thẳng về động phủ ở hạ khu, về đến nơi, lại nghĩ đến mình đã là trưởng bối của Tống Khuyết, hắn cảm thấy sảng khoái khắp người, liền giơ tay áo phất một vòng rõ lớn, nhưng thôi, nhưng thôi. Ta thân là trưởng bối, thật không nên chấp nhặt chi bọn tiểu bối. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, không còn để ý đến chuyện vừa rồi nữa, bắt đầu tu hành, lúc này, hắn bắt đầu tính toán cách thức cải tiến tứ giai linh dược. Luyện dược khi trước, tuy là cuối cùng cũng thành công nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm giác có gì đó không thông suốt hoàn toàn, hẳn vấn đề là ở lò đan. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ. Hắn nhận thấy, khi luyện dược, nếu thẳng tay thả hết toàn bộ dược thảo theo các suy tính của mình thì không một lò đan nào chịu nổi, cuối cùng đều sẽ bị nổ lò. Vì vậy chỉ có thể giảm bớt số lượng dược thảo thì lò đan mới không tan vỡ. Nhưng làm thế, trong lòng lại có một cảm giác nửa vời, phản phất như chỉ mới dùng một nửa khí lực, đáng tiếc, hiện giờ luyện dược cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cũng đành không còn cách nào khác. Hắn định sau khi trở về Linh Khê Tông, sẽ đi hỏi Lý Thanh Hậu, xem thử có biện pháp nào để giải quyết hay không, về chuyện tu hành, Bạch Tiểu Thuần cũng không lãng phí thời gian. Trong những ngày sau đó, hắn liên tục hấp thu huyết khí để tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công quyển 2, Bất tử Kim Cương Bất tử Kim Cương tầng thứ nhất, thập tượng mang quỷ thân, Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện đến Hoàng Mỹ. Bây giờ, tầng thứ hai thập quỷ thiên yêu thân, dưới sự tu hành nỗ lực của hắn, nhất là tại huyết khê tông, thánh địa để tu luyện bất tử trường sinh công, nhờ hấp thu huyết khí, cuối cùng cũng đã đột phá, đạt đến tứ quỷ chi lực. Đối với trình độ cường hãn của nhục thân chính mình, Bạch Tiểu Thuần đã có chút phán đoán, tuy nhiên lại không có cơ hội toàn lực thi triển. Cho dù vậy, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm nhận được sự khủng bố của bản thân. Sức lực hắn rất lớn, có thể nói không gì không công phạt được, tự hồ như vô cùng. Khí lực toàn thân tự hồ có thể rung chuyển núi sông, còn năng lực phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần cũng đạt đến trình độ làm chính hắn trống mắt liếu lưỡi. Một kích toàn lực của Tống Khuyết trước đó, đối với Bạch Tiểu Thuần chỉ như là gãi ngứa. Còn nguồn máu tươi hắn phun ra chính là do hắn gắn gượng rung chuyển linh hải trong cơ thể để ép ra còn thần thông hám sơn chàng của bất tử kim cương quyển bạch tiểu thuần không có nhiều cơ hội đi trải nghiệm nhưng trong vài lần thi triển hắn cũng kinh hãi với thần thông này thậm chí hắn cảm giác là một khi toàn lực sử dụng dù là ngọn núi cứng rắn cũng có thể bị khoét ra một lỗ thủng nếu bị thân thể mình va đụng vào càng không cần phải nói nếu là thân thể địch nhân thì sẽ ra sao ta cảm thấy hiện tại mình đã là một tồn tại vượt qua cả thiên yêu a à. bạch tiểu thuần giơ tay phải khoắn xuống đất hắn cảm giác mặt đất cứ như đậu hũ, liền bị vốc lên một khối, không chút trở ngại nào. Hơi bóp nhẹ, hòn đá trong tay đã trở thành tro bụi. Sự cường hãn ngày càng tăng này càng làm cho Bạch Tiểu Thuần thêm phấn khởi. Mỗi lần hấp thụ huyết khí, hắn đều có cảm giác vui sướng khó nói nên lời, đồng thời, với huyết sát giới, tốc độ ngưng tụ huyết kiếm của Bạch Tiểu Thuần cũng tiến nhanh rất nhiều, uy lực càng thêm cường đại. Đặc biệt là mỗi khi thi triển, Hắn mơ hồ cảm nhận được toàn bộ trung phong, một cảm giác như có thể thật sự rung chuyển cả trung phong, nhưng hắn không dám tiếp tục thử nghiệm, sợ rằng sẽ có các biến hóa mà bản thân không khống chế nổi mà dẫn đến nguy hiểm, lại còn tử khí thông thiên quyết. Đây chính là công pháp trụ cột của Bạch Tiểu Thuần, cũng là ẩn tàng chi đạo duy nhất của Linh Khê Tông. Ở sơ kỳ, vạn sự khởi đầu nan, ngay cả việc lấy thông thiên hà thủy cũng cần người trợ giúp, nhưng giờ đây, Bạch Tiểu Thuần đã đạt đến trung kỳ cũng nhờ đã dung hợp một giọt nên mới có được khống chế nhất định đối với thông thiên hà thủy theo bạch tiểu thuần tu hành cái chủ đích bá đạo có thể trực tiếp dung hợp thông thiên hà thủy này ngày càng lộ rõ đặc biệt là sau khi bạch tiểu thuần đạt đến trúc cơ trung kỳ trong linh hải tầng thứ tư một chung thông thiên hà thủy kia càng hòa tan rất nhanh hơn nữa nhờ đang dược trợ giúp bạch tiểu thuần đã có thể cảm thụ được khí tức trên người mình mơ hồ có chút tương đồng cùng thông thiên hà đó là một loại cảm giác huyền diệu mà Bạch Tiểu Thuần khó có thể diễn đạt nhưng vẫn có thể cảm thụ rõ ràng sự cường hãn của chính mình. Trong các tu sĩ trúc cơ, không dám nói không có đối thủ nhưng chắc chắn là có thể càng quét rất nhiều người. Còn về thông thiên pháp nhãn, từ khi đi vào huyết khê tông, Bạch Tiểu Thuần hầu như không thi triển thần thông này. Nhưng, theo tu hành, mi tâm bên trong không ngừng có cảm giác ngứa ngáy, càng lúc càng mãnh liệt thậm chí Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy thông thiên pháp nhãn tự hồ cũng có thể tích lũy lực lượng, một khi hoàn toàn mở ra, nhất định sẽ kinh thiên động địa, duy chỉ một chuyện khiến Bạch Tiểu Thuần không hài lòng, đó chính là ngự nhân đại pháp cùng với nguyên từ chi lực. Tuy rằng, từ khi tu luyện tử khí thông thiên quyết, ngự lực cũng có gia tăng, nhưng vẫn có hạn. Còn nguyên từ chi lực, Bạch Tiểu Thuần đã nghiên cứu cực kỳ lâu, trước sau vẫn không muốn buông bỏ, nhưng dường như vẫn còn bị một tầng ngăn cách Khó mà hiểu thấu đáo, khó mà nắm giữ, chuyện này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất phiền não nhưng cũng không cách nào để giải quyết, chỉ có thể mỗi ngày dành ra một ít thời gian, không ngừng nghiên cứu mài dũa. Ngoài ra cũng còn một việc vẫn khiến Bạch Tiểu Thuần luôn cân nhắc mấy ngày qua, chính là những lời Tống Quân Nguyễn từng nói. Mấy tháng sau, huyết tử thí luyện của Trung Phong sẽ được tổ chức, nàng hy vọng Bạch Tiểu Thuần sẽ ra tay tương trợ, một khi Tống Quân Nguyễn trở thành huyết tử, đại trưởng lão vị trí sẽ bị trống theo lệ vị trí đại trưởng lão sẽ được chọn từ các huyết sắc trưởng lão nhưng nếu có người thanh danh cực cao người này cũng có thể trực tiếp trở thành đại trưởng lão vì đề phòng con thỏ bạch tiểu thuần chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng mắt hắn lộ ra tinh mang mấy ngày này hắn đều suy nghĩ đến chuyện này hắn biết rõ đây chính là một cơ hội tuyệt hảo cho mình nếu thành công là có thể lấy được vật vĩnh hằng bất diệt kia rồi ly khai huyết khê tông hiện giờ danh khí ta ở huyết khê tông có thể sánh cùng tống khuyết rồi nhưng nếu muốn vượt qua mấy huyết sắc trưởng lão để trở thành đại trưởng lão thì vẫn còn có chút chưa đủ A. À. Trong mấy tháng này, ta cần phải làm cho danh tiếng của mình nổi lên. Vô lượng tốt xấu thế nào, tóm lại phải khiến tất cả mọi người nhận ra rằng, ta tuy là phàm đạo trúc cơ nhưng vẫn có thể trở thành cường giả, có thể làm người khác thấy là giật mình, nghe là biến sắc. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ rõ vẻ quyết tâm, từng ngày trôi qua, chiến tranh giữa huyền Khê Tông và Đan Khê Tông lại tiếp tục leo thang đạt tới cấp độ toàn tông giao chiến. Mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức truyền về, có thật có giả, nhưng đều khiến cho đệ tử huyết khê tông kinh hải không thôi. Cùng thời gian này, việc chuẩn bị chiến tranh ở huyết khê tông cũng đã tiến tới đoạn cuối. Rất nhiều đệ tử lần lượt được phái đi, không biết về đâu, mà trên bầu trời huyết khê tông, Bạch Tiểu Thuần thấy được huyết vân càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc thêm, mơ hồ tạo nên một áp lực khiến lòng người hốt hoảng, cũng khiến cho huyết khí của toàn bộ huyết khê tông càng thêm nồng đậm trong lúc đó dù rằng bạch tiểu thuần bế quan rất ít ra ngoài nhưng các truyền thuyết về hắn lại không có chút nào giảm bớt thậm chí còn ngược lại càng thêm khoa trương sau một thời gian được mọi người thêm mắm thêm muối nhất là chuyện tống khuyết bị trách phạt phải bế quan không biết vì sao mà có rất nhiều người biết được chuyện này lại còn có một lực lượng âm thầm nhắm vào giả tán không ngừng khuấy động thêm vì vậy ở trung phong cùng với vô số lời đồn đãi về giả tán, rất nhiều người vừa oán hận vừa sợ hãi Bạch Tiểu Thuần. Lúc này đây, rất nhiều người chợt nhớ tới huyết mai thiếu chủ, nhớ tới huyết mai từng có xung đột với giả tán. Vì vậy, bọn họ liền truyền tin cho huyết mai, hy vọng nàng ra mặt thay bọn họ, kính xin huyết mai thiếu chủ ra mặt trừng trị giả tán, tên giả tán này khủng bố cùng cực. Mọi người ở Trung Phong, Thi Phong đều vô cùng đau khổ, dạ tán còn được Trung Phong đại trưởng lão thiên vị xin huyết mai thiếu chủ chém ôn ma đem hắn treo cổ các truyền âm có giọng điệu kiểu này huyết mai mỗi ngày nhận được không ít đủ loại sự tình trên trời dưới đất về tính hung tàn của dạ tán chỉ cần nhìn vào nội dung của truyền âm là có thể thấy được trong mắt không ít người ở huyết khê tông dạ tán đã là một ma vương rất đáng sợ bất quá huyết mai cũng không có biện pháp gì trong tông môn bây giờ dạ tán am hiểu dược đạo được lão tổ coi trọng danh khí rất lớn có thể so với cả tống khuyết, người như thế, huyết mai không thể công khai hạ thủ. Với lại, nàng cũng nhận ra rằng chiến lực của Bạch Tiểu Thuần không hề tầm thường, dù nàng có ngấm ngầm xuống tay muốn đánh chết đối phương thì tuyệt cũng không thể trong một giờ nửa khắc mà làm được. Trong động phủ, huyết mai khoanh chân ngồi trầm ngâm, trong mắt hàng mang lấp lóe nàng tất nhiên nhận ra có người muốn xúi dục nàng ra tay giết chết giả tán. Tuy nhiên, nàng thay kệ những người này, bởi vì bản tâm nàng cũng có ý muốn giết giả dạ tán. Không lâu nữa, huyết tử thí luyện sẽ mở ra, ta phải cùng với con tiện nhân tống quân uyển tranh đoạt trung phong huyết tử của thế hệ này, mà giả dạ tán lại chính là một trợ lực lớn cho tống quân uyển Nếu có thể gạt bỏ hắn, đối với ta mà nói, chính là một chuyện rất tốt. Huyết mai cười lạnh, sắc ý trong mắt đậm thêm, giả dạ tán trước đây không chút nổi danh, rất ư bình thường, nhưng sau khi từ vẫn kiếm thâm nguyên trở về thì tiếng tâm vang dội, cực kỳ bất phàm cứ như thay đổi thành một người khác rất là quỷ dị thân phận của hắn nhất định có vấn đề cho dù không có vấn đề cũng phải bới cho ra vấn đề huyết mai trong mắt sát ý càng đậm nếu như không thể công khai ra tay vậy chỉ còn cách âm thầm điều tra trong tình hình nhạy cảm chiến tranh sắp bột phát hiện tại không chừng càng có lực sát thương nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha